Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Trong xã hội ngày nay, thành công của một người một phần nhờ chuyên môn, phần lớn quyết định bởi nghệ thuật hùng biện. Không ai là không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Chương 12, kỹ năng diễn thuyết sinh động. Diễn thuyết là một hoạt động xã hội có tính tổng hợp, trực quan, thực tế và nghệ thuật của con người. Trong xã hội ngày nay, diễn thuyết cũng là một cách để thể hiện bản thân. Một bài diễn văn hay có thể cổ vũ tinh thần mọi người, để lại ấn tượng sâu sắc trong công việc hoặc trong một số hoạt động. Diễn thuyết chính là cơ hội thể hiện năng lực của một người. Tài ăn nói khéo léo sẽ quyết định chất lượng diễn thuyết. Mở đầu thuyết phục, ấn tượng. Có câu vạn sự khởi đầu nan. Khi diễn thuyết, bạn phải thu hút sự chú ý của người nghe trong vòng 5 giây. Đối với những người lần đầu diễn thuyết thì điều này rất khó khăn. Như Gorky đã nói, câu nói mở đầu là khó nhất, nó giống như gam chủ đạo trong một bản nhạc, phải cần một thời gian dài mới có thể tìm thấy. Một chuyên gia diễn thuyết giàu kinh nghiệm đã nói, một bài diễn văn chất lượng nhất là bài có phần mở đầu đẹp và phần kết luận để lại ấn tượng sâu sắc. Vì thế, những lời nói đầu tiên vô cùng quan trọng, phải nhanh chóng nắm được tâm lý người nghe. Chuyện này không dễ, nếu phần mở đầu không thu hút, thì sau đó dù có nói hay như thế nào, cũng khó khiến người nghe cảm thấy hứng thú. Phần mở đầu phải gắn gọn trong khoảng 1-2 câu thì mới có thể thu hút được sự chú ý của người nghe. Nhưng việc này yêu cầu chúng ta phải học và nắm được kỹ năng diễn thuyết. Tạo sự hồi hộp để khơi dậy tâm lý tò mò của người nghe. Tò mò luôn muốn tìm hiểu là những thứ chưa biết. Đó là bản tính của con người. Trong diễn thuyết, chúng ta có thể thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách lợi dụng bản tính này. Một giáo sư địa lý giảng bài cho sinh viên. Khi bắt đầu, lớp học rất ồn ào, nhưng giáo sư không hề tức giận. Ông lấy từ trong túi ra một viên đá đen và nói, các em hãy chú ý, đây là một hòn đá rất quý giá. Ở nước ta chỉ mình tôi có hòn đá này. Các sinh viên im lặng, bởi họ đã bị hòn đá đen thu hút. Mọi người đều tự hỏi, đây là đá gì mà quý như vậy? Khi các sinh viên đã trật tự và nhìn hòn đá với đôi mắt tò mò, vị giáo sư bắt đầu nói về cuộc thám hiểm Nam Cực. Cuối cùng mọi người đều biết, hòn đá đen đó được phát hiện và lấy về từ Nam Cực sau một chuyến thám hiểm. Đây chính là phương pháp tạo sự hồi hộp, dùng một hoặc một vài sự vật để nắm bắt tâm lý người nghe và khơi dậy sự tò mò của họ. Nhưng cần phải chú ý, những sự vật này phải liên quan tới chủ đề diễn thuyết. Một phóng viên nổi tiếng người Mỹ đã mở đầu như thế này trong một bài diễn thuyết. Có một ngày khi tôi đang đi trên đường phố, tôi gặp một người mặc trang phục phương Đông. Thế nhưng người này không giống người Ả Rập chút nào. Anh ta có đôi mắt xanh, trong khi người Ả Rập thường có mắt đen hoặc xám. Đoạn mở đầu này đã khiến người nghe tò mò, hy vọng có thể nghe tiếp để xem người đàn ông đó là ai. Tại sao anh ta lại cải trang thành người Ả Rập? Anh ta làm gì và sau đó như thế nào? Lúc này, người nghe đã bị thu hút bởi lời nói của bạn. Tiếp theo, bạn có thể nói về quan điểm của mình. Muốn diễn thuyết thành công trước đám đông, trước tiên bạn phải giỏi trong việc mở đầu bằng cách khơi dậy sự tò mò của người nghe. Sử dụng ngôn ngữ mạnh dạn. Khi diễn thuyết, chúng ta có thể vận dụng ngôn ngữ ngắn gọn, mạnh dạn để thu hút sự chú ý của người nghe và đạt được hiệu quả diễn thuyết tốt đẹp. Hôm qua, xích chút nữa, tôi đã cởi váy, một người phụ nữ trẻ đã bắt đầu bài diễn thuyết của mình như vậy. Khi đó, mọi người đều rất ngạc nhiên và giục cô hãy nói tiếp. Hôm qua khi tôi đang dọn phòng khách, hai cậu con trai tôi học tiểu học đã cãi nhau. Chúng cãi nhau rất to, đứa em nói trước, anh là đồ ngốc, rốn mẹ lõm chứ không phải lồi. Tiếp theo là người anh nói, rốn mẹ không lõm mà lồi, hiểu chưa? Đứa em nói, anh nói dối, không phải như vậy. Thằng anh nói, em mới là người nói dối. Tôi thấy tình hình căng thẳng nên lập tức nói chen vào, hai con trật tự, để mẹ cho các con xem rốn mẹ lồi hay lõm. Sau đó tôi làm động tác như chuẩn bị cởi váy, đừng mẹ ơi. Sau đó hai đứa con tôi lập tức tỏ ra xấu hổ, rồi cả ba cùng bật cười. Chủ đề của bài diễn thuyết là quan hệ tình thân. Phần mở đầu kịch tính và sự hài hước trong lời nói của người phụ nữ đã mang lại hiệu quả tốt đẹp. Cô đã sử dụng lời nói bạo dạn để gây ấn tượng và thu hút người nghe. Mở đầu bằng cách đưa ra ví dụ thực tế. Đại đa số mọi người phải nghe lý thuyết trừu tượng. Trong thời gian dài thì đều cảm thấy mất kiên nhẫn. Việc lấy ví dụ thực tế sẽ khiến cho họ có cảm hứng nghe tiếp. Vì thế, mở đầu bằng cách lấy ví dụ thực tế sẽ tạo nguồn cảm hứng, sau đó tiếp tục diễn giải để người nghe dễ dàng tiếp nhận quan điểm của bạn. Đây là cách Mary chọn để mở đầu bài diễn thuyết về chủ đề cấm kết hôn ở tuổi vị thành niên.
Ngày hôm qua khi đoàn tàu hỏa đi qua một thị trấn cách đây không xa, tôi đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, ở đó có một đám cưới. Ngày nay ở New York vẫn còn rất nhiều cuộc hôn nhân kiểu như vậy. Do đó hôm nay tôi không thể không kể chi tiết về đám cưới đó. Đó là ngày 12 tháng 12, một cô bé mới 15 tuổi đã gặp và quen biết một sinh viên đại học năm nhất. Đến ngày 15 tháng 12, tức 3 ngày sau, họ đã khai gian tuổi của cô bé và đăng ký kết hôn. Bởi vì pháp luật quy định ở tuổi tuổi đó, các em có thể kết hôn mà không cần sự cho phép của cha mẹ. Sau khi đăng ký kết hôn, họ đã lập tức tìm một cha xứ để làm chứng. Tuy nhiên, cha xứ đã từ chối. Không lâu sau, người mẹ cô bé nghe được chuyện này. Nhưng trước khi mẹ của cô bé tìm được con mình, cặp đôi đã có được giấy đăng ký kết hôn hợp pháp. Họ ở trong khách sạn 2 ngày 2 đêm, tuy nhiên cuối cùng chàng trai vẫn bỏ rơi cô gái. Cách mở đầu như thế này rất tự nhiên, thực tế, cụ thể, mang lại cho người nghe cảm giác gần gũi và muốn nghe tiếp và vui vẻ tiếp nhận quan điểm của người nói. Mở đầu bằng danh ngôn của người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng và dễ được chấp nhận. Những vấn đề được nhắc đến trong danh ngôn được coi như tiêu chuẩn lý thuyết. Mở đầu bằng danh ngôn sẽ thu hút người nghe. Một nhà diễn thuyết khi diễn giảng về sự thành công trong công việc đã mượn lời của Carazer: trên đời có hai phần thưởng tốt nhất, vinh quang và tiền bạc, mà chúng ta chỉ cần bỏ ra một thứ là khả năng sáng tạo. Vậy sáng tạo là gì? Hãy để tôi nói cho các bạn biết. Đó chính là không cần người khác hướng dẫn mà có thể làm đúng và đạt được thành công. Cách mở đầu bài diễn thuyết như vậy đã giúp nhấn mạnh chủ đề. Từ đó, người diễn thuyết có thể đưa ra ví dụ cụ thể sinh động để chứng minh cho tác dụng của sự sáng tạo trong việc tạo nên thành công trong công việc. Cách dẫn dắt này đương nhiên sẽ khiến người nghe dễ dàng tiếp nhận. Sử dụng lợi ích thiết thân. Lợi ích thiết thân chính là điều con người quan tâm nhất. Hãy sử dụng lợi ích trực tiếp của người nghe làm mồi câu. Khi diễn thuyết, nếu đề cập đến những vấn đề có liên quan trực tiếp tới người nghe, thì bạn sẽ thu hút được sự chú ý của họ. Khi diễn giải về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, có thể nói như sau. Các bạn có biết, theo tính toán của bảo hiểm nhân thọ, các bạn có thể sống được bao nhiêu năm không? Các chuyên gia bảo hiểm nhân thọ cho biết, lấy 80 trừ đi số tuổi của bạn hiện tại thì rút ra được một hiệu số. Số năm bạn sống thêm bằng 2/3 hiệu số này. Ví dụ bây giờ bạn 35 tuổi, vậy hiệu số 80 trừ đi 35 là 45. Số năm bạn có thể sống thêm bằng 2/3 của 45. Bạn sống được 30 năm nữa. Như vậy có đủ không? Không đủ. Chúng ta muốn sống thật lâu. Nhưng kết luận này có được sau khi điều tra với hàng triệu người. Vậy chúng ta có hy vọng sống qua con số đó không? Đương nhiên là có. Chỉ cần bạn lưu tâm là được. Và bước đầu tiên phải thực hiện chính là lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ. Như vậy, người nghe nhất định sẽ coi trọng việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mở đầu bằng thực tế bất ngờ. Khi diễn thuyết, nếu người nói có thể ngay lập tức nêu ví dụ thực tế, khiến người nghe cảm thấy kinh ngạc, thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe. Một người đàn ông khi đề cập tới vô tuyến điện đã nói: các bạn có biết âm thanh mà một con ruồi tạo ra trong cốc thủy tinh ở phương Bắc khi được truyền tới phương Nam bằng vô tuyến điện nó to như thế nào không? Xin thưa, âm thanh đó to như tiếng thác nước ở Niagara. Phản ứng đầu tiên của mọi người là không tin đó là sự thật. Chính vì thế mà người nghe muốn tiếp tục tìm hiểu chi tiết hơn. Cách mở đầu bằng thực tế bất ngờ đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người nghe, thôi thúc người nghe muốn tìm hiểu nội dung cụ thể. Một ví dụ khác, khi mọi người diễn thuyết về chủ đề hành vi phạm tội đã mở đầu bằng một câu khiến mọi người đều kinh ngạc. Tình trạng phạm tội ở Mỹ là tồi tệ nhất. Có thể các bạn không tin, nhưng đây là sự thật. Phạm tội giết người ở Cleveland thuộc Ohio cao gấp 6 lần ở London. Trong khi tội phạm trộm cướp cao gấp 170 lần, mỗi năm số người bị trộm cắp ở Cleveland cao hơn nhiều so với cả ba vùng Anh, Scotland và Wales của Anh. Các vụ giết người ở New York nhiều hơn so với cả nước Pháp, Đức, Ý và Anh. Sở dĩ những vụ án kinh hoàng liên tiếp xảy ra ở Mỹ là do kết quả của việc xử phạt chưa nghiêm minh. Hai ví dụ trên đây đã cho thấy cách mở đầu bằng thực tế bất ngờ, khó tin có thể gây ngay lập tức khiến người nghe cảm thấy kinh ngạc, khiến họ tò mò và quan tâm, đồng thời mong muốn được nghe tiếp. Tạo ra sự tương phản mạnh. Hãy so sánh chủ đề diễn thuyết với các sự vật trái ngược hoàn toàn nhằm mục đích gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe. Chủ yếu sử dụng phương pháp đối xứng, tương phản khi so sánh để dẫn dắt người nghe vào chủ đề. Một nhà diễn thuyết nói về chủ đề đàn ông, vừa bắt đầu người này đã nói về việc tưởng như không liên quan gì tới chủ đề. Nhà diễn thuyết nói cụ thể về bốn khó khăn ông gặp phải.
Tôi không hiểu ý đồ của các nhà tổ chức. Đây là khó khăn thứ nhất tôi gặp phải. Hôm nay lần đầu tiên tôi đến trường các bạn, tất cả đều là người lạ. Trong một ngôi trường lạ, người ta dễ có cảm giác khó thích ứng. Đây là khó khăn thứ hai của tôi. Vừa rồi các bạn đã thể hiện những tiết mục rất xuất sắc. Những tràng pháo tay đã chứng minh điều đó. Nó gây áp lực cho tôi và đó cũng là khó khăn thứ ba đối với tôi. Rất không may tôi có mang theo bài diễn thuyết của mình bằng văn bản nhưng lại quên không mang theo kính nên không thể đọc. Đây chính là khó khăn thứ tư. Vân vân. Phần mở đầu của nhà diễn thuyết tưởng như không có liên quan gì tới chủ đề của ngày hôm đó. Nhưng sau khi trình bày xong bốn khó khăn, ông đột nhiên chuyển hướng và khéo léo dẫn vào chủ đề cần nói. Thế nhưng tôi không lo lắng, mà ngược lại tôi còn rất tự tin. Tôi tin rằng khi đứng trên bục diễn thuyết, tôi sẽ có đủ dũng cảm, sẽ cố gắng hết sức và thành công. Bởi vì chủ đề mà tôi chọn ngày hôm nay là đàn ông. Như vậy, chủ đề đàn ông đã được hình thành sau khi có sự so sánh giữa dũng cảm, tự tin và lo lắng, khó khăn. Nhà diễn thuyết đã khéo léo dẫn dắt người nghe tới chủ đề ông muốn trình bày. Không đi con đường bình thường. Chủ đề chính là tâm hồn của bài diễn thuyết. Một chủ đề chính xác, mới mẻ, tập trung và sâu sắc, có tác dụng rất lớn nhằm tạo nên sự thành công cho buổi diễn thuyết. Khi chọn chủ đề diễn thuyết, nhất định phải tôn trọng người nghe để đưa ra những nội dung hay nhất. Với chủ đề diễn thuyết, đầu tiên phải chọn lựa những quan điểm, tư tưởng quan trọng có liên quan tới lợi ích của người nghe. Đồng thời, người diễn thuyết phải có thế giới quan chính xác. Có như vậy, thì người nói mới nêu bật được quan điểm và lập trường của mình. Ngoài ra, người diễn thuyết phải quan sát và phân tích vấn đề để nắm bắt được bản chất của sự vật. Đưa sự vật phát triển theo quy luật khách quan mới có thể xác định được sự chính xác chủ đề diễn thuyết. Hơn nữa, khi lựa chọn chủ đề, diễn đạt phải rõ ràng, chủ đề phải mới mẻ để thỏa mãn nhu cầu của người nghe, thể hiện sự tự tin và từng trải của người diễn thuyết. Đương nhiên, chủ đề diễn thuyết nhất định phải tập trung. Mọi diễn giải đều phải xoay quanh chủ đề chính, cách nói rõ ràng, xúc tích để gây ấn tượng sâu sắc với người nghe. Nếu làm được những điều này, một chủ đề hay chắc chắn sẽ xuất hiện. Đương nhiên, trình độ của người nghe ngày càng được nâng cao, yêu cầu chọn đề tài của những diễn thuyết cũng đòi hỏi ngày một cao. Sự mới mẻ đã trở thành mục đích theo đuổi hàng đầu, ai cũng hy vọng những lời mình nói ra là mới. Trong quá trình cân nhắc trước khi phát ngôn thì chúng ta hãy lấy sự mới mẻ làm mục tiêu hướng đến. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu 3 cách làm mới chủ đề. Đuổi may đi để thấy mặt trời. Những chất liệu để nói hầu hết đều là những sự vật đã quen thuộc với mọi người. Để làm mới chủ đề, chúng ta cần thay đổi quy luật vốn có của sự vật. Giống như mây trên trời, mọi người cho rằng việc mây che mặt trời là chuyện thường. Nhưng nếu xua mây đi để mặt trời lộ diện, điều này phá vỡ sự suy nghĩ truyền thống và chắc chắn người nghe sẽ vui vẻ tiếp nhận. Góc chuyển nhìn. Nghệ thuật nhiếp ảnh không chỉ chụp ở góc chính diện mà còn chụp ở mọi góc độ, từ phía bên cạnh đến phía sau. Chỉ có như vậy mới có thể có được những bức ảnh đẹp. Từ cùng một việc nhưng phát hiện ra nhiều đề tài khác nhau cũng cần đến nghệ thuật này, đó chính là sự thay đổi góc nhìn. Nội dung kết cấu của bất cứ sự vật nào cũng đều tương đối phức tạp, vẻ bề ngoài cũng rất đa dạng. Do đó, trong quá trình cân nhắc, có thể lựa chọn đề tài từ nhiều góc độ để tránh sự lặp lại nhàm chán. Phương pháp kết hợp tri thức. Phương pháp này chính là sự kết hợp những kiến thức quen thuộc, độc lập, để biến chúng thành nội dung mới và đưa ra những quan điểm mới. Khi diễn thuyết, hãy khéo léo lồng ghép những quan điểm mới một cách trình tự khoa học để mang tới cho đề tài những nội dung mới mẻ, thu hút. Điều cần thiết là phải chú ý, chỉ có thể sáng tạo khi đã lựa chọn được nội dung phù hợp. Nội dung đóng vai trò rất quan trọng trong sáng tạo. Chính vì thế mà người nói cũng cần phải suy nghĩ thận trọng, toàn diện trước khi chính thức phát ngôn. Nghệ thuật tùy cơ ứng biến khi diễn thuyết. Trong quá trình diễn thuyết, lúc đầu cũng có thể xuất hiện sự cố ảnh hưởng không tốt. Về điều này, người diễn thuyết nhất định phải chuẩn bị tâm lý tùy cơ ứng biến, có thể dùng những phương pháp sau để thoát khỏi tình trạng bối rối. Đối phó với sự hỗn loạn bằng cách giữ bình tĩnh. Người nghe diễn thuyết thường khá đông, rất dễ xảy ra tình trạng mất trật tự, hỗn loạn. Lúc này, người diễn thuyết nhất định không được hoang mang, mà phải bình tĩnh đối phó, sử dụng các phương pháp đặc biệt để thu hút sự chú ý của người nghe. Trong cuộc thi hùng biện bảo vệ môi trường của một trường đại học, do liên tục xuất hiện các nhà hùng biện nhàm chán, nên người nghe bị mất hứng thú, thậm chí đã xuất hiện tình trạng người nghe bỏ đi chỗ khác. Tình hình trở nên hỗn loạn. Lúc này một nhà hùng biện lên sân khấu. Sau khi cúi chào khán giả, người đó cầm micro tiến về phía trước và nói to. Chào mọi người, tôi là Thọ, đến từ Học viện Báo chí. Chủ đề diễn thuyết của tôi là ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Do phần mở đầu của các thí sinh hầu hết giống nhau nên không thể gây hứng thú cho người nghe. Phía dưới sân khấu vẫn rất hỗn loạn, như sau khi nghe tự giới thiệu, thí sinh tham gia hùng biện này đã không nói gì và chỉ đứng im một chỗ mỉm cười. Chỉ nhìn chằm chằm vào ban giám khảo phía dưới mà không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người không biết có chuyện gì đang xảy ra nên lập tức giữ trật tự. Sau khi không gian trở nên yên tĩnh, thí sinh hùng biện mới bắt đầu nhìn lên và bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Khi diễn thuyết, chúng ta khó tránh khỏi tình trạng bên dưới quá mất trật tự. Lúc này, người diễn thuyết cần phải bình tĩnh, không được để mình bị ảnh hưởng. Đồng thời sử dụng một số phương pháp đặc biệt để thu hút sự chú ý của mọi người, để đạt mục đích khiến mọi người tập trung tinh thần. Khéo léo thay đổi chủ đề khi bị trùng lặp. Trong các cuộc thi hùng biện, thường xảy ra tình trạng nội dung hoặc chủ đề của các thí sinh bị trùng nhau. Khi gặp tình huống này, lựa chọn đúng đắn nhất là ngay lập tức thay đổi. Nếu chủ đề của người khác giống chủ đề của bạn mà người đó lại nói trước, thì phải ngay lập tức thay đổi chủ đề của mình, khiến nó trở nên mới mẻ hơn. Nếu người khác dùng danh ngôn hoặc lấy ví dụ cụ thể giống như bạn, thì hãy lập tức tìm nội dung khác thay thế để tránh bị lặp lại, ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác. Trong một cuộc thi hùng biện về chủ đề tình yêu quê hương đất nước, Vân định sử dụng câu hát mở đầu trong bài hát Việt Nam quê hương tôi để bắt đầu phần dự thi của mình. Nhưng thật không ngờ thí sinh trước đã dùng cách này. Nếu thay đổi thì sẽ không phù hợp với nội dung bài diễn thuyết. Thời gian quá gấp rút, không biết phải làm như thế nào. Rất nhanh chóng, Vân đã linh hoạt nghĩ ra cách ứng phó. Đến lượt mình, cô ung dung bước lên sân khấu và nói: "Thí sinh vừa rồi có nhắc tới một bài hát. Trong bài hát có câu Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi có hàng dừa xanh xa tít chân trời." Sau đó cô đã rất tự nhiên trình bày tiếp nội dung diễn thuyết của mình, thuận lợi hoàn thành phần thi và giành kết quả cao. Bình tĩnh đối mặt với sự khiêu khích. Khi chúng ta đối mặt với sự khiêu khích, tuyệt đối không nên tỏa ra hoang mang, bất an. Hãy bình tĩnh tiếp tục bài diễn thuyết của mình, giữ vững tinh thần, không thay đổi thái độ, thể hiện phong thái của một nhà hùng biện chuyên nghiệp. Tháng 11 năm 1940, Bộ Giáo dục Trung Quốc mời nhà diễn thuyết Mã Dần Sơ nói về đề tài chiến tranh kinh tế. Sau khi bắt đầu bài diễn thuyết được một lúc, hội trường phía dưới bỗng trở nên hỗn loạn, xuất hiện nhiều tiếng la ó phản đối, yêu cầu ngừng diễn thuyết. Trước tình trạng này, Mã Dần Sơ bình tĩnh nói: "Hôm nay tôi đưa cả người nhà mình tới đây, tôi phải thực hiện bài diễn thuyết này vì trách nhiệm chống lại chiến tranh và chống lại sự đổ máu vô nghĩa." Tiếp đó ông nói: "Ai muốn bắt tôi, xin hãy nhẫn nại đợi tôi nói xong, rồi bắt cũng không muộn." Khi đối mặt với sự khiêu khích, nhà hùng biện Mã Dần Sơ đã không hề hoang mang mà dùng chính sự chính nghĩa để đáp trả. Ông đã khiến người nghe hiểu được tình hình thực tế. Trong bài diễn thuyết, bằng tấm chân tình, nhà hùng biện Mã Dần Sơ đã khiến tất cả mọi người xúc động. Đây cũng là một đòn mạnh giáng vào những kẻ la ó phản đối khiêu khích ông. Trả lời trôi chảy khi được đặt câu hỏi. Trong quá trình diễn thuyết, người nghe có lúc sẽ đặt câu hỏi với người nói. Có câu hỏi thực sự là xin ý kiến, nhưng cũng có câu hỏi nhằm mục đích thăm dò trình độ người nói. Còn có cả những câu hỏi cố ý làm khó người diễn thuyết, làm cho chúng ta sẽ gặp bối rối. Khi truy cập trường hợp này, đầu tiên phải chuẩn bị trước những câu trả lời cho những câu hỏi mà người nghe có thể sẽ hỏi. Thứ hai là làm rõ mục đích và ý đồ của người hỏi trước khi trả lời. Thứ ba là cố gắng trả lời ngắn gọn, súc tích nhằm thể hiện trí tuệ và năng lực của bản thân. Đối với những người mượn cơ hội đặt câu hỏi để công kích, phải kiên quyết đáp trả. Đương nhiên, việc đáp trả này cũng cần phải có kỹ năng. Một lần, nhà sinh vật học nổi tiếng Darwin đã được mời làm báo cáo về thuyết tiến hóa. Khi báo cáo vừa kết thúc, một cô gái xinh đẹp đã nêu câu hỏi. Theo lý thuyết của ông, con người tiến hóa từ vượn. Nếu áp dụng lý thuyết này với ông thì rất đáng tin, nhưng lẽ nào tôi cũng nằm trong số đó? Đương nhiên rồi, Darwin nhìn cô gái và trả lời. Thế nhưng cô không phải tiến hóa từ vượn thông thường, mà tiến hóa từ một con vượn xinh đẹp. Khéo léo đối phó khi bị quên nội dung nói. Người diễn thuyết, nhất là những người mới, khi đứng trước đám đông, thường bị mất bình tĩnh và không tránh khỏi căng thẳng. Hậu quả thường gặp khi căng thẳng là quên mất phải nói gì. Lúc này nhiều nhà diễn thuyết thường bị lặng đi mất một lúc và không biết tiếp tục như thế nào. Thực tế, quên lời là chuyện hết sức bình thường. Nhiều chuyên gia hùng biện cũng không tránh khỏi điều này. Điều quan trọng là cách xử lý tình huống sau đó như thế nào. Đầu tiên, không nên vội vàng. Hãy ổn định lại tinh thần và mỉm cười. Sau đó, hãy nghĩ cách để tiếp tục diễn giải vấn đề mình đang nói trước khi kịp nhớ ra câu nói đến đâu. Theo kinh nghiệm, khi quên lời, rất khó nhớ lại ngay trên sân khấu. Vì thế hãy tạm bỏ qua vấn đề bị quên và nói tiếp vấn đề khác.
Đương nhiên điều này yêu cầu người nói phải có khả năng ứng biến hay tỏ ra thật tự nhiên, có thể nghe người nghe sẽ vẫn nhận ra, nhưng như thế vẫn sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị đứng ngẩn trên sân khấu. Kỹ năng vừa thuyết vừa diễn. Mục tiêu hàng đầu của người diễn thuyết là thu hút sự chú ý của người nghe, điều chỉnh cảm xúc khiến người nghe tiếp nhận và ghi nhớ nội dung diễn thuyết. Muốn thực hiện mục tiêu này, phải học cách đưa hình tượng vào lời nói, đưa cảm xúc thật vào bài diễn thuyết có tình cảm. Hãy để người nghe nhìn thấy lời nói của bạn. Khi diễn thuyết, nếu muốn người nghe cảm nhận được ngôn ngữ của bạn, thì bạn phải sử dụng ngôn ngữ có tính hình tượng. Carnegie đã từng nói, nếu đưa hình tượng vào lời nói, thì lời nói của bạn sẽ có tầm ảnh hưởng và sẽ được yêu thích. Khi diễn thuyết, hãy hướng tới những sự vật đặc biệt và làm nổi bật hình ảnh của sự vật đó. Ví dụ nói, một con ngựa màu đen sẽ sinh động hơn nói một con ngựa. Một con gà trống trắng sẽ mang lại hình ảnh rõ ràng hơn so với việc chỉ nói một từ gà. Năm 1927, sau khi khởi nghĩa thất bại, Mao Trạch Đông đã có bài diễn thuyết để tập hợp lại đội ngũ khởi nghĩa. Ông nói, lực lượng công nông vũ trang của chúng ta vẫn còn rất nhỏ, giống như một hòn đá nhỏ vậy. Trong khi lực lượng phản động lại rất lớn, giống như một thùng nước lớn. Chỉ cần kiên trì, sẽ có ngày chúng ta có thể dùng hòn đá nhỏ làm vỡ thùng nước lớn. Ở đây, hòn đá nhỏ và thùng nước lớn là những hình ảnh đã quen thuộc với tầng lớp công nông. Nếu dùng cách nói lực lượng khẳng định sự phát triển xã hội và lực lượng phủ định sự phát triển xã hội để thay thế cho hòn đá nhỏ và thùng nước lớn thì sẽ không dễ được quần chúng tiếp nhận. Tính sinh động và hình tượng của ngôn ngữ sẽ giúp người nghe dễ hiểu. Một người biết cách diễn giải sẽ khiến hình tượng trong lời nói xuất hiện trước mắt người nghe. Tuy nhiên khi diễn thuyết, nếu trong lời nói không có tình cảm thì rất khó điều chỉnh cảm xúc của người nghe. Kết quả sẽ khiến cho người nghe cảm thấy nhàm chán. Nên tỏ ra xúc động khi cần. Diễn thuyết là sự kết hợp của diễn và thuyết. Diễn thuyết không chỉ là sự truyền đạt lời nói đến người nghe, mà còn là truyền đạt tình cảm tới người nghe. Một bài diễn thuyết thiếu cảm xúc được coi là thất bại. Con người không có tình cảm thì không bao giờ có thể trở thành nhà diễn thuyết. Đối với các nhà hùng biện, bắt buộc phải có tình cảm chân thành, phong phú thì mới có thể đưa ra tình cảm vào lời nói. Mượn động lực tình cảm để phát huy tác dụng tích cực trong nhân tố tâm lý và giành thật thành công. Tình cảm con người là không thể giả tạo. Khi diễn thuyết, phải có tình cảm thì mới tạo ra được sức ảnh hưởng, mới có thể đổi lấy phản ứng tích cực của người nghe và có được sức mạnh lay động lòng người. Vậy tình cảm con người đến từ đâu? Tình cảm đến từ cảm xúc thực tế của người diễn thuyết. Tình cảm có nguồn gốc từ thực tế cuộc sống và từ niềm tin kiên định của con người. Niềm tin kiên định và thế giới quan quyết định cảm xúc của con người. Cảm xúc trong diễn thuyết đến từ chính niềm tin này. Người diễn thuyết muốn làm cho phần trình bày của mình có tình cảm thì phải xây dựng được niềm tin cuộc sống. Nếu không, cảm xúc của người diễn thuyết chỉ là điều vô nghĩa, không có sức lay động. Tướng quân MacArthur của Mỹ không chỉ là bậc thầy quân sự mà còn là một chuyên gia diễn thuyết giàu cảm xúc. Trong buổi trò chuyện của ông đều chứa đựng rất nhiều tình cảm, khiến người nghe vô cùng xúc động. Ví dụ năm 1951 trong bài diễn thuyết trước Quốc hội với chủ đề Cựu binh không chết, ông đã nói, tôi sắp kết thúc 52 năm sự nghiệp, tất cả những mơ ước, hy vọng thời niên thiếu của tôi đã thành sự thật. Thế nhưng tôi vẫn nhớ như in hai câu trong một bài hát rất được yêu thích khi ở doanh trại. Bài diễn văn tình cảm của ông nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người có mặt ở đó. Nhiều khán thính giả nghe đài hoặc xem TV đều rất xúc động. Năm 1962, vị tướng quân đã 82 tuổi này quay về nơi ông đã từng học tập và làm việc để có bài hùng biện cuối cùng trước các học viên. Khi kết thúc, ông nói, sinh mệnh của tôi đã đến lúc hoàng hôn. Hào quang xung quanh tôi đã biến mất, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về một thời hào hùng. Bài diễn văn xúc động của ông đã khiến tất cả các học viên hiểu rõ hơn ý nghĩa và sức mạnh của trách nhiệm quốc gia. Vị tướng quân đã sử dụng tình cảm để thu hút người nghe và đạt được thành công trong diễn thuyết. Đương nhiên chỉ có tình cảm không thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là làm sao sử dụng tình cảm một cách hài hòa để có thể lay động trái tim người nghe. Ý nghĩa lời nói truyền đạt tình cảm. Khi nội dung diễn thuyết đạt mức tình cảm cao trào, một số nhà hùng biện sẽ sử dụng câu so sánh, câu chính phản, câu cảm thán hoặc lặp lại các câu nói để làm tăng ấn tượng tình cảm. Cách làm này sẽ khiến người nghe có cảm giác gần gũi. Ngoài ra còn có thể sử dụng phương pháp dùng tình cảm để nói về lý trí, nói về sự việc và hình ảnh. Như vậy không chỉ làm tăng sức mạnh của lời nói mà còn làm tăng sức sống cho lý luận. Ngữ điệu truyền đạt tình cảm.
Một trong những cách truyền đạt tình cảm đến mọi người là thông qua ngữ điệu lời nói. Các tình cảm phức tạp như kiên định, do dự, vui vẻ, đau khổ, khát vọng đều có thể được thể hiện thông qua ngữ âm, ngữ điệu cao thấp hoặc nhanh chậm. Sắc thái tình cảm. Sắc thái không thể thay thế ngôn ngữ, nhưng nó là một phần bổ trợ quan trọng cho thanh điệu ngôn ngữ. Sử dụng ngôn ngữ cộng thêm sắc thái phù hợp trong diễn thuyết có thể tạo cảm tình và khiến người nghe cảm thấy hứng thú. Động tác, tình cảm, trạng thái của người diễn thuyết không chỉ mang lại hình ảnh thị giác cho người nghe mà còn có thể bộc lộ khí chất của nhà diễn thuyết. Do đó, khi diễn thuyết, cần chú ý sử dụng hợp lý các sắc thái tình cảm. Khéo léo kết thúc bài diễn thuyết. Việc diễn thuyết cũng giống như vẽ một bức tranh. Những lời kết thúc cũng giống như những nét vẽ cuối cùng sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ. Carnegie đã từng nói, cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Phần kết của bài diễn thuyết cũng giống như phần mở đầu đều vô cùng quan trọng. Vậy tại sao phần kết thúc lại quan trọng như vậy? Đó là vì những lời nói cuối cùng có thể khiến cho người nghe tư duy tổng hợp lại toàn bộ nội dung để nắm được những vấn đề chính của bài diễn thuyết. Lúc nào người nói cũng phải chú ý tới cảm xúc của người nghe. Khi người nghe muốn bạn nói tiếp thì dù bạn có nói nhiều một chút, họ cũng không cảm thấy phiền và không để ý tới việc thời gian đang trôi đi. Nhưng nếu mọi người vừa nghe bạn nói, vừa nhìn đồng hồ thì phải lựa chọn thời cơ thích hợp để kết thúc. Rất nhiều nhà diễn thuyết không thực sự thành công ở phần kết thúc. Hầu hết mọi người đều kết thúc bằng cách: trên đây là những điều tôi muốn nói, tôi xin kết thúc tại đây. Đây không phải là một kết thúc tốt, nó khiến cho người nghe cảm giác bị hụt hẫng. Thậm chí có một số nhà hùng biện khi đã nói hết điều cần nói thì không phải biết kết thúc như thế nào, nên nói lặp lại một câu gây ấn tượng không tốt cho người nghe. Muốn bài diễn thuyết có một kết thúc viên mãn thì phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó. Nhiều nhà hùng biện nổi tiếng trong lịch sử thường viết phần kết thúc ra giấy và học thuộc. Những người lần đầu diễn thuyết cũng nên làm như vậy. Nên viết rõ ràng từng câu, từng từ của phần kết thúc và tập nói nhiều lần trước khi diễn thuyết. Không nhất thiết phải nói đúng theo khuôn mẫu, chỉ cần nêu bật ý chính là được. Do đó, nhiều sự thay đổi không lường trước được hoặc phản ứng của người nghe không nhất quán. Nên nội dung bài diễn thuyết cũng phải có sự thay đổi cho phù hợp. Vì thế nên đưa ra trước 2 hoặc 3 phương án kết thúc. Điều này yêu cầu chúng ta phải nắm được một số kỹ năng nhất định. Tổng kết toàn bộ nội dung. Người diễn thuyết nên dành ra khoảng 3 đến 5 phút để tổng kết lại nội dung chính những điều mình vừa nói. Có những bài hùng biện khi đã kết thúc, nhưng người nghe vẫn không hiểu rõ nó đề cập tới bao nhiêu vấn đề và nói về điều gì. Vì thế khi kết thúc nên tổng hợp lại toàn bộ nội dung. Có nhiều người không hoàn toàn nghe hiểu hết toàn bộ nội dung diễn thuyết, nhưng chỉ cần nghe phần tổng kết là họ sẽ hiểu được diễn thuyết muốn nói gì. Cần tổng kết lại trong vài câu ngắn gọn nhưng đủ để tạo ấn tượng sâu sắc với người nghe. Carnegie đã từng đưa ra công thức cho một bài diễn thuyết. Mở đầu, nói với mọi người bạn sẽ đề cập vấn đề gì. Nội dung, nói chi tiết về những vấn đề đó. Kết thúc, tổng kết lại các vấn đề đó một lần nữa. Cách kết thúc trữ tình. Hãy kết thúc bài diễn thuyết bằng những từ ngữ mang xúc cảm tốt đẹp. Cách kết thúc này chứa đựng tình cảm phong phú, có sức truyền cảm mạnh mẽ. Cách kết thúc trữ tình thường mang lại hiệu quả tương đối tốt, nhưng phải chú ý không sử dụng những từ sáo rỗng. Chỉ khi nội dung và hình thức thống nhất thì mới có thể đạt được kết quả hoàn mỹ. Một chuyên gia trong ngành sản xuất gang thép có bài phát biểu tại New York. Khi kết thúc ông nói, chúng ta nên đi đầu trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Đây là khu vực sản xuất gang thép nhiều nhất, là nơi ra đời của những công ty gang thép lớn nhất thế giới. Không một bang nào có thể so sánh với chúng ta trong việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Những câu nói cuối cùng của ông đã khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, lạc quan và khơi dậy sự nhiệt tình của họ. Nhưng nếu muốn cách kết thúc này đạt hiệu quả cao, thái độ nhất định phải thành khẩn. Nếu không thành khẩn, lời nói không xuất phát từ tấm lòng thì người nghe sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Cách kết thúc hài hước. Khi nói tạm biệt, các bạn phải khiến mọi người vui vẻ. Khi kết thúc một bài diễn thuyết cũng phải làm được như vậy. Nếu bạn có kinh nghiệm phong phú hơn, bạn có thể kết thúc bằng sự hài hước theo cách của mình để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe. Có một giáo sư tên là Los Guerrero. Ông ta đang thực hiện nghi thức sửa lại mộ phần cho John. Khi phát biểu trước mọi người, phần kết thúc đã khiến tất cả bật cười bởi cách nói hài hước của ông. Tôi rất vui khi các bạn đồng ý giúp đỡ sửa lại mộ phần cho ông ấy. Ông ấy nên nhận được sự tôn trọng. John là người rất ghét sự bừa bộn, bẩn thỉu. Tôi đã từng nghe thấy ông ấy nói như thế này: đừng bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy một cha xứ mặc lễ phục nhăn nhúm. Do sự cố gắng của ông ấy nên các bạn sẽ không bao giờ phải nhìn thấy một người như vậy. Giả sử các bạn không chăm sóc chu đáo mộ phần của ông,
Như vậy các bạn đang cố tình đối đầu với ông ấy. Còn nhớ khi John đi qua một túp lều, một cô bé đã chạy ra phía trước và nói, Thượng đế phù hộ cho ông, John. Ông ấy đã trả lời như thế nào? Ông ấy nói, này cô gái trẻ, nếu cô sạch sẽ một chút thì lời chúc phúc của cô sẽ càng có giá trị hơn. John là người ưa sạch sẽ, nên hãy cố gắng để mộ phần của ông ấy luôn sạch. Nếu linh hồn ông ấy đi qua, nhìn thấy mộ phần không sạch sẽ thì chắc chắn ông ấy sẽ rất là đau lòng. Hãy bảo vệ phần mộ của John. Đây là một cách để tưởng nhớ và thể hiện sự tôn kính của John. Đây cũng chính là nhiệm vụ của các bạn. Dùng thơ hoặc danh ngôn. Khi kết thúc một bài diễn thuyết, nếu sử dụng thơ hoặc những câu danh ngôn đã được công nhận, bạn sẽ càng chứng tỏ được quan điểm của mình và làm sâu sắc chủ đề. Nếu bạn khéo léo sử dụng những vần thơ làm lời kết, bài diễn thuyết sẽ trở nên đẹp đẽ và sâu lắng hơn với việc mở ra những hy vọng mới. Phương pháp đối xứng. Phương pháp đối xứng là phương pháp kết thúc diễn thuyết phổ biến nhất. Tuy nhiên cách này không dễ vận dụng và cũng không thể vận dụng cho tất cả các trường hợp. Nhưng nếu có thể sử dụng hợp lý thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp. Cụ thể khi dùng phương pháp này, ở những câu nói cuối cùng, câu sau phải nhấn mạnh và có sức mạnh hơn câu trước. Kết thúc bằng tình cảm. Một kết thúc giàu tình cảm làm lay động lòng người là một kết thúc hoàn mỹ. Phần kết của bài diễn văn khi Lincoln nhậm chức tổng thống lần thứ hai chính là một cái kết hoàn mỹ như vậy. Kết thúc bằng lời kêu gọi. Cách này được dùng tương đối nhiều. Nó mang đầy tính cổ động, khích lệ và để lại ấn tượng sâu sắc với người nghe. Một cái kết hay có thể khiến bài văn của bạn trở nên sinh động và có sức mạnh. Ngoài ra, còn rất nhiều cách kết thúc khác cho một bài diễn văn. Chỉ cần suy nghĩ kỹ, vận dụng sáng tạo, bạn chắc chắn sẽ có một bài văn hay và một buổi diễn thuyết sẽ thành công tốt đẹp. Chương 13. Nắm chắc kỹ năng ngôn ngữ giúp bạn hòa nhập buổi tiệc. Trong giao tiếp xã hội, thời đại kinh tế thị trường, ngôn ngữ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Đặc biệt, việc khéo léo sử chọn ngôn ngữ thể hiện mình, tự giới thiệu mình trong các bữa tiệc ngày càng được coi trọng. Nắm chắc kỹ năng ngôn ngữ trong bữa tiệc chính là bạn đang sở hữu một vũ khí lợi hại. Cách giới thiệu về người khác. Khi tham gia một bữa tiệc, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người quen hoặc không quen biết. Lúc này giới thiệu và được giới thiệu là việc rất quan trọng. Thông qua giới thiệu, những mối quan hệ mới sẽ được hình thành, sẽ có thêm những người bạn mới và nhiều sự kết hợp trong công việc làm ăn được bắt đầu từ đây. Khi bạn phải tiếp nhiều khách khứa trong một bữa tiệc, nếu những người khách đó không quen biết, thì chủ nhân bữa tiệc phải giới thiệu họ với nhau. Khi giới thiệu hai người chưa quen biết, nhất định phải chú ý thể hiện sự tôn trọng với người được giới thiệu. Khi giới thiệu hai người khác giới với nhau, thông thường giới thiệu người nam với người nữ, ví dụ, cô Mai, tôi giới thiệu với cô một người bạn, đây là anh Lân. Anh Lân là giám đốc nghiệp vụ của một công ty A, còn cô Mai là giám đốc công ty B. Mọi người làm quen với nhau đi. Thông thường nên giới thiệu tên người nữ với người nam trước, sau đó mới nói đến tên của người nam. Đương nhiên cũng có lúc ngoại lệ, khi bạn giới thiệu hai bên, trong khi tuổi của người nam nhiều hơn hẳn so với người nữ, thì phải giới thiệu người nữ trước với người nam để thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi. Ví dụ, ông Lâm, hãy để tôi giới thiệu quý bà này. Bà Châu, đây là ông Lâm. Còn khi giới thiệu hai người cùng giới tính, hãy giới thiệu người nhỏ tuổi hơn trước, người chưa kết hôn trước. Tuy nhiên, trường hợp nam giới hoặc nữ giới chưa kết hôn nhưng hơn tuổi là ngoại lệ. Còn một trường hợp là khi một ai đó có địa vị, danh tiếng trong xã hội thì nên giới thiệu những người khác với người này trước. Nhưng trước tiên phải nhắc tới tên của người có địa vị này, bởi vì trong quá trình giới thiệu nhắc tới tên người nào trước là cách thể hiện sự tôn trọng với người đó. Về nguyên tắc giới thiệu người ít tuổi với người nhiều tuổi trước, giới thiệu nam với nữ trước. Trường hợp chồng giới thiệu vợ mình với người khác là trường hợp ngoại lệ. Khi giới thiệu người nhà mình với khách trong một bữa tiệc, không nên cho thêm kính ngữ ông hoặc bà sau tên người nhà. Có thể trực tiếp gọi là chồng, con trai hoặc con gái. Anh chị em có thể gọi là anh, chị, em trai, em gái. Khi giới thiệu con gái với khách, nên nói đây là Tú Phương, con gái tôi. Nếu giới thiệu với nam nữ, thanh niên trẻ tuổi, có thể nói anh Vương, anh đã gặp con gái Tú Phương của tôi chưa? Khi giới thiệu chồng mình, nên nói bà Lý, xin giới thiệu với bà, đây là chồng tôi, anh Nguyễn Tài. Hoặc nói đây là anh Tài, chồng tôi. Khi giới thiệu bạn bè mình với bố mẹ, có thể nói bố mẹ, đây là Trụ, bạn của con. Tóm lại, khi giới thiệu người khác, nhất định phải tôn trọng một số nguyên tắc sau. Giới thiệu phải chú ý trình tự và phép lịch sự. Trình tự giới thiệu thông thường là giới thiệu nam giới với nữ giới trước, giới thiệu người ít tuổi với người nhiều tuổi trước, giới thiệu người có địa vị thấp với người có địa vị cao. Khi giới thiệu,
nên nhìn thẳng vào đối phương mỉm cười để thu hút sự chú ý. Không nên giới thiệu qua loa, hãy nói rõ tên và thân phận người được giới thiệu. Ví dụ, đây là ông Vương, tổng giám đốc công ty X, hoặc đây là cô Lan của trường đại học X. Khi giới thiệu phải tỏ ra cầu thị, không thể bỏ qua vị trí quan trọng của người được giới thiệu, cũng không nên giới thiệu quá khoa trương. Khi hoàn thành việc giới thiệu hai người với nhau, không nên bỏ ra chỗ khác ngay, hãy để họ nói chuyện với nhau một vài câu rồi mới rời đi, nhưng cũng không nên ở lại quá lâu. Khi thấy hai bên đã có thể trò chuyện, nên tìm lý do thích hợp để rời đi chỗ khác. Khi giới thiệu người khác, nhất định phải tuân thủ quy tắc để khiến họ không bị rơi vào tình trạng bối rối hoặc gây ra hiểu nhầm. Cách chúc rượu. Chúc rượu có vai trò rất quan trọng trong các bữa tiệc. Đồng thời, chúc rượu cũng là một nghệ thuật. Chúng ta thường gặp các chuyên gia tiếp khách trong một bữa tiệc. Chỉ với vài câu nói, họ có thể khiến người khác uống cạn ly rượu trong tay. Trong các bữa tiệc, nếu muốn những người tham gia uống rượu nhiệt tình, thì phải khiến không khí trở nên sôi nổi. Đây cũng chính là nhiệm vụ cơ bản của những người tiếp khách. Vì thế, khi chúc rượu, nhất định phải đạt được những yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ nhất định. Sử dụng lời khen chân thành. Con người thường có sức phản kháng rất yếu trước lời khen, đặc biệt là trên bàn tiệc. Khi mời rượu, nếu khen ngợi thành tích học tập, thành tích công việc và những việc làm tốt của đối phương mà họ vẫn kiên quyết không uống thì đó là vấn đề liên quan tới thể diện. Trên bàn tiệc, ánh mắt của mọi người sẽ vô tình tạo áp lực cho họ. Mọi người sẽ nghĩ, thực ra anh có thể uống nhưng anh lại không uống, vậy là anh coi thường chúng tôi. Đối phương rất dễ cảm nhận được áp lực này, do đó anh ta bắt buộc phải nâng chén rượu lên. Hoa vừa đạt được học vị tiến sĩ, công ty tổ chức tiệc chúc mừng cô. Nếu bạn là lãnh đạo công ty, bạn có thể chúc rượu như sau. Trời không phụ lòng người, vất vả lắm cô mới có được thành quả này. Chúng tôi chúc mừng cô, ly rượu này cô phải uống. Trong tình huống này, Hoa không thể không uống cạn ly rượu. Những lời khen chân thành cũng giống như chiếc chìa khóa vạn năng, có thể dễ dàng khiến người khác phải cạn ly trong bữa tiệc. Nhấn mạnh ý nghĩa hoàn cảnh đặc biệt. Tinh thần con người thường vui vẻ, thoải mái trước những chuyện vui. Có những người không uống rượu hoặc không uống được nhiều rượu, nhưng trong một số trường hợp vẫn uống hoặc uống nhiều hơn một chút. Một mặt vì trong lòng rất vui, mặt khác do tính chất đặc biệt của hoàn cảnh. Trong một buổi họp lớp, một người nâng ly lên và nói với một người khác trước nay vốn không thích uống rượu. Ly rượu này tôi không ép anh uống được bao nhiêu thì uống. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên họp lớp khóa 49. Tôi không biết là khi nào mới có lần sau. Tôi biết tiểu lượng của anh không tốt. Nếu anh cảm thấy không muốn uống ly rượu này, mọi người cũng sẽ không ép, tôi cũng sẽ không nói nữa. Nói đến đây, người bạn không thích uống rượu cũng không từ chối nữa. Cách chúc rượu nhấn mạnh ý nghĩa, hoàn cảnh đặc biệt này rất có hiệu quả. Bởi không ai muốn để lại ấn tượng không tốt trong lòng mọi người. Rượu có thể giúp tăng cường giao lưu tình cảm đôi bên, khiến mối quan hệ đôi bên càng trở nên thân thiết hơn. Nếu người chúc rượu có thể đạt được mục đích này, đối phương sẽ không dễ dàng từ chối. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, khi chúc rượu có thể nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa mình và đối phương, khiến việc mời rượu trở thành cách thức giao lưu tình cảm giữa đôi bên. Nếu trong hoàn cảnh giao tiếp trang trọng, khi chúc rượu phải chú ý phong thái và phép lịch sự. Thị trưởng của một thành phố của Trung Quốc tới thăm một thành phố ở nước Đức. Trong buổi tiệc chúc mừng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai bên, ông nâng ly lên và nói: "Cho phép tôi mượn những câu thơ trong bài thơ chúc mừng nổi tiếng để nói về mối quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố và chúng ta hãy cùng cạn ly vì mối quan hệ tốt đẹp đó." Cách mời rượu này rất độc đáo vì thị trưởng đã khéo léo tạo bầu không khí vui vẻ và nhấn mạnh nguyện vọng muốn hợp tác hữu nghị dài lâu để mời rượu. Tự giới thiệu về mình trong khi mời rượu là một cơ hội tốt đẹp để nâng cao danh tiếng của bản thân. Nội dung giới thiệu phải căn cứ vào từng đối tượng cụ thể, có thể sử dụng thành ngữ, danh ngôn, thơ ca, ngôn ngữ hài hước để khiến lời mời có sức thuyết phục. Mời rượu là việc rất thường gặp trong giao tiếp xã hội. Cách mời rượu như thế nào cũng cần phải có kỹ năng, nắm được hoàn cảnh thực tế và ứng dụng ngôn ngữ khéo léo là việc ứng dụng, yêu cầu chúng ta không ngừng học tập, nhất là những người trẻ tuổi. Phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm, vì thế kỹ năng sử dụng ngôn ngữ khéo léo khi mời rượu là điều rất cần thiết. Khéo léo từ chối rượu. Khi tham gia tiệc rượu, chúng ta ai ai cũng muốn uống vui vẻ, nhưng mỗi người có tửu lượng khác nhau. Nếu uống rượu hợp lý sẽ có lợi cho sức khỏe, nhưng khi không được khỏe mạnh thì tốt nhất không nên uống. Do đó, nếu đối phương nhiệt tình mời rượu, chúng ta phải khéo léo từ chối. Từ chối thành công không chỉ giúp bản thân tránh việc uống rượu, mà còn không khiến đối phương bị mất mặt và nảy sinh mâu thuẫn. Từ chối bằng lý do sức khỏe,
Uống rượu là một cách giao lưu tình cảm, điều này ai cũng rõ. Nhưng nếu uống để ảnh hưởng tới sức khỏe thì đó là điều không nên. Đây là điều không ai muốn thấy. Vì thế khi chúng ta thực sự không thể uống hoặc không muốn uống thêm nữa, có thể lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối lời mời của đối phương. Lý do đó có thể là những bệnh mà người mắc không nên uống rượu như đau dạ dày, cao huyết áp, bệnh tim. Một vị lãnh đạo tham gia một bữa tiệc, có một người bạn lâu ngày không gặp, có ý muốn cùng ông uống 3 ly rượu. Vị lãnh đạo nói, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng thật đáng tiếc là gần đây tôi không được khỏe, tôi đang phải uống thuốc. Bác sĩ dặn không được uống rượu, lâu rồi tôi cũng không uống, rất mong anh bỏ qua. Sau này khi khỏe hơn, khi có cơ hội, nhất định tôi sẽ uống với anh. Lời nói của vị lãnh đạo đã khiến người bạn của ông bỏ ý định mời rượu. Bản chất của việc mời rượu là thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Nếu sức khỏe của đối phương không tốt thì không nên ép, như vậy mới khiến người đó cảm thấy bạn được tôn trọng. Từ chối bằng những hậu quả nghiêm trọng của việc uống nhiều rượu. Uống rượu nên theo nguyên tắc không gượng ép, để người được mời uống bao nhiêu cũng được. Như vậy mới tạo tâm lý vui vẻ. Có một số người, đặc biệt là những người trẻ tuổi khi tham gia tiệc rượu thường lấy rượu làm thước đo tình cảm. Khi mời rượu, nếu gượng ép bắt đối phương phải uống trong tâm lý không thoải mái là điều đại kỵ, không thể chấp nhận. Là người bị động, khi cảm thấy đã đến giới hạn không nên uống nữa, thì nên nói rõ với người mời, ví dụ, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi vốn không uống được mấy, hôm nay rất vui nên tôi đã uống quá chén. Nếu uống nữa sợ rằng sẽ bị say, mong anh thứ lỗi. Cách từ chối này khiến người mời rượu hiểu rằng, nếu bạn uống nhiều nữa có thể gây ra hậu quả không tốt, như vậy bạn có thể không phải uống mà không làm mất lòng người mời. Từ chối bằng lý do người thân không đồng ý. Thông thường nếu từ chối rượu bằng cách nói người thân không đồng ý cho uống rượu sẽ khiến cho đối phương cảm giác bạn đang lấy cớ. Đó là vì họ không tưởng tượng được vấn đề nghiêm trọng như thế nào với bạn. Do đó khi từ chối rượu, bạn hãy nêu ra những hậu quả của việc không nghe lệnh cấm của người thân. Hãy khiến cho đối phương cảm thấy rằng việc uống rượu thực sự có hại với bạn để họ từ bỏ ý định. Bạn có thể nói vợ tôi mà biết tôi uống rượu sẽ không vui. Tôi không lừa anh, do đó nếu thực sự nghĩ cho tôi, chúng ta hãy lấy trà thay rượu. Nếu nói vậy, đối phương sẽ không ép bạn. Bắt lỗi trong lời nói của người mời rượu. Khi người khác mời rượu bạn, họ sẽ lấy lý do này hoặc lý do khác. Những lý do này cũng có lúc không chính đáng, đặc biệt là với một số người mời rượu không khéo. Trong lời nói của họ luôn có kẽ hở. Nắm được những phân tích, những kẽ hở này sẽ chứng minh bạn không cần phải uống ly rượu họ mời. Hoặc người uống nên là người khác. Việc bắt lỗi trong lời nói của người mời rượu sẽ khiến cho đối phương từ bỏ ý định uống rượu với đối tượng khó đối phó. Trong một buổi họp mặt, có người đã mời rượu anh Cường. Anh Cường, trong buổi tiệc này chỉ có hai chúng ta mang họ Lê. 500 năm trước có lẽ chúng ta là một người một nhà. Xem ra chúng ta rất có duyên. Ly rượu này nhất định phải uống cạn. Lúc này anh Cường liền bắt lỗi về lời nói của người mời rượu. Tôi rất muốn uống ly rượu này với anh nhưng thật xin lỗi. Có lẽ anh đã nhầm, tôi họ Trịnh chứ không phải là họ Lê. Nên tôi không biết 500 năm trước có phải chúng ta là người một nhà hay không. Tôi nên uống ly rượu này hay không nhỉ? Như vậy là anh Cường không phải uống rượu, người mời cũng không còn lý do gì để ép anh nữa. Một số kỹ năng tiệc tùng rất quan trọng trong giao tiếp, chỉ cần nắm được kỹ năng này, bạn sẽ có thể đạt được thành công mong muốn. Phát huy tài ăn nói khi tiếp khách. Trong xã hội ngày nay, mở tiệc đãi khách đã trở thành một cách giao tiếp hiệu quả. Khi chúng ta tổ chức hoặc tham gia một bữa tiệc quan trọng, cần phải khéo léo sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với khách. Sau khi khách mời đã đến tham gia bữa tiệc, bạn nên giới thiệu tên, địa vị, công việc của các khách mời. Chỉ cần nói đơn giản, không nên quá khoa trương. Sau khi các khách mời đã ngồi xuống, không nên chỉ nói chuyện với một người mà phải hài hòa điều chỉnh quan hệ giữa tất cả mọi người. Không nên lạnh nhạt với bất kỳ ai, cũng không nên tỏ ra quá nhiệt tình với ai đó. Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về nên tiễn ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt và nói cảm ơn các vị đã đến. Cảm ơn tất cả đã tạo bầu không khí vui vẻ cho buổi tiệc này. Nếu sau khi kết thúc bữa tiệc, vẫn còn sớm để mọi người ra về, hãy mời họ ở lại thêm một chút nữa. Trong một bữa tiệc, tốt nhất nên duy trì không khí sôi nổi từ đầu cho đến cuối. Chúng ta hãy cùng xem lời nói của một vị tổng giám đốc khi tiếp khách trong một bữa tiệc. Thưa các quý khách, thưa các bạn, chúng tôi rất vui khi ngày hôm nay các quý vị đã bớt chút thời gian đến đây. Tôi thay mặt toàn thể công ty nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của quý vị. Nhờ sự ủng hộ của quý vị và sự cố gắng của tất cả các thành viên, công ty chúng tôi đã thực sự được mục tiêu kế hoạch. Tôi thực sự biết ơn tất cả. Trong hoạt động kinh doanh lần này,
anh Lân, quản lý của công ty đã bị ốm vì làm việc quá sức. Thế nhưng, anh ấy vẫn không quản ngại khó khăn và kiên trì đến cùng. Không ít khách hàng đã bị thuyết phục bởi sự tận tâm của anh ấy. Có được thành công như ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn sự ủng hộ của tất cả khách hàng và sự cố gắng của các đồng nghiệp trong công ty. Chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ sự ủng hộ của quý vị. Sau này, nếu có thể giúp gì cho mọi người, công ty chúng tôi sẵn sàng. Hãy tin tưởng chúng tôi. Để chúc mừng sự kiện thành công ngày hôm nay, chúng tôi tổ chức bữa tiệc cảm ơn. Mặc dù rất đơn giản nhưng đã thể hiện được thành ý của chúng tôi, xin mọi người đừng khách sáo. Sau này tất cả chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác và phát triển để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế. Xin cảm ơn. Lời phát biểu với nội dung giàu tình cảm đã thể hiện tấm lòng của công ty với khách hàng. Đón tiếp và tiễn khách thể hiện sự quan tâm nhiệt tình, sự tôn trọng với khách mời. Điều này không chỉ yêu cầu phải thực hiện chu đáo mà còn cần chú trọng ngôn ngữ. Tổng giám đốc chúc mừng anh đã đạt thành công trong lần đàm phán này. Chúc công ty sang năm sẽ càng được phát triển hơn. Tổng giám đốc, ông đến với thành phố chúng tôi lần này, nếu điều kiện chưa tốt, quan tâm chưa chu đáo thì mong ông hãy bỏ qua. Chúc mọi người lên đường may mắn, thượng lộ bình an, chúc quý vị luôn hạnh phúc, thành công trong công việc, rất mong được gặp lại. Những lời nói này sẽ khiến mọi người vui vẻ khi đến và hài lòng khi ra về, đồng thời giúp chúng ta tạo ấn tượng sâu sắc, có lợi cho việc mở rộng hợp tác và giao lưu. Đối với những bữa tiệc nhỏ trong gia đình hoặc tiệc cưới, cách nói chuyện cũng có những điểm khác biệt. Khi khách ra về, bạn hãy vui vẻ như khi đón tiếp họ. Hãy đứng ở lối ra vào, bắt tay khách mời và nói cảm ơn mọi người đã đến. Không nên giữ khách ở lại cho dù thời gian còn sớm. Nếu là vào tối chủ nhật, càng không nên giữ khách ở lâu, bởi vì sáng hôm sau là thứ hai bắt đầu tuần, họ sẽ phải dậy sớm. Đặc biệt là khi tổ chức tiệc cưới, mọi người đều rất vui, uống nhiều rượu nên thường nán lại trò chuyện. Có nhiều vị khách không muốn ra về, lúc này bạn có thể tạm dừng những việc đang làm dở và nói rằng đã đến lúc họ phải ra về. Còn nếu những vị khách đó vẫn không hiểu, hãy nói thẳng với họ. Tôi rất muốn chị ở lại chơi, nói chuyện với chị khiến tôi quên thời gian, nhưng thực sự tôi mệt rồi. Hoặc cũng có thể nói tôi hy vọng thời gian chưa muộn. Tôi hy vọng buổi tiệc chỉ mới bắt đầu, nhưng thực tế bây giờ đã là nửa đêm, mai tôi còn phải dậy sớm. Nguyên tắc trò chuyện trong một bữa tiệc, không giống những buổi tụ tập nhỏ. Có thể tự do nói những chuyện mình thích. Khi tham gia một bữa tiệc, nhất định phải chú ý những nguyên tắc trò chuyện. Không nên ép rượu người khác. Muốn không khí buổi tiệc trở nên vui vẻ, bạn phải nhiệt tình khi đón tiếp mọi người bằng tình cảm chân thành. Phải chú ý tới tửu lượng và sức khỏe. Không ép người khác uống nhiều rượu và ghi nhớ nguyên tắc uống đủ, không uống để say. Không hành động theo cảm tính nhằm thể hiện sự nhiệt tình và tôn trọng các khách mời. Chủ nhân của các bữa tiệc rất dễ hành động theo cảm tính, làm dùng lời khen đối với khách, tân bốc họ. Tuy nhiên, người nghe sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cho rằng bạn là người giả tạo. Không dùng lời nói ác ý làm tổn thương người khác. Có một số người bình thường hay có thành kiến với mọi người nhưng không có cơ hội thể hiện. Khi tham gia tiệc tùng, thường mượn rượu để nêu ý kiến và nói những điều không nên nói làm tổn thương người khác. Điều này là không đúng đắn và rất dễ gây ra mâu thuẫn. Không nên tự đề cao bản thân. Việc tự khen tự đề cao bản thân sẽ khiến người khác mất cảm tình. Chê bai người khác để tự khen mình là hành động tự hạ thấp bản thân và làm người khác tổn thương. Không nói chuyện công việc. Một số người trẻ tuổi khi uống rượu thường nói đến chuyện công việc, thậm chí còn có những phát biểu bất mãn về lãnh đạo. Điều này có thể sẽ đến tai lãnh đạo và làm ảnh hưởng tới mối quan hệ công việc của bạn. Còn có một số người có chức vụ khi uống rượu đã nhận lời giúp nâng đỡ người khác nhưng sau đó lại không thể thực hiện, gây ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ với mọi người. Không nên bị mất kiểm soát hành vi sau khi uống rượu say. Một số người uống rượu sẽ không khống chế được bản thân mình, có những lời nói hoặc hành động tùy tiện. Tất nhiên điều này sẽ gây ra sự phản cảm với mọi người xung quanh. Không nên mượn rượu để bày tỏ sự bất bình. Một số người thường mượn rượu để chỉ trích người khác. Làm như vậy, việc ảnh hưởng tiêu cực tới các mối quan hệ và sẽ khiến cho mọi người đánh giá thấp về bạn. Tiệc rượu thực chất là một hoạt động văn hóa. Nó có ý nghĩa tích cực trong việc thiết lập và củng cố các mối quan hệ hữu nghị, thân thiết, giao lưu tình cảm. Vì thế, người tham gia tiệc phải nắm được các nguyên tắc, kỹ năng để đạt hiệu quả giao tiếp tốt nhất trong hoạt động này. Chương 14. Những lời nói ngọt ngào trong tình yêu. Tình yêu là thứ tình cảm mà mọi người đều hướng đến. Những lời nói ngọt ngào rất quan trọng trong tình yêu. Chúng cũng giống như gia vị khi chúng ta nấu ăn. Nếu thiếu thì tình yêu sẽ không đẹp. Chính vì thế, một người đàn ông khi yêu nhất định phải biết cách nói lời ngọt ngào mới có thể giữ tình yêu luôn tươi mới. Dùng ngôn ngữ chinh phục ý trung nhân. Trong xã hội ngày nay, tư tưởng con người đã trở nên cởi mở.
bạn có thể mạnh dạn biểu lộ tình cảm trước bạn khác giới, song vẫn còn có rất nhiều bạn trẻ không biết cách biểu lộ tình cảm vào đúng thời điểm thích hợp thì đánh mất cơ hội chinh phục đối phương. Đây chính là một trong những nguyên nhân thất bại trong tình yêu. Vì thế, bày tỏ tình cảm là điều quan trọng trong việc tạo nên tình yêu. Sau đây là một số kỹ năng các bạn có thể tham khảo. Chuẩn bị trước đề tài. Khi chúng ta có đối tượng trong lòng và hai người đã biết nhau, nếu muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ, thì việc quan trọng nhất chính là trò chuyện. Khi gặp nhau, các bạn không thể chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Trong quá trình giao tiếp, hãy tìm hiểu đối phương, tìm ra những sở thích chung và có thể đưa ra yêu cầu vào lúc thích hợp. Tối nay cùng ăn tối được không? Chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói chuyện. Hãy nhớ trong lần gặp mặt đầu tiên, đề tài trò chuyện nên vui vẻ, nhẹ nhàng để làm cơ sở cho những lần gặp mặt tiếp theo. Trong lần gặp mặt đầu tiên với đối tượng bạn muốn chinh phục, bạn sẽ khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng do quá để ý tới hình tượng của mình trong mắt đối phương. Việc phải nghĩ ra chủ đề trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở nên tương đối khó khăn. Do vậy, trước khi gặp mặt, cần phải chuẩn bị tâm lý, dự định trước sẽ nói chuyện về vấn đề gì. Cách nói chuyện hay sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Đối phương nhất định sẽ nghĩ rằng người này rất quan tâm đến mình. Nếu như vậy, ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên sẽ rất sâu sắc. Hai bên có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ thân thiết hơn. Sử dụng cách thức thích hợp. Đương nhiên, khi muốn thể hiện tình cảm của đối phương, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nếu bạn không thể cảm nhận rõ suy nghĩ của đối phương hoặc cảm thấy mình khó nói lên tình cảm trước mặt đối phương, bạn có thể sử dụng một số cách biểu lộ tình cảm, như vậy có thể tránh bối rối nếu bị từ chối. Ném đá dò đường. Cách tỏ tình đơn giản và đảm bảo hiệu quả nhất chính là viết thư. Bạn có thể viết mọi điều muốn nói trong thư. Trong xã hội ngày nay, với sự phổ biến của điện thoại di động và thư điện tử, việc viết thư tay có vẻ đã lạc hậu, nhưng có lúc nó lại là công cụ để thể hiện tình cảm tốt nhất, bởi vì thư tay có thể cất giữ làm kỷ niệm. Cần phải chú ý là thư viết tay chỉ là công cụ để thăm dò ý tứ của đối phương, không nên lạm dụng để thể hiện tình cảm. Bởi làm như vậy có thể khiến đối phương mất tình cảm và không có thiện cảm với bạn. Vì thế, hòn đá này cần phải ném chính xác. Mời tham gia các hoạt động văn hóa. Vào thời điểm thích hợp, bạn có thể mời người mà mình đang có cảm tình đi nghe nhạc, đi xem phim hoặc đi xem kịch. Sử dụng những lời mời lịch sự, tự nhiên và thân thiện là một cách rất hay. Nếu bạn thường xuyên sử dụng cách này, đối phương sẽ tự nhiên cảm nhận được tình cảm của bạn. Sử dụng các món quà. Khi tỏ tình, bạn còn có thể tặng đối phương những món quà nhỏ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay những thứ có thể thể hiện được tình cảm của bạn. Những món quà này có ý nghĩa rất sâu sắc, lại rất lãng mạn. Như vậy, nếu đối phương sẽ không cảm nhận bất ngờ mà còn có thể dần dần được hiểu tâm ý của bạn. Dùng lời nói ngụ ý. Có nhiều người do xấu hổ hoặc sợ bị từ chối nên không thể nói lên tình cảm của mình. Bạn có thể học theo cô gái trong câu chuyện dưới đây, khéo léo vận dụng ngôn ngữ để đối phương hiểu được tình cảm của mình. Một cô gái và một chàng trai nông thôn thầm yêu nhau, nhưng xấu hổ nên không dám mở lời. Một ngày hai người gặp nhau ngoài đồng, cô gái chỉ một con bướm đang bay giữa vườn hoa và hỏi anh chàng trai: "Anh nói xem, tại sao chị thấy bướm yêu hoa mà không thấy hoa theo đuổi bướm?" Chàng trai trả lời: "Hoa làm sao mà theo đuổi bướm được?" Đúng lúc này, anh cũng chợt hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô gái và đủ dũng cảm để thể hiện tình cảm với cô. Cô gái đã hỏi một câu khiến đối phương phải suy nghĩ về ý nghĩa của mối quan hệ giữa hai người. Lời nói uyển chuyển khéo léo đã thể hiện được tình cảm một cách hoàn hảo. Khéo léo dẫn dắt lời tỏ tình. Trong một số trường hợp, chúng ta còn có thể dùng ngôn ngữ khéo léo dẫn dắt để đối phương có thể cảm nhận được tình cảm. Một nhà văn đã rất khéo léo sử dụng ngôn ngữ dẫn dắt để tỏ tình. Anh nói: "Hai ngôi sao thật đẹp khi chúng gặp nhau. Chúng phát ra ánh sáng lấp lánh khiến mọi người trầm trồ khi nhìn thấy. Hai bông hoa thật đẹp khi gặp nhau thì tỏa hương khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng sẽ càng đẹp hơn khi hai người yêu nhau gặp nhau. Họ sẽ sáng hơn hai vì sao, thơm hơn hai bông hoa. Em là cô gái anh yêu, anh đã thấy em. Tình yêu của em khiến anh hạnh phúc." Tuy nhiên, khi sử dụng cách thức này, nhất định phải chú ý đối tượng và hoàn cảnh. Nếu đối phương là một người thực tế, cách làm này có thể sẽ phản tác dụng. Khéo nói khi tặng quà thể hiện tình yêu. Khi đối diện với người yêu, muốn thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Lúc này bạn có thể tặng cho đối phương một món quà thể hiện tình yêu, một chàng trai chuẩn bị cầu hôn người yêu. Khi nói đến đề tài cuộc sống, chàng trai làm ra vẻ vô tình.
Anh rất muốn ổn định. Anh muốn có cảm giác ấm áp của gia đình. Anh đã nói nhiều lần rồi mà. Cô gái bình thản tiếp lời, trong khi vẫn đọc báo. Không biết tại sao, ngày hôm qua khi nhìn thấy chiếc nhẫn này ở cửa hàng trang sức gần đây, anh đã rất thích. Sau khi mua nó rồi, không biết ai mới là người phù hợp để đeo, em có muốn thử không? Cầm chiếc nhẫn và đeo vào tay cô gái. Rất hợp, thực ra anh mua nó cho em. Một món quà có thể hiện tình yêu sẽ chiến thắng ngàn vạn lời nói. Vì thế khi thể hiện tình yêu, nhất định phải nhớ thường xuyên tặng quà để có thể làm sâu sắc thêm tình cảm giữa hai người. Lấy lý do tạo cơ hội thể hiện tình cảm. Một nam sinh thầm yêu một nữ sinh cùng lớp. Mặc dù học cùng nhau nhưng họ thường không có cơ hội nói chuyện. Khóa học sắp kết thúc, sau này họ có thể sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng chàng trai không muốn từ bỏ, không muốn mất đi cơ hội. Khi kết thúc tiết học cuối cùng, nhân lúc bên cạnh cô gái không có ai, chàng trai đi đến và nói: "Tôi thấy bạn hay tham gia giờ tự học ở thư viện, sau này chúng ta có thể học cùng nhau không?" Cô gái nhìn thấy chàng trai đỏ mặt, lập tức hiểu ý anh chàng. Sau hồi do dự, cô gái gật đầu đồng ý. Sau đó hai người thường xuyên học chung cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp, hai người đã yêu nhau. Chàng trai trong câu chuyện đã lấy lý do cùng học để tạo cơ hội cho mình. Cách thể hiện này không làm cho cô gái xấu hổ, giúp chàng trai giữ thể diện. Cho dù có bị từ chối cũng không bị tổn thương. Sử dụng công cụ thể hiện tình cảm. Sử dụng công cụ thể hiện tình cảm là cách thường dùng của những người hướng nội, không giỏi biểu lộ tình cảm. Matt là người thường e ngại trong chuyện tình cảm. Anh không dám thể hiện tình yêu trước mặt người mình thích. Nhưng Matt đã khéo léo sử dụng công cụ để nói lên điều đó. Jenny là người yêu của Matt. Khi còn trẻ, Jenny là bạn của Matt. Matt rất thích Jenny. Anh cũng hiểu rõ Jenny có tình cảm với mình. Một buổi hoàng hôn, hai người ngồi tâm sự bên mặt hồ. Matt nhìn Jenny. Anh biết đã đến lúc phải thể hiện tình yêu với cô. Nhưng do e ngại nên anh đã nghĩ ra một cách. Matt nói với Jenny: "Jenny, anh đã tìm thấy được người anh yêu." Jenny nghe thấy vậy liền nói: "Anh có yêu cô ấy không?" Matt đỏ mặt trả lời: "Có chứ, đó là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp. Anh sẽ luôn yêu cô ấy bằng cả trái tim của mình." Jenny tưởng đó là sự thật, cố nén đau khổ và bình tĩnh nói: "Vậy chúc anh hạnh phúc." Lúc này Matt lại nói tiếp: "Em giúp anh xem cô gái đó thế nào, anh rất tôn trọng ý kiến của em. Anh có ảnh của cô ấy ở đây." Nói rồi Matt lấy ra một chiếc hộp và đưa cho Jenny. Jenny mở hộp ra và rất ngạc nhiên, thì ra trong hộp chỉ có một chiếc gương. Hình ảnh trong gương chính là hình ảnh của Jenny. Có rất nhiều cách thể hiện tình yêu. Matt đã sử dụng công cụ là chiếc gương để nói lên tấm lòng của mình. Nhưng nếu trước đó không có những lời nói chân thành thì sợ rằng sẽ không có hiệu quả. Sự chân thành của Matt cuối cùng đã giúp anh bày tỏ được tình yêu với Jenny. Ngoài cách dùng lời nói chân thành thì việc khéo léo sử dụng công cụ cũng là cách thức tuyệt vời giúp bạn thể hiện tình cảm với người mình yêu. Càng nhiều lời nói thể hiện sự quan tâm càng tốt. Những lời nói thể hiện sự quan tâm là thứ không thể thiếu trong tình yêu, nhất là trong giai đoạn đã yêu lâu hoặc cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Những lời nói ngọt ngào thể hiện sự quan tâm phải được sử dụng thường xuyên trong các cuộc trò chuyện giữa những người yêu nhau. Thực tế, trong một số trường hợp đặc biệt, người nữ mặc dù hiểu rõ vị trí của mình trong lòng người yêu, nhưng cô ấy vẫn rất hy vọng người yêu mình sẽ nói những lời ngọt ngào. Các cô gái cảm thấy như vậy thì mới có thể chứng tỏ giá trị và sức hút của họ. Tuy nhiên, các chàng trai lại thường cho rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Vì thế, nam giới thường chú ý đáp ứng một số yêu cầu thực tế của nữ giới mà bỏ qua những yêu cầu về tinh thần. Trong cuộc sống, rất nhiều cặp tình nhân đã xảy ra mâu thuẫn và chia tay vì lý do đó. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ có các cô gái mới thích lời nói ngọt ngào, mà các chàng trai cũng thích được nghe những lời quan tâm từ người yêu mình. Khéo léo sử dụng lời nói ngọt ngào, quan tâm, quan trọng nhất là phải nói đúng thời điểm, khi đối phương muốn nghe, như vậy thì lời nói quan tâm mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Những lời nói ngọt ngào, quan tâm khi hai người yêu nhau ở xa nhau. Cuộc sống thực tế có lúc sẽ đưa ra thử thách cho những người yêu nhau để xem tình cảm của họ có bền chặt đến đâu. Và thử thách thường thấy thì chính là việc là hai người yêu nhau phải sống xa nhau. Với những cặp đôi đang yêu nhau thì một ngày không gặp dài tựa ba thu, nhưng do yêu cầu của cuộc sống họ phải tạm thời xa. Đây thực sự là chuyện không vui vẻ gì. Lúc này cả hai đều cảm thấy cần sự quan tâm từ đối phương và tất nhiên không thể thiếu những lời hỏi han. Hãy xem đoạn đối thoại sau đây. Anh đang làm gì vậy? Gọi điện cho em. Em biết rồi. Anh có nhớ em không? Nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ. Anh nói dối. Thật mà, anh thực sự rất nhớ em. Em cũng nhớ anh. Đừng lo, anh sắp về rồi. Không cần phải nhớ quá đâu. Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Anh cũng thế.
Từ đoạn đối thoại của cặp tình nhân có thể thấy, cả hai phía đều dùng những lời nói rất là ngọt ngào, thể hiện sự quan tâm tới đối phương. Khi hai người yêu nhau phải sống xa nhau, họ luôn hướng về nhau, thể hiện sự quan tâm tới nhau. Điều này là thử thách, nhưng cũng là cơ hội để tình cảm trở nên sâu sắc hơn. Thông thường khi hai người yêu nhau ở cách xa nhau, nếu không kịp thời liên lạc cũng không dành cho nhau những lời quan tâm, thì tình yêu sẽ không thể bền chặt, thậm chí còn có thể đổ vỡ. Những lời quan tâm khi gặp nhau sau nhiều ngày xa cách. Những người trẻ hiện đại thường rất bận rộn, hai người yêu nhau có lúc do yêu cầu công việc nên không thể trò chuyện và gặp mặt nhau hàng ngày. Đây là một thử thách cũng là cơ hội cho những người đang yêu. Trải qua một sự xa cách nhỏ, những lời quan tâm hỏi han sẽ biến thành những lời nói ngọt ngào nhất dành cho đối phương. Lúc này bạn nên thể hiện tình cảm trực tiếp và nhiệt tình. Anh có thể nói, anh quay về rồi, không phải em đang nằm mơ. Em rất nhớ anh, nếu là mơ thì em không muốn tỉnh dậy nữa. Chàng trai có thể nói với cô gái, cảm giác khi được ở bên em thật là tuyệt vời, mọi mệt mỏi của công việc đều tan biến hết. Những cảm giác khi gặp mặt sau khoảng cách ngắn tạm thời xa cách, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được. Lúc này sử dụng bất kỳ lời nói ngọt ngào quan tâm nào cũng đều khiến đối phương vui vẻ và hạnh phúc. Lời nói ngọt ngào tạo sự hồi hộp. Trong tình yêu, nam giới sẽ có lúc mắc lỗi, ví dụ như trễ hẹn chẳng hạn. Lúc này nếu bạn gái hờn dỗi, người nam có thể xoa dịu bằng cách dùng lời nói ngọt ngào tạo sự hồi hộp. Một cặp đôi đang yêu, hẹn nhau đi xem phim, do một số nguyên nhân nên chàng trai đến muộn. Sau khi gặp bạn trai, cô gái đã bày tỏ ra cảm giác không vui, người con trai thấy vậy, vội vàng đi đến bên cạnh và nói, hôm nay anh phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng. Cô gái không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Chàng trai cố tình tỏ ra bí ẩn và nói, anh nói cho em biết một bí mật, nhưng em phải giữ kín giúp anh. Hôm nay anh phát hiện là anh yêu em thế này này. Nói rồi chàng trai khoác tay ôm cô gái. Cách nói ngọt ngào tạo sự tò mò của chàng trai không chỉ giúp anh không bị bạn gái truy hỏi về nguyên nhân đến muộn, mà còn khiến người yêu hết giận và mỉm cười hạnh phúc. Dùng lời nói ngọt ngào khiến đối phương vui vẻ là kỹ năng không thể thiếu với mỗi người đang yêu. Chỉ có nắm chắc kỹ năng này thì mới có thể khiến tình cảm giữa hai người trở nên sâu sắc. Tạo không gian mở cho những lời nói ngọt ngào thể hiện sự quan tâm. Nói đến những điều ngọt ngào trong tình yêu, rất nhiều người sẽ cho rằng đây là chuyện riêng tư. Hai người chỉ nên nói riêng cho nhau nghe. Việc nói những điều ngọt ngào thể hiện sự quan tâm trước nơi đông là không nên. Nhưng thực tế, những lời ngọt ngào không đơn giản chỉ là anh yêu em nhớ anh, mà còn cả những ngôn ngữ riêng mà chỉ hai người mới hiểu. Điều đó có nghĩa là chỉ hai người biết với nhau, còn người ngoài nghe sẽ không hiểu. Vì thế, nếu nói trước mặt đông người cũng không sao, thậm chí còn làm sâu sắc thêm tình cảm của hai người. Hai người yêu nhau cùng làm việc trong một công ty, họ thường gặp gỡ và trò chuyện. Vào giờ nghỉ trưa, một ngày chàng trai thấy cô gái có vẻ mệt mỏi nên hỏi thăm. Trông em vừa như ngủ dậy ý, còn lười hơn cả con mèo ở nhà. Cô gái lập tức trả lời, ai như anh, ăn no rồi ngủ như heo, đương nhiên là thấy thoải mái rồi. Nói rồi hai người đều cười vui vẻ. Thì ra chàng trai đặc biệt danh cho cô gái là mèo lười, còn cô gái gọi chàng trai là heo, cách thể hiện tình cảm của họ người ngoài không thể hiểu được. Đấu khẩu, gia vị của tình yêu. Những người đang yêu thường cho thêm gia vị để khiến tình yêu của mình nhiều màu sắc hơn. Trong đó gia vị quan trọng nhất chính là đấu khẩu. Đấu khẩu ở đây không phải là cãi nhau căng thẳng, mà chỉ là trò chơi ngôn ngữ giữa những người đang yêu. Do sở thích, tính cách và thói quen, nên những người yêu nhau không thể lúc nào cũng hòa hợp. Những lời tranh luận không ác ý chính là thứ gia vị quan trọng giúp tình cảm trở nên gần gũi, thấm thiết hơn. Những người đã chơi trò xe điện đụng đều biết, cách hay của trò chơi nằm ở chỗ các xe liên tục đụng vào nhau. Những người trẻ tuổi đang yêu cũng có một trò chơi ngôn ngữ thú vị, độc đáo rất giống trò xe điện đụng, đó chính là đấu khẩu. Thực tế, các chàng trai, cô gái có thể rất yêu nhau, nhưng hai người sẽ có những cách sống khác nhau. Ai cũng muốn thay đổi đối phương, nhưng không ai muốn tự thay đổi chính mình. Do đó, khi gặp vấn đề, có thể dùng phương pháp đấu khẩu để điều khiển cảm xúc, chính là nhất định phải nắm được những đặc điểm của đấu khẩu. Mục đích mơ hồ khi những người đang yêu đấu khẩu với nhau không phải để họ giải quyết những vấn đề thực tế, chỉ là họ đang sử dụng ngôn ngữ để gia tăng tình cảm và hiểu nhau hơn. Hình thức đấu khẩu vô hại. Giữa những người yêu nhau, đấu khẩu và tranh cãi có sự khác biệt. Tranh cãi là khi tôi nói một câu, anh nói một câu, công kích lẫn nhau, không ai chịu nhượng bộ ai. Nhưng đấu khẩu không sử dụng những từ ngữ nặng nề như tranh cãi, mà chỉ là hình thức mang lại sự nhẹ nhõm, vui vẻ. Vì thế, đấu khẩu trở thành một hình thức giao lưu tình cảm thú vị giữa những người đang yêu nhau. Mặc dù đấu khẩu trên thực tế có thể thể hiện chân thực tình cảm của những người đang yêu,
Nhưng cần phải hiểu rõ một điều, đấu khẩu là một trò chơi, và trò chơi thì có quy tắc của nó. Chơi đúng cách thì mới có thể mang lại hiệu quả tốt, nắm chắc mức độ tình cảm. Trò chuyện trong tình yêu cũng có nguyên tắc. Khi nam nữ trong giai đoạn đầu mới tìm hiểu nhau, tốt nhất không nên lựa chọn hình thức đấu khẩu để hiểu hơn về đối phương. Khi bạn chưa hiểu rõ về tính cách của đối phương, làm như vậy dễ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Rất có thể biến đấu khẩu thành tranh cãi. Đó không phải kết quả mà bạn mong muốn. Vì thế, khi sử dụng hình thức đấu khẩu, nhất định phải xác định rõ vị trí của mình thì mới có thể đạt hiệu quả cao. Đấu khẩu loại bỏ mâu thuẫn. Đấu khẩu không chỉ là một trò chơi ngôn ngữ, có lúc nó còn là một cách hiệu quả để loại bỏ mâu thuẫn giữa những người yêu nhau. Một đôi tình nhân đi du lịch, hành trình không hề thuận lợi, khi luôn gặp rắc rối trên đường đi, cô gái tỏ ra không vui và oán trách, tại sao đi chơi với anh lại đen đủi như thế chứ? Đúng thế, chúng ta có số làm vợ chồng, chàng trai trả lời, tại sao lại là số vợ chồng, làm vợ chồng thì phải đen đủi à? Vợ chồng chính là cùng chung hoạn nạn, em nghĩ mà xem. Nếu như không có em ở bên cạnh, một mình anh làm sao giải quyết được những việc này? Những lời nói này, bao nhiêu mệt mỏi của cô gái đều tan biến. Tốt nhất không nên làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương. Hai người yêu nhau đã lâu, do tình cảm sâu sắc nên khi đấu khẩu, không tránh khỏi những việc sử dụng ngôn ngữ, làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương. Mặc dù đã hiểu rõ về nhau, nhưng vẫn phải chú ý không mang khuyết điểm hoặc những gì mà đối phương kính trọng ra để làm đề tài đấu khẩu. Nếu không có thể gây ra ảnh hưởng không tốt, cô gái mắt một mí hỏi bạn trai, anh thấy em có đẹp không? Hôm nay em trang điểm giống diễn viên. Chàng trai trả lời em rất đẹp, nhưng nếu mắt em to một chút thì sẽ càng đẹp hơn. Cô gái tức giận nói, anh chê mắt em bé à? Nếu anh không thích, có thể tìm cô gái khác mắt to hơn. Từ đó có thể thấy, có lúc đối phương rất để ý tới những khuyết điểm của mình. Bạn không nên lấy đó làm đề tài trêu chọc. Khi đấu khẩu tuyệt đối không nên tấn công vào điểm yếu của người đối diện. Phải lưu tâm tới cảm xúc của đối phương. Đấu khẩu cần có một môi trường thoải mái, một tư tưởng đúng đắn, từ đó mới có thể mang lại niềm vui. Do đó khi đấu khẩu, cần phải chú ý tới tâm trạng của người yêu. Mọi người đều hiểu rõ tâm trạng vui vẻ có thể thoải mái nói chuyện, cười đùa. Trong trường hợp ngược lại thì sẽ không thích hợp để trêu chọc nhau. Khi người yêu của bạn đang căng thẳng, mệt mỏi vì kết quả công việc không như ý muốn, bạn lại nói sao thế? Sao mặt như bị mất số gạo thế? Đối phương sẽ trách bạn. Người ta đang gặp rắc rối còn lấy đó làm trò cười, thật không hiểu nhau chút nào. Như vậy, việc trêu chọc sẽ chỉ mang lại kết quả tiêu cực. Việc đấu khẩu trêu chọc nhau là một cách giao lưu tình cảm đặc biệt và mỗi cặp đôi đều có cách riêng làm sâu sắc thêm tình cảm. Vì vậy, khi bắt đầu sử dụng những lời nói ngọt ngào, các bạn đừng quên trò chơi đấu khẩu trong tình yêu. Khéo léo nói không với người yêu. Trong tình yêu, mỗi người lại có một cách xử sự riêng. Khi người yêu nêu ra yêu cầu, có người cho rằng nên đáp ứng tất cả mọi yêu cầu đó. Thực tế, đó không phải là phương pháp hoàn hảo nhất. Có lúc bạn không thể chấp nhận ý kiến của người yêu, có những việc bạn không thể làm, không thể đáp ứng được. Lúc này chúng ta nên học cách khéo léo nói không để phủ định hoặc từ chối những yêu cầu bất hợp lý của người mình yêu. Phủ định không rõ ràng. Sử dụng ngôn ngữ không rõ ràng có những ý nghĩa và tác dụng nhất định trong tình yêu. Nó có thể giúp bạn khéo léo truyền đạt tư tưởng, khiến đối phương hiểu suy nghĩ của bạn và tránh gây tranh cãi không cần thiết. Một cặp tình nhân tham quan siêu thị điện tử, khi đi qua gian hàng tủ lạnh, cô gái chỉ vào một chiếc tủ lạnh và hỏi chàng trai, cái này thế nào? Mua cái này nhé. Chàng trai nhìn và nói, cũng được, nhưng để xem thêm đã. Thực ra chàng trai đã phát hiện cái tủ lạnh không tốt, trong khi giá lại quá cao, nhưng không thể trực tiếp nói nó quá đắt, đành phải dùng cách nói không rõ ràng để lựa chọn cái khác. Nếu khi đó chàng trai trực tiếp từ chối mua vì giá tủ lạnh đắt, có thể hai bên sẽ xảy ra tranh cãi. Đương nhiên, cách này không thể sử dụng thường xuyên, bởi nếu dùng nhiều, bạn sẽ bị coi là người không coi trọng đối phương. Khẳng định trước phủ định sau. Khi bạn gái muốn bạn mua cho cô ấy một món trang sức, cô ấy sẽ nói, chị Lê ở công ty em đeo một sợi dây chuyền rất đẹp, đó là một món quà sinh nhật mà bạn trai chị ấy tặng. Lúc này do cảm thấy cô ấy có một sợi dây chuyền đẹp rồi, hơn nữa điều kiện kinh tế không cho phép. Nếu trực tiếp từ chối nhất định sẽ khiến đối phương không vui, bạn có thể nói, cổ em cao, đeo dây chuyền chắc chắn sẽ rất đẹp. Thế nhưng anh rất thích một câu nói, đó là thứ làm cho người phụ nữ đẹp, đó chính là đức tính chứ không phải là trang sức. Anh yêu nhất vẻ đẹp mộc mạc của em. Cách nói này thể hiện bạn không từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Đối phương cũng sẽ thấy thoải mái hơn, dù bạn không đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Phủ định cảm thán. Dùng ngữ khí cảm thán để phủ định hành động của đối phương cũng là một kỹ năng giao tiếp trong tình yêu.
Ngày sinh nhật bạn trai, cô gái tặng anh một chiếc ví, nhưng anh lại không hy vọng nhận được ví, mà anh muốn có một đôi giày đá bóng. Bạn gái hỏi anh có thích không? Là em chọn đấy. Nếu chàng trai trả lời thẳng không thích, thì cô gái chắc chắn sẽ giận. Nhưng chàng trai nói chiếc ví rất đẹp, xem ra nó được làm từ chất liệu da bò. Nhưng nếu dùng chất liệu này làm một đôi giày đá bóng thì nhất định sẽ đẹp hơn. Câu nói này bề ngoài là khẳng định, nhưng thực tế là phủ định. Cách nói khéo léo, nhẹ nhàng đã khiến cô gái biết được chàng trai thích một đôi giày hơn. Chính vì thế, những người yêu nhau khi trò chuyện với nhau cũng cần phải có kỹ năng. Không thể thẳng quá và thật quá, nhất là khi từ chối. Nếu không cẩn thận sẽ nói sai, khiến đối phương không vui, thậm chí còn ảnh hưởng xấu tới tình cảm giữa hai bên. Phủ định bằng những câu nói đùa. Nói đùa thực chất cũng có thể coi là sự hài hước. Dùng cách này để phủ định ý kiến của người khác vừa có thể đạt được mục đích lại không thể khiến đối diện bối rối. Đây chính là một kỹ năng từ chối rất hiệu quả. Bạn trai mời bạn đi dự hôn lễ của người thân hoặc yêu cầu bạn tới nhà gặp người nhà của anh ấy. Nếu cảm thấy chưa đến lúc hoặc không muốn tham gia thì bạn có thể nói: em không quen mọi người, em xấu hổ lắm, em không đi đâu. Câu nói đùa này cũng từ chối yêu cầu của đối phương mà còn có thể khiến họ cảm thấy thoải mái trong lòng. Từ chối và chấp nhận là hai việc trái ngược nhau. Trong tình yêu, chúng ta đều sợ bị người yêu từ chối, nhưng cũng sợ đối phương nêu ý kiến hoặc yêu cầu mà mình không thể chấp nhận hay hoàn thành. Do đó, nắm được các kỹ năng từ chối khéo léo là điều rất cần thiết. Phần 3. Nói năng khéo léo trong những tình huống khó xử. Chương 15. Từ chối khéo léo để không làm mất lòng người khác. Từ trước tới nay, trong bất cứ thế hệ nào, con người luôn được dạy phải tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, không nên từ chối khi người khác cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể đồng ý với những yêu cầu mà mình không thể làm được. Vì vậy, chúng ta phải học kỹ năng từ chối để không làm mất lòng mọi người. Cách từ chối không để làm tổn hại tình cảm. Trong giao tiếp xã hội, khi một người cần sự giúp đỡ của bạn, nhưng do một nguyên nhân nào đó mà bạn không thể giúp họ, vậy bạn phải từ chối như thế nào? Cần những kỹ năng gì để không làm tổn thương tình cảm giữa hai bên? Khi từ chối người khác, nhất định phải chú ý tới cảm xúc của đối phương, thái độ phải chân thành, cố gắng không gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai bên bằng cách nói rõ sự thật. Hãy nói rõ ràng, không nên nói mập mờ, bởi điều đó sẽ khiến đối phương không hiểu ý bạn và sinh ra hiểu nhầm. Mối quan hệ giữa hai bên có thể sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn bị rạn nứt. Bạn cũng tuyệt đối không được làm tổn thương tới lòng tự tôn của đối phương, đặc biệt là với những người đã từng giúp đỡ bạn. Nếu lời từ chối của bạn khiến lòng tự tôn của đối phương bị tổn thương, người đó sẽ có tâm lý oán trách, ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ sau này. Thế nhưng chỉ cần bạn thể hiện sự tôn trọng với nguyện vọng của đối phương và nói rõ cái khó của mình, người đó nhất định sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Vì vậy, nếu bạn có thể khéo léo từ chối khiến cho đối phương hiểu sự khó xử của mình, người đó sẽ không cảm thấy bị tổn thương nữa. Muốn làm được như vậy, bạn phải nắm chắc nghệ thuật từ chối. Khi từ chối, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh, hãy để đối phương hiểu rằng, mặc dù lần này bạn không thể đáp ứng yêu cầu của họ, nhưng lần sau vẫn còn cơ hội để hợp tác. Đương nhiên, trong xã hội, bất luận là trong công việc hay trong cuộc sống, còn có rất nhiều kỹ năng và phương pháp từ chối hữu dụng. Từ chối bằng cách thoái thác, ví dụ, có người nhờ bạn truyền thông tin xấu cho một người khác, bạn không thể chấp nhận, có thể nói như sau: tôi nói cũng được thôi, nhưng sợ người ta sẽ hiểu nhầm, chuyện này bạn trực tiếp nói là tốt nhất, chuyện này tôi tham gia vào sợ rằng sẽ không tốt. Cố ý kéo dài thời gian, giả sử có người mời bạn sau khi tan làm đi uống rượu hoặc nhờ bạn giúp anh ta một số việc vào buổi tối, nếu bạn muốn từ chối có thể nói, tối nay tôi bận, chuyện này tính sau. Nếu đối phương vẫn nài nỉ, bạn hãy nhắc lại điều đó vài lần, như vậy họ sẽ hiểu thái độ của bạn và không ép bạn nữa. Như vậy là bạn đã đạt được mục đích từ chối và không làm ảnh hưởng tới hòa khí. Giữ im lặng. Khi người khác nhờ bạn giúp đỡ, nếu trong hoàn cảnh bạn không thể trực tiếp nói lời từ chối, bạn hãy lựa chọn cách giữ im lặng. Có thể nói tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ thêm. Im lặng là vàng. Trong một số trường hợp, im lặng cũng chính là sức mạnh khiến đối phương cảm nhận được sự từ chối của bạn. Từ chối bằng lời nói khéo léo. Trong cuộc sống và trong công việc, khi bạn hoặc những người bạn thân thiết nhờ bạn làm một số việc không đúng đắn, do quan hệ thân thiết nên khi từ chối, nhất định bạn phải sử dụng ngôn ngữ thật khéo léo, như vậy mới không làm tổn hại đến tình cảm của đôi bên. Bạn có thể nói, tôi rất hiểu tâm trạng của chị, nhưng việc này không tốt cho cả chị và tôi, chị thử nghĩ mà xem.
hãy suy nghĩ vấn đề trên lập trường của đối phương và khéo léo thể hiện suy nghĩ của bạn. Đối phương sẽ lập tức hiểu ra yêu cầu đó là không đúng, thậm chí còn biết ơn sự thấu hiểu của bạn. Mối quan hệ giữa hai bên vì thế sẽ không bị ảnh hưởng. Hải Thủy thời nhà Minh là người rất giỏi trong việc từ chối người khác. Hãy xem một câu chuyện về vị quan này. Một lần Hải Thủy quyết định phạt một vị quan huyện vì tội cướp ruộng đất của dân. Lúc này một số vị quan khác đã đứng ra xin giảm nhẹ tội cho người bị phạt. Họ nói với Hải Thủy, thánh nhân không làm việc quá đáng. Hải Thủy trả lời, các vị không biết Hải Thủy không phải thánh nhân ư. Ông chỉ nói một câu và vẫn quyết định làm theo ý mình. Câu nói này đã khéo léo thể hiện quyết tâm của quan Hải Thủy, đồng thời khiến cho những người khác không còn lý do gì để can ngăn ông thực thi pháp luật. Cho dù là trong cuộc sống hay trong công việc, chúng ta luôn gặp những chuyện mà bản thân không thể chấp nhận. Vậy phải giải quyết và từ chối như thế nào? Từ chối là một môn học mà bạn phải nghiên cứu một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Để từ chối người khác mà không khiến họ bất mãn và tức giận, phải cần một số kỹ năng nhất định. Đơn cử một ví dụ, khi bị ép uống rượu trong bữa tiệc, làm sao để đảm bảo an toàn cho mình? Cần phải xem sự thông minh của người đó. Bảo không giỏi uống rượu, nhưng trong một lần tổng kết công ty, mọi người đã mời và ép anh phải uống. Trong tình huống đó, Bảo đã âm thầm nhắn tin cho bố mình, bảo ông gọi điện cho anh và gọi anh về. Quả nhiên khi mọi người đang ép Bảo uống rượu, chuông điện thoại của anh vang lên. Trong điện thoại, bố nói, Bảo ơi, ở nhà có việc, con về nhà ngay. Bảo giả bộ tỏ ra căng thẳng và nói với mọi người, xin lỗi các vị, tôi phải về ngay bây giờ. Kết quả là anh đã khéo léo thoát được tình huống khó xử. Cho đến khi bữa tiệc gần kết thúc anh mới quay lại, mọi người cũng không để ý đến việc mời rượu nữa. Con người không thể tồn tại ngoài các mối quan hệ xã hội. Có lúc chúng ta sẽ gặp phải những chuyện khiến bản thân bị áp lực và không muốn chấp nhận. Lúc này chúng ta cần phải từ chối. Nếu biết cách từ chối, chúng ta có thể thoát khỏi những rắc rối không cần thiết. Cách gợi ý khách ra về. Có thể trò chuyện, chia sẻ cuộc sống với một vài người bạn thân là một việc rất đáng quý. Tuy nhiên, trong thời đại cuộc sống gấp gáp và nhiều áp lực như hiện nay, không phải ai cũng muốn được gặp gỡ tụ tập bạn bè vào những ngày nghỉ. Một số người còn hy vọng có thời gian để làm việc mình thích hoặc được hoàn toàn nghỉ ngơi. Thiết nghĩ khi tan sở về nhà, bạn hy vọng sau bữa tối được yên tĩnh để đọc sách hoặc nghỉ ngơi, nhưng lại có những người bạn không mời mà đến. Họ vô tư trò chuyện với bạn, nói đến những đề tài mà bạn không hứng thú, khiến bạn phải miễn cưỡng nghe. Bạn rất muốn đuổi khách về nhưng lại sợ làm tổn hại đến tình cảm. Đây thực sự là việc khó. Khi những người mà bạn không thích đến chơi hoặc vì một số nguyên nhân nào đó mà bạn không thể tiếp họ, hãy để đối phương tự giác ra về bằng cách khéo léo nhắc nhở. Đuổi khách cũng là một hình thức từ chối. Để giữ phép lịch sự, nhất định phải nói lời từ chối thật dễ nghe. Như vậy sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Trong cuộc sống hàng ngày, việc đuổi khéo khách ra về cũng là một nghệ thuật. Nhẹ nhàng nhắc nhở. Sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở người đó rằng bạn vẫn còn có việc phải làm. Không có thời gian ngồi nói chuyện với họ, cũng không thể đáp ứng yêu cầu của họ. So với cách trực tiếp yêu cầu khách ra về, cách nhắc nhở này dễ được đối phương chấp nhận hơn. Là một tổng thống, cuộc sống của Lincoln không hề tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Ông có rất nhiều điều phải lo nghĩ. Có một lần Lincoln bị ốm, một người cùng quê với ông đến thăm. Lincoln rất vui vẻ mời người đó vào, nhưng điều bất ngờ là người này đến tìm Lincoln không phải để thăm hỏi sức khỏe của ông, mà là để nhờ xin một việc làm và ngồi mãi không chịu ra về. Lincoln hiểu ý của vị khách, trong lòng rất không vui, nhưng ông từ nơi xa đến, vì lịch sự nên không thể trực tiếp yêu cầu ông ra về. Lúc này bác sĩ của Lincoln đến, Lincoln lập tức đưa tay ra và nói, bác sĩ, ông nhìn xem, những vết đỏ trên tay tôi là gì vậy? Nhân lúc vị khách không để ý, ông đã nháy mắt ra hiệu cho vị bác sĩ là một người thông minh nên ngay lập tức hiểu ý Lincoln. Ông tỏ ra ngạc nhiên, nói, đây chẳng phải đậu mùa hay sao? Lincoln nói, bác sĩ, khắp người tôi đều có nốt này, khó chịu lắm, bệnh này có lây đúng không? Bác sĩ trả lời, đúng thế, bệnh này rất dễ lây, ông vừa nói vừa kéo khẩu trang lên che mặt. Nghe đến đây, vị khách lập tức đứng lên cáo từ, ngài Lincoln không được khỏe, tôi cũng không làm phiền nữa, tôi đi đây. Lincoln nói, chẳng phải anh có việc gì sao? Vị khách trả lời, không có gì, tôi chỉ đến thăm ngài thôi. Sau đó vị khách vội vàng đi ra ngoài. Lincoln và bác sĩ nhìn theo rồi mỉm cười với nhau. Sự phối hợp ăn ý của Lincoln và bác sĩ đã khéo léo khiến vị khách tự giác ra về. Đây cũng là một cách hay để từ chối người khác. Thay nói bằng viết, có một số người tính cách vô tư, khi đến nhà bạn cũng tùy tiện như ở nhà mình.
có thể còn không hiểu nếu bị chủ nhà nhắc nhở là nên ra về. Đối với những người này, có thể dùng cách viết ra thay cho lời nói để người đó đọc hiểu. Để tránh rắc rối và mất thời gian, một nhân vật trong một bộ phim đã viết lên bức tường phòng khách dòng chữ có nội dung nói chuyện phím không quá 3 phút để nhắc nhở khách rằng chủ nhà rất quý trọng thời gian, xin hãy giữ tự trọng. Khi nhìn thấy dòng chữ này, những vị khách có ý định nói chuyện phím chắc chắn sẽ không nói nữa. Thông thường những dòng chữ như vậy là cho tất cả mọi người đọc chứ không nhằm vào ai cả, do đó sẽ không khiến các vị khách bối rối. Lấy nóng thay lạnh, sử dụng ngôn ngữ và hành động nhiệt tình hơn ở mức bình thường để thay thế cho việc thể hiện thái độ không muốn tiếp khách, khiến những vị khách thích buôn chuyện cảm thấy ngại trước mặt chủ nhà. Khi những vị khách nói chuyện phím tới nhà chơi, bạn hãy mỉm cười đón tiếp, nhiệt tình rót trà, mang hạt dưa, hoa quả hay tất cả những thức ăn được ra mời họ. Rất có thể lần sau họ sẽ ngại và không dám đến nữa. Lấy nhiệt tình thay lạnh nhạt, vừa không bị mang tiếng mất lịch sự, lại đạt được mục đích đuổi khách ra về. Những điều cần chú ý khi từ chối. Từ chối người khác không chỉ cần có kỹ năng mà còn phải chú ý những điều tối kỵ. Nếu không cẩn thận sẽ làm mất lòng người khác, thậm chí còn khiến họ tuyệt giao quan hệ. Đây đương nhiên không phải là kết quả mà chúng ta mong muốn. Ngữ khí uyển chuyển. Khi từ chối người khác nếu quá thẳng thắn sẽ không được. Tốt nhất nên nhẹ nhàng, ôn hòa, dùng ngữ khí uyển chuyển để nói không. Cách làm này sẽ khiến mối quan hệ của hai bên không bị tổn hại. Một nữ nhà văn đương đại Trung Quốc diễn thuyết tại một trường đại học của Mỹ. Trước khi kết thúc, theo thói quen, cô dành chút thời gian để trả lời các câu hỏi của khán giả. Lúc này có một người hỏi, nghe nói cô không phải đảng viên đảng Cộng sản. Vậy cô có tình cảm thế nào với đảng Cộng sản Trung Quốc? Câu hỏi này còn có một dụng ý khác, nếu từ chối trả lời sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Nữ nhà văn đã mỉm cười, bình tĩnh nói, thông tin của ông rất chính xác, tôi thực sự không phải đảng viên đảng Cộng sản. Thế nhưng chồng tôi từ lâu đã là đảng viên, cho đến hiện tại tôi vẫn chưa ly hôn với anh ấy. Vậy anh thấy tình cảm của tôi với đảng như thế nào? Nhà văn đã khéo léo trả lời câu hỏi, vừa hài hước mà không làm tổn hại tình cảm của đối phương. Phương pháp này được gọi là từ chối một cách uyển chuyển. Trong cuộc sống hàng ngày, phương thức giao tiếp này có tác dụng rất quan trọng. Thái độ khách sáo. Khi từ chối người khác nên tỏ thái độ chân thành, cố gắng sử dụng ngữ khí nhẹ nhàng, tốt nhất không sử dụng câu hỏi. Nếu không, không chỉ để lại ấn tượng không tốt mà còn có thể khiến người khác tuyệt giao với bạn, không muốn tiếp xúc với bạn nữa. Nếu cấp trên giao một nhiệm vụ mà bạn không muốn làm, bạn không thể nói, tại sao lại cứ giao cho tôi, sao lại không tìm người khác? Cách nói này sẽ làm mất lòng cấp trên. Bạn nên từ tốn trình bày lý do, như vậy cấp trên mới vui vẻ chấp nhận sự từ chối của bạn. Nên tránh thái độ thô bạo, bởi sự từ chối dễ khiến người khác không vui. Thái độ thô bạo cũng giống như bạn đang đổ thêm dầu vào lửa. Lời nói khách sáo có thể khiến đối phương suy nghĩ về lý do của bạn, cũng không khiến họ rơi vào tình trạng bối rối và không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của đôi bên. Lý do chính đáng. Khi từ chối người khác, không thể thiếu những lý do chính đáng. Chỉ cần lý do của bạn là thật, ngôn ngữ chân thành, đối phương sẽ không phản ứng tiêu cực trước sự từ chối của bạn. Ở Bắc Kinh, Trung Quốc có một ngôi chùa nổi tiếng với những phiến đá rất đẹp. Năm 1956, khi Tổng thống Ấn Độ đến thăm Trung Quốc, Thủ tướng nước chủ nhà lúc bấy giờ là Chu Ân Lai đã đưa ông tới tham quan ngôi chùa này. Sau khi nhìn thấy những phiến đá, Tổng thống Ấn Độ đã đề nghị với Thủ tướng Trung Quốc đổi vàng lấy hai phiến đá. Trọng lượng vàng sẽ bằng trọng lượng của đá. Chu Ân Lai nghe vậy mỉm cười và nói, những phiến đá này là kỳ quan hàng nghìn năm của người dân Trung Quốc, cũng là quốc bảo của chúng tôi. Có câu nói vàng bạc có giá, quốc bảo vô giá. Là Thủ tướng Trung Quốc, làm sao tôi có thể dùng bảo quốc vô giá để đổi lấy vàng bạc có giá? Tôi không thể đồng ý với yêu cầu này, xin thứ lỗi. Nói xong cả hai đều cười. Lý do chính đáng được trình bày với sự chân thành sẽ khiến phía đưa ra yêu cầu thông cảm trước sự từ chối của bạn. Sử dụng hành động. Khi muốn từ chối người khác, nếu cảm thấy khó nói, có thể dùng một số hành động để gián tiếp từ chối. Như vậy, đối phương sẽ hiểu ý của bạn và sẽ không bị rơi vào tình trạng bối rối do bị từ chối. Ví dụ, xem đồng hồ liên tục, đọc báo trong khi nói chuyện chính là một cách truyền thông tin từ chối tới đối phương. Thời cổ đại, có một vị quan tên là Lâm Hải, rất có quyền lực. Sau khi nhậm chức không lâu, có rất nhiều người đến tặng quà và ông đều từ chối. Một ngày lại có một người đến xin gặp ông, còn mang theo một con vịt quay, loại rất nổi tiếng khi đó. Người khách nói, xin đại nhân hãy nhận món quà này. Nói xong vị khách đi ngay, Lâm Hải rất khó nghĩ, không biết phải làm sao. Đồ đã để lại đây lẽ nào không nhận, nếu nhận, có lần thứ nhất, thì lần sau lại có người đến tặng quà, ông sẽ không có cách để từ chối. Bỗng nhiên ông nghĩ ra một cách,
Ông sai người nhà treo con vịt lên. Một thời gian sau, con vịt tươi ngon đã trở nên vừa khô vừa cứng, lại bám đầy bụi. Từ đó về sau, nếu ai đến tặng quà, Lâm Hải sẽ dẫn người đó đi xem con vịt quay. Người định tặng quà sẽ hiểu ý ông và từ bỏ ý định. Từ đó, không ai tới tặng quà cho Lâm Hải nữa. Ở đây, Lâm Hải đã sử dụng con vịt quay để từ chối người định tặng quà, khiến họ từ bỏ ý định mua chuộc ông. Chú ý bù đắp. Khi bạn không chấp nhận hoặc không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương, bạn có thể bù đắp bằng cách chỉ ra con đường khác cho họ. Việc này thể hiện sự quan tâm của bạn và không làm mất lòng người bị từ chối. Hoàng là giám đốc nhân sự của một công ty. Có một lần, một người bạn học cũ đến nhà muốn nhờ anh xin việc cho con họ ở công ty. Tuy nhiên, chuyên ngành học của người con bạn lại không liên quan tới nghiệp vụ của công ty, do đó anh nói khéo. Thật đáng tiếc, gần đây công ty tôi không có kế hoạch tuyển người, hơn nữa còn chuẩn bị tinh giản nhân sự. Thế nhưng anh đừng lo, tôi quen một người bạn, chỗ anh ta đang tuyển người. Anh bảo con anh nộp hồ sơ xin việc vào đó xem sao. Mặc dù việc không thành, nhưng người bạn học vẫn rất cảm ơn sự nhiệt tình của Hoang. Kỹ năng từ chối. Từ chối là việc khiến mọi người không vui vẻ. Vì thế, có lúc phải vận dụng một số kỹ năng để người bị từ chối không bối rối hoặc tức giận. Vận dụng kỹ năng hài hước. Hài hước là một phương thuốc tốt, có thể hóa giải sự bối rối do việc từ chối gây ra. Sự hài hước không chỉ giúp người từ chối thành công, mà còn khiến người bị từ chối dễ chấp nhận, không làm ảnh hưởng tới tình cảm của đôi bên. Một nhà văn nổi tiếng nọ được rất nhiều người hâm mộ. Một người bạn nước ngoài rất thích đọc các tác phẩm của ông. Một ngày, người bạn đó gọi điện và nhà văn nói: "Tôi rất thích các tác phẩm của ông, tôi muốn đến thăm ông." Nhưng nhà văn là một người không màng danh lợi. Ông nhẹ nhàng trả lời: "Cảm ơn anh đã yêu thích tác phẩm của tôi. Nhưng khi anh ăn một quả táo, thấy quả táo đó ngon, thì liệu anh có cần thiết phải đến xem cây táo đó như thế nào hay không?" Khi từ chối người khác, nhất là với nhà người quen, lời nói phải thận trọng, sử dụng ngôn ngữ uyển chuyển hợp lý, có thể sử dụng phép so sánh, hài hước, ám thị, dẫn dắt, đặt giả thiết. Có rất nhiều cách, nhưng chỉ có một mục đích là từ chối và không làm tổn thương tới đối phương. Nhà văn trong câu chuyện trên đã sử dụng phép so sánh để khéo léo từ chối yêu cầu của đối phương, đạt hiệu quả rất tốt trong giao tiếp. Ngoài ra, cách từ chối hài hước còn thể hiện kỹ năng đối nhân xử thế của một người. Nó khiến việc từ chối trở nên dễ chấp nhận hơn, thậm chí còn khiến người bị từ chối cười vui vẻ, hiểu thêm về cái khó và lập trường của bạn. Năm 1962, sau khi quân giải phóng Trung Quốc bắn hạ một máy bay do thám của Mỹ, trong buổi họp báo, một phóng viên nước ngoài đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Xin hỏi Trung Quốc đã dùng vũ khí gì để bắn hạ máy bay do thám U-2? Câu hỏi này đã đề cập đến vấn đề bí mật quốc gia không thể trả lời thật, cũng không thể trả lời bừa và cũng không thể trả lời được. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười và nói: "Chúng tôi dùng một cái xào tre và khều nó xuống. Đương nhiên đây là chuyện phi lý, nhưng mọi người đều rất vui vẻ khi nghe câu trả lời này." Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã khéo léo trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài, không những giữ bí mật quốc gia mà còn không làm ảnh hưởng tới hoạt động ngoại giao với nước ngoài. Khi từ chối người khác, nếu biết vận dụng sự hài hước kết hợp hợp lý, bạn sẽ khiến họ phải rút lại yêu cầu trong khi vẫn giữ được thể diện. Một lần, Tổng thống Mỹ Lincoln được mời tới chủ trì hội nghị của ban biên tập một tờ báo. Lincoln tự nhận thấy mình chưa bao giờ làm công việc biên tập nên không thích hợp cho vị trí này, vì thế ông đã từ chối. Ông đã kể một câu chuyện cho người mời mình nghe. "Có một lần tôi gặp một cô gái cưỡi ngựa trong rừng. Tôi dừng lại nhường đường cho cô gái, lúc này cô ấy cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó cô gái nói: 'Bây giờ thì tôi tin rằng ông chính là người xấu xí nhất mà tôi đã từng gặp.' Tôi nói: 'Cô nói rất đúng, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.' Cô gái lại nói: 'Đương nhiên ông sinh ra đã xấu xí như vậy, nên không có cách nào thay đổi. Nhưng ông có thể chỉ ở trong nhà và không đi ra ngoài.'" Đối phương đã bật cười vì sự hài hước của Lincoln. Không dễ để vận dụng sự hài hước một cách hợp lý. Nó không chỉ yêu cầu bạn phải có kinh nghiệm giao tiếp phong phú và khả năng ứng biến linh hoạt, mà còn yêu cầu bạn phải hiểu tâm lý đối phương. Nếu không, cách làm này sẽ không mang lại kết quả tốt. Mượn lời người khác để từ chối. Trong cuộc sống và trong công việc sẽ có lúc có những người bạn nêu yêu cầu mà chúng ta không thể đáp ứng được, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng. Lúc này chúng ta có thể mượn lời người khác để từ chối. Nghị làm việc ở bộ phận điện máy của một siêu thị. Một ngày, một người bạn thân của anh đến mua máy điều hòa nhiệt độ. Sau khi xem xét hết các sản phẩm, người đó vẫn chưa vừa ý và yêu cầu Nghị dẫn anh ta vào kho xem hàng. Nghị không biết phải làm sao để nói không với bạn.
Bỗng nhiên anh nghĩ ra cách, mỉm cười và nói, mấy hôm trước giám đốc đã tuyên bố không cho bất cứ khách hàng nào vào kho, nếu mình dẫn cậu đi có thể mình sẽ bị phạt. Nghị đã mượn lời người khác để từ chối yêu cầu của bạn mình. Mặc dù người bạn cảm thấy không vui nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải trực tiếp nghe từ không được. Khẳng định trước, phủ định sau. Khi từ chối trước tiên, nên khẳng định ý kiến của đối phương. Hãy để cho đối phương cảm thấy bạn không từ chối, nhưng thực tế lại bất giác chấp nhận lời từ chối của bạn. Cách làm này giống như bọc đường trong một viên thuốc đắng, mặc dù khi uống cảm thấy không đắng, nhưng thuốc vẫn phát huy tác dụng. Sau đây là ví dụ cụ thể. Vương có cảm tình với Nhàn, người mới đến công ty chưa lâu. Một lần, nhân lúc văn phòng không có ai, Vương đã tặng Nhàn một chiếc áo. Nhàn cảm thấy nếu trực tiếp trả lại sẽ khiến Vương bối rối, nên cô mỉm cười và nói, chiếc áo này rất đẹp, chỉ có điều kiểu dáng này, bạn trai tôi đã mua tặng tôi mấy chiếc rồi, anh giữ lại cho bạn gái của anh đi. Nhàn nói vậy là muốn ám chỉ mình đã có bạn trai rồi, đồng thời cũng nhắc nhở đối phương chú ý giữ chừng mực. Vương nghe xong liền bật cười và nói, không sao, không sao. Đặt bẫy đối phương. Khi muốn từ chối người khác hoặc không muốn ai làm điều gì đó, trước tiên hãy nêu ra quan điểm trái ngược với mục đích muốn có, để người đó phản đối và làm điều ngược lại. Như vậy, đối phương sẽ tự thuyết phục chính mình và hãy tự giác thay đổi thái độ, cách làm. Trong những năm đầu thế kỷ 20, rất nhiều cô gái thích đội mũ, kể cả khi xem phim trong rạp cũng không chịu bỏ mũ ra, ảnh hưởng tới tầm nhìn của người ngồi ghế hàng sau. Rất nhiều khách hàng đã góp ý với rạp chiếu phim, giám đốc rạp chiếu phim nghĩ nếu ra lệnh cấm đội mũ sẽ khiến nhiều người cảm thấy bất mãn và không muốn đến xem phim nữa. Sau nhiều ngày, cuối cùng ông cũng nghĩ ra một cách hay. Hôm đó, trước khi chiếu phim, trên màn hình hiện ra dòng thông báo để đảm bảo sức khỏe cho những người phụ nữ cao tuổi, cho phép được đội mũ xem phim, không cần phải bỏ ra. Kết quả tất cả phụ nữ trong rạp đều bỏ mũ ra bởi không ai chịu thừa nhận là mình đã cao tuổi. Trong giao tiếp xã hội, nếu trực tiếp từ chối người khác sẽ dễ khiến cho đối phương nảy sinh tâm lý bất bình. Nếu có thể suy nghĩ vấn đề từ góc độ của người đối diện và thuyết phục họ, thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận từ chối. Ngày còn nhỏ, nhà Trịnh Bản Kiều rất nghèo. Tết đến phải khó khăn lắm, nhà ông mới mua được một cái thủ lợn. Khi mang về nhà chuẩn bị cho vào nồi nấu thì bị người bán thịt đòi lại để bán với giá cao hơn. Do đó ông rất căm giận. Sau này khi đến Sơn Đông nhậm chức quan huyện, ông đã ra quy định là người bán thịt không được phép bán thủ lợn. Vợ của ông sau khi nghe chuyện cảm thấy làm như vậy là không thỏa đáng. Nhưng không thể trực tiếp khuyên can chồng nên bà đã nghĩ ra một cách. Một ngày bà bắt mấy con chuột và nhốt vào hộp để trong phòng. Đến đêm, chuột kêu liên tục khiến Trịnh Bản Kiều không ngủ được. Ông bèn trách vợ, bà bèn giải bày. Khi còn nhỏ, nhà bà rất nghèo. Khó khăn lắm, bà mới được mua một chiếc áo mới. Nhưng không ngờ lại bị chuột cắn rách. Trịnh Bản Kiều nghe xong cười và nói, chuột ở Hưng Hóa cắn rách áo của bà, chứ có phải chuột ở Sơn Đông đâu. Sao bà lại làm như thế? Phu nhân nói, chẳng phải ông cũng ác cảm với người bán thịt ở Sơn Đông sao? Nghe vậy, Trịnh Bản Kiều đã hiểu ra vấn đề. Nếu vợ của Trịnh Bản Kiều trực tiếp khuyên, chắc chắn ông sẽ khó chấp nhận. Nhưng bà đã khéo léo nghĩ ra cách giúp Trịnh Bản Kiều hiểu ra vấn đề và vui vẻ chấp nhận sự góp ý của bà. Khéo léo nghĩ cách khiến đối phương chấp nhận sự từ chối của bạn là một kỹ năng giao tiếp rất hiệu quả. Nó không chỉ thể hiện sự tôn trọng tình cảm với đối phương mà còn giúp bạn đạt được mục đích. Cách nói không rõ ràng. Khi từ chối yêu cầu nào đó, hãy sử dụng cách thể hiện thái độ không rõ ràng. Cách nói nước đôi hoặc trả lời như không trả lời để khiến cho đối phương không biết bạn tán thành hay phản đối. Có thể dùng những từ như có vẻ, có lẽ, có thể. Trong buổi họp báo, một phóng viên của thời báo New York đã đặt câu hỏi cho Kissinger về cuộc hội đàm vấn đề trật tự của Mỹ và Liên Xô. Phóng viên hỏi, về thỏa thuận đạt được, ông định sẽ công bố từng phần hay công bố công khai với tất cả mọi người? Kissinger hiểu ý của đối phương, ông mỉm cười và nói, tôi hiểu rồi, mọi người xem, phóng viên này cũng giống như tờ báo của anh ta, rất công minh. Anh ta đưa ra hai sự lựa chọn. Cho tôi lựa chọn cách nào cũng không mang lại kết quả tốt. Ông ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp, tôi dự định sẽ công bố công khai toàn bộ từng phần. Tất cả mọi người đều bật cười. Cách trả lời của Kissinger tưởng như không đúng logic và ngữ pháp, nhưng thực tế là ông đã dùng cách nói không rõ ràng để từ chối trả lời. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên, mới nghe tưởng như ông khẳng định quan điểm của phóng viên, nhưng thực chất là từ chối cả hai sự lựa chọn. Đây chính là sức mạnh của cách nói chung chung không rõ ràng. Ngoài ra, cách nói không rõ ý có lúc còn phát huy tác dụng giúp bạn cố ý tỏ ra không hiểu vấn đề. Ly là một cô gái xinh đẹp, làm việc tại một nhà hàng. Một ngày có vài thanh niên đến nhà hàng và nói với cô là Ly đúng không?
Nghe nói cô rất xinh đẹp nên chúng tôi cố tình đến đây ngắm nhìn cô. Trước sự thiếu lịch sự của các thanh niên, Ly không hề tức giận, chỉ mỉm cười và hỏi. Các anh đến đây ăn cơm. Đừng chỉ nói những lời hoa mỹ, các anh muốn chọn món gì. Đám thanh niên lúc đó không biết phải làm sao, đành bối rối ngồi xuống và chọn món ăn. Trong ví dụ trên, Ly đã giả vờ không hiểu ý. Cách ứng xử của cô đã giúp cô hoàn thành vai trò phục vụ và né tránh được sự trêu chọc của các thanh niên. Từ chối bằng cách đưa ra câu trả lời không liên quan. Đây cũng là một cách hay để từ chối người khác. Khi một ai đó yêu cầu mà bạn không tiện từ chối được, lúc này bạn có thể khéo léo chuyển chủ đề khiến đối phương từ bỏ ý định và không nhắc tới vấn đề đó nữa. Khi người khác mời bạn làm một việc mà bạn không muốn, bạn có thể dùng cách đưa ra những câu trả lời không liên quan để họ hiểu bạn không có hứng thú với lời mời. Một cô gái quen với một chàng trai trong bữa tiệc. Sau một thời gian thì họ yêu nhau. Tuy nhiên, trải qua thời gian, cô gái phát hiện giữa mình và chàng trai không có nhiều điểm hợp nhau nên muốn kết thúc mối quan hệ. Sau một buổi đi xem phim, chàng trai ngỏ lời mời, tuần sau chúng ta đi câu cá nhé. Tuần sau em phải đi làm, không được nghỉ. Vài tuần sau nữa thì sao? Đến lúc đó tính tiếp. Hẹn sớm thế này, nếu lúc đó có thay đổi thì sao? Hơn nữa nếu cuối tuần ra ngoài chơi, sẽ không được nghỉ ngơi, trong khi em đang rất muốn được nghỉ. Đối phương đã lập tức hiểu ý cô gái và không liên hệ với cô nữa. Cách từ chối này thường được áp dụng khi đối phương là bạn tốt hoặc có vị trí cao hơn mình. Việc chuyển chủ đề mặc dù sẽ khiến cho đối phương giận, nhưng đó là điều không thể không làm. Bạn chỉ cần chú ý chuyển chủ đề nói chuyện thật tự nhiên, hợp lý là được. Tìm lý do trì hoãn. Trong công việc, nhiều khi một số nhân viên hay đồng nghiệp sẽ nêu yêu cầu mà bạn không thể chấp nhận. Lúc này bạn có thể tìm lý do trì hoãn. Một nhân viên văn phòng đã đề nghị người quản lý giảm bớt lượng công việc của mình. Người quản lý hiểu rõ đây là việc nhân viên này làm tốt nhất, không thể giao cho người khác, nhưng lại không thể nói trực tiếp là không được. Người quản lý bèn nói, công việc này còn liên quan tới bộ phận khác, tôi không có quyền quyết định giao nó cho người khác. Tôi sẽ báo cáo ý kiến của cô lên cấp trên, để cấp trên thảo luận rồi mới trả lời cô được. Cách trả lời này khiến đối phương hiểu rõ, điều động công việc không phải chuyện đơn giản, cứ muốn là được. Cách từ chối này hiệu quả hơn nhiều so với việc từ chối trực tiếp. Đưa ra điều kiện hà khắc. Có những lúc chúng ta muốn tránh việc gì đó hoặc từ chối việc không muốn thấy, có thể đưa ra những điều kiện hà khắc để đạt được hiệu quả từ chối. Một nhà văn được mời tới diễn thuyết tại một trường đại học vào lúc 1 giờ chiều. Do là mùa hè, trời rất nóng nên sinh viên có thể sẽ mệt mỏi. Nhà văn bước lên bục và nói lớn, trời nóng thế này, nếu mọi người phải nghe tôi nói sẽ rất buồn ngủ, nhưng không sao. Tôi không để ý đâu, các vị có thể yên tâm ngủ. Nhưng tôi có hai yêu cầu mà các vị phải tuân thủ. Thứ nhất là không được gục xuống bàn. Thứ hai là không được ngáy để tránh làm phiền người khác. Lời nói của ông đã khiến cả hội trường bật cười, các sinh viên cũng tỉnh cả ngủ. Bề ngoài của lời nói là thể hiện sự đồng ý, nhưng thực chất là một nghệ thuật từ chối khéo léo. Từ chối là một môn học rất khó trong giao tiếp xã hội. Nó yêu cầu con người phải trải nghiệm nhiều trong thực tế. Chỉ có cách học và nắm chắc nghệ thuật từ chối, bạn mới có thể thành công trong giao tiếp xã hội. Chương 16. Khéo ăn nói khi nhờ người khác giúp đỡ. Không ai có thể tồn tại độc lập trong xã hội. Có một số việc nếu chỉ có một mình sẽ không thể hoàn thành được mà cần sự giúp đỡ của người khác. Do đó, chúng ta không thể tránh việc mở lời xin trợ giúp. Việc này yêu cầu chúng ta phải biết cách ăn nói, ngôn ngữ hay mới có thể lay chuyển người khác, thể hiện ý đồ một cách phù hợp. Mở lời nhờ người khác giúp đỡ cũng là một nghệ thuật. Làm thế nào để người đó vui vẻ giúp đỡ bạn? Việc này yêu cầu bạn phải nắm chắc các kỹ năng tìm hiểu về con người để nâng cao khả năng trong việc thuyết phục người khác. Nắm được đặc điểm tính cách của người mà bạn định nhờ giúp đỡ. Khi người khác làm việc gì đó, trước tiên phải tìm hiểu tính cách của người đó. Đối với một số nhân vật đặc biệt, ví dụ những người quá công minh hoặc kiêu ngạo, muốn người đó giúp đỡ, bạn phải tìm hiểu kỹ đặc điểm tính cách của đối phương để từ đó tạo bước đột phá. Thời chiến quốc, Trương Nghĩa đến nước Sở xây dựng sự nghiệp lúc còn trẻ nhưng không giành được thành tựu gì. Cuộc sống rất khó khăn, một số người có hoàn cảnh giống như ông muốn rời khỏi nước Sở nhưng không có đủ điều kiện vật chất. Trương Nghĩa thấy vậy bèn nghĩ ra một cách kiếm tiền cho mọi người nhằm thu hút sự chú ý của Sở Hoài Vương. Trương Nghĩa đã âm thầm quan sát và cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Sở Hoài Vương rất háo sắc, người được sủng ái nhất bên cạnh ông là Nam Hậu và Trịnh Tụ. Một ngày Trương Nghĩa nói với Sở Hoài Vương, tôi đến nước Sở đã lâu nhưng chẳng có thành tựu gì đáng kể, tôi định tìm tới vận may ở nước Phổ, không biết ý đại vương thế nào. Sở Hoài Vương vốn không thích Trương Nghĩa, nghe ông nói như thế bèn lạnh lùng đáp, tùy ông thôi.
Trương Nghĩa nói, đại vương ông thích gì ở nước Phổ để tôi mang về, không cần gì cả. Sở Hoài Vương lạnh nhạt, Trương Nghĩa sớm biết Sở Hoài Vương là người háo sắc nên cố tình nói, vậy mỹ nữ thì sao, đại vương nhất định sẽ thích. Sở Hoài Vương sáng mắt, chuyện này ta quên mất, may mà ông đã nhắc tới, ta cho ông một khoản tiền, hãy mang vài cô gái đẹp về đây. Sau khi nhận tiền xong, Trương Nghĩa cố tình truyền tin này ra ngoài, không lâu sau, sự việc đến tai Nam Hậu và Trịnh Tụ. Hai người đã rất lo sợ khi nghe thông tin này, bèn sai người đến chỗ Trương Nghĩa và nói với ông, chúng tôi nghe nói ngài định tới nước Phổ mua đặc sản nên tặng ngài chút tiền coi như là lộ phí. Như vậy Trương Nghĩa đã kiếm được không ít tiền. Trương Nghĩa đã nắm được cái đặc điểm háo sắc của Sở Hoài Vương, lại lợi dụng được tâm lý của Nam Hậu và Trịnh Tụ. Một mũi tên trúng hai đích, ông đã kiếm được một khoản tiền rất lớn. Thăm dò đối phương qua lời nói, sắc mặt. Có câu nói ra cửa xem sắc trời, vào nhà xem sắc mặt. Xem sắc trời có thể là xem thời tiết nóng hay lạnh, còn xem sắc mặt là quan sát tâm trạng, cảm xúc của người khác. Biết cách thăm dò thái độ qua lời nói, sắc mặt sẽ giúp bạn hiểu tâm lý của đối phương, là cơ sở quan trọng khi muốn nhờ ai đó giúp đỡ. Quan sát người khác, đầu tiên phải chú ý tới sắc mặt. Các tâm trạng hỉ, nộ, ái ố rất dễ được biểu lộ qua khuôn mặt. Cũng phải chú ý đến những thông tin được truyền đạt qua hành động cơ thể. Ví dụ, một người hơi cúi về phía trước thể hiện người đó sắp từ chối một việc gì đó. Còn nếu một người cúi đầu im lặng bước đi, họ có thể vừa trải qua thất bại. Một người ngẩng cao đầu bước đi khoan thai thể hiện sự tự tin. Còn khi cười tủm tỉm, có thể người đó đang có chuyện vui. Đương nhiên, khi tìm hiểu về đối tượng, không chỉ dừng lại ở quan sát bên ngoài, mà còn phải đi sâu vào lời nói, hành động, như vậy mới có thể thành công. Sau đây là một câu chuyện của Đại Thái Giám Lý Liên Anh. Một ngày, Từ Hy Thái Hậu xuất cung. Khi đi qua phủ Lý Liên Anh, thì nhìn thấy trên cửa có tấm bảng với dòng chữ Tổng Quản Lý Phủ. Từ Hy tỏ nét mặt không vui, Lý Liên Anh thấy sắc mặt Thái Hậu, trong lòng ông hiểu rõ. Mặc dù mình là Thái Giám Tổng Quản, nhưng tấm biển đó có phần khoa trương. Nếu một ngày nào đó Từ Hy Thái Hậu không vui, dùng việc này gây rắc rối cho ông, sợ rằng ông sẽ bị nguy hiểm. Lý Liên Anh đợi khi Thái Hậu hồi cung mới lập tức quay về nhà gỡ tấm biển xuống và xóa dòng chữ đi. Sau đó ông vào cung gặp Từ Hy và nói, do nô tài không thường ở nhà, người nhà không biết nên treo tấm biển Tổng Phủ, Tổng Quản Lý Phủ lên trước cửa. Nô tài vừa về và tháo tấm biển đó xuống xóa dòng chữ đi. Từ Hy Thái Hậu vốn trong lòng không vui, muốn nhân chuyện này trách mắng Lý Liên Anh, nhưng nghe ông nói vậy, Thái Hậu không trách nữa và cũng không truy cứu thêm về chuyện này. Cho dù lịch sử đánh giá Lý Liên Anh như thế nào, nhưng câu chuyện này đã cho thấy ông là một người rất giỏi thăm dò thái độ của người khác thông qua sắc mặt. Khi nhờ người khác giúp đỡ, bạn phải chú ý một số điểm sau. Kịp thời nắm bắt nhu cầu tâm lý và tình cảm của đối phương. Ví dụ, khi đối phương đang nói chuyện với bạn mà không ngừng xem đồng hồ, điều đó chứng tỏ họ đang có việc bận. Trong tình huống này, bạn không nên nói ra yêu cầu của mình. Nếu đối phương nhiệt tình nói, xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận, nhưng vẫn còn thời gian, anh cứ nói đi. Lúc này, bất luận đối phương có nhiệt tình như thế nào, bạn cũng không nên nói ra, hãy chủ động cáo từ. Nếu bạn không hiểu rõ tâm lý của đối phương thì hãy chờ đến khi thời cơ thích hợp, nhanh chóng và quyết đoán nói ra vấn đề của mình để đạt được mục đích, tránh bỏ lỡ thời cơ vì do dự. Trong khi thăm dò thái độ của đối phương, không nên phạm vào những điều mà họ cấm kỵ, nếu không chuyện đơn giản sẽ trở nên rất khó giải quyết. Đối với những người cởi mở, thích giao tiếp thì cho dù phải tiếp xúc với người lạ cũng không có vấn đề gì. Nhưng với những người có tính cách hướng nội thì rất dễ gây ảnh hưởng không tốt. Do đó, khi gặp những người hướng nội, nên nói chuyện trong không gian yên tĩnh mới dễ dàng đạt mục đích thuyết phục. Khi nhờ người khác giúp đỡ, tuyệt đối không nên chỉ nói đến việc của mình và nói những từ như xin hãy giúp đỡ, như vậy sẽ vô tình tạo ra áp lực. Sử dụng lời nói khích bác thay vì nhờ vả trực tiếp. Khi nhờ người khác giúp đỡ, nếu khó có thể trực tiếp nói ra lời nhờ vả và đối phương là người tương đối thẳng tính, bạn có thể cân nhắc tới việc sử dụng phương pháp khích bác để khiến người đó bị kích động và tự nguyện giúp bạn. Phương pháp này yêu cầu bạn phải nắm được đặc điểm tính cách của đối phương, khiến đối phương bị kích động bằng những yếu tố bên ngoài và có hành động theo đúng mong muốn của bạn, từ đó giúp bạn đạt mục tiêu. Khi sử dụng phương pháp khích bác, bạn nhất định phải nhìn rõ đối phương, căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định cách thức. Phương pháp này không thích hợp cho những người có tính cách mềm yếu, do đó nhất định phải tìm đúng người, không được thực hiện một cách mù quáng. Kích thích bằng cách nói ngược. Cố tình đưa ra thông tin ngược để thể hiện sự suy nghĩ của mình, khiến đối phương có phản ứng bị kích động. Hãy xem câu chuyện sau đây, tổng giám đốc của một công ty nước ngoài thảo luận về hợp đồng thuê đất.
với lãnh đạo địa phương. Do điều kiện công ty đưa ra quá thấp nên địa phương không thể chấp nhận và muốn phía công ty phải nhượng bộ. Lãnh đạo địa phương nói tầm ảnh hưởng của ngài tổng giám đốc lớn hơn nhiều so với chúng tôi. Mặc dù rất khâm phục nhưng chúng tôi buộc phải thu đất về và chấm dứt hợp đồng. Tổng giám đốc, vậy được, tôi tăng giá thuê lên gấp rưỡi. Không được, theo tính toán của chúng tôi phải tăng lên gấp đôi mới hợp lý. Được, về nguyên tắc chúng tôi đồng ý. Vì lãnh đạo địa phương này đã rất khéo léo sử dụng phương pháp khích bác với chiến thuật lùi để tấn công và đã được mục đích như mong muốn. Khích bằng ngôn ngữ ám thị. Trước tiên phải dùng lời khen để đạt mục đích, tạo áp lực và tác động vào tâm lý người mình đang nhờ cậy, khiến người đó có quyết tâm. Gia Cát Lượng đã dùng chính cách này để thuyết phục Tôn Quyền cùng liên minh đánh Tào Tháo. Khi thuyết phục Tôn Quyền, Gia Cát Lượng trước thì nói khích, sau mới khuyên nhủ. Tôn Quyền vốn sợ quân Tào nhiều, lại được Khổng Minh phóng đại là bên Tào Tháo binh nhiều tướng giỏi. Khuyên Tôn Quyền đừng đánh mà hãy sớm ngoảnh mặt về phía Bắc đầu hàng. Bị kích động, Tôn Quyền đã đồng ý, hạ quyết tâm liên minh với Lưu Bị và Gia Cát Lượng để chống lại Tào Tháo. Ai cũng hy vọng mình được tôn trọng. Nếu bạn khen một người thứ ba trước mặt ai đó, đương nhiên sẽ khiến người đó bị kích động và có thể hành động thể hiện mình. Kỹ năng bắt nọn và bắt lời nói. Mở lời nhờ người khác giúp đỡ là một chuyện khó, nhưng nếu nắm chắc kỹ năng, chuyện khó sẽ biến thành dễ. Bạn có thể dùng lời nói đổi lấy một cách thật từ đối phương, thậm chí còn có thể trực tiếp khiến đối phương đáp ứng yêu cầu của bạn. Đó chính là sức mạnh của lời nói. Có thể dùng lời nói để đổi lấy lời nói, dùng lời nói đổi lấy lợi ích. Lời giả đổi lấy lời thật. Thẳng thắn, thật thà là một tiêu chuẩn đạo đức cơ bản, nhưng làm việc gì cũng thẳng và thật quá thì chưa chắc đã tốt, đặc biệt là trong một số tình huống nhạy cảm. Lời nói thật của bạn chưa chắc đã đổi lại lời nói thật của đối phương. Lúc này bạn cần đưa ra lời nói với thông tin giả để đổi lấy lời nói thật. Cảnh sát bắt một nghi phạm giết người, nhưng anh ta không thừa nhận mình có mặt ở hiện trường vào ngày xảy ra sự việc. Anh ta cho biết mình ở biển, rất muộn mới quay về. Cảnh sát hỏi hôm đó anh đi ra biển lúc mấy giờ. Nghi phạm trả lời, do trời nóng quá nên 6 giờ sáng tôi đi và tới tận 7 giờ tối mới về. Cảnh sát lại hỏi, anh tới biển sớm như vậy nhất định nhìn thấy rất là nhiều cá heo trên bãi cát. Hôm đó thời sự đưa tin có rất nhiều cá heo bị mắc cạn. Đúng vậy, tôi có nhìn thấy, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cá heo. Lúc này cảnh sát mới nói, vào ngày xảy ra vụ án không hề có cá heo mắc cạn trên bãi biển. Nghi phạm biết mình mắc bẫy nên cúi đầu nhận tội. Cách làm này thường được cảnh sát sử dụng khi thẩm vấn tội phạm. Mặc dù nó không liên quan mấy tới việc nhờ người khác giúp đỡ, nhưng kỹ năng này cũng có thể dùng trong việc đó. Chỉ cần bạn biết sử dụng một cách linh hoạt, bạn sẽ có được đáp án như mong muốn và thuận lợi hoàn thành công việc của mình. Sử dụng lời nói hài hước. Các chủ đề nhẹ nhàng, hài hước thường mang lại cảm giác vui vẻ. Những chủ đề quan trọng, nghiêm túc thì sẽ gây không khí căng thẳng. Nếu có thể, hãy nói về chủ đề nghiêm túc với lời nói hài hước. Như vậy đối phương sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của bạn. Một cô gái làm việc rất tốt, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty. Ông chủ nói với cô làm tốt lắm, tôi sẽ không quên công lao của cô đâu. Cô gái cười và nói, tôi nghĩ ông nên chuyển câu nói này vào khoản lương của tôi. Ông chủ ngay lập tức vui vẻ đồng ý, được, nhất định là như vậy. Không lâu sau, cô gái đã được tăng lương. Khi được cấp trên khen ngợi, cô gái trong câu chuyện đã khéo léo đề cập tới một vấn đề nghiêm túc là tăng lương bằng cách nói hài hước của mình. Tất nhiên ông chủ đã vui vẻ đồng ý, đây chính là sức mạnh của sự hài hước. Tạo cơ hội cho đối phương mở lời trước. Có những việc không tiện trực tiếp nói ra, nếu lúc này bạn có thể khéo léo khiến đối phương mở lời trước thì sẽ dễ được chấp nhận hơn nhiều. Do đối phương đề cập đến chuyện bạn muốn nói trước, bạn có thể căn cứ theo tình hình thực tế để tùy cơ ứng biến và nêu ra yêu cầu của mình. Như vậy sẽ dễ dàng đạt được mục đích. Dương cho Nhất vay tiền để làm ăn, nhưng thật không ngờ vài ngày sau Nhất bị tai nạn qua đời. Lúc này Dương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu đòi tiền sẽ gây khó khăn cho người nhà của Nhất, còn nếu không nhắc đến chuyện đó thì khó lấy lại tiền. Sau khi suy nghĩ, Dương quyết định nói với vợ Nhất, thật không ngờ anh Nhất lại ra đi sớm như vậy, sự hợp tác giữa chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Hay là thế này, các mối quan hệ của chồng chắc chị cũng biết, chị hãy tiếp tục theo đuổi công việc kinh doanh của anh ấy, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, dù khó khăn như thế nào cũng không sao. Vợ Nhất đã an ủi lại Dương, sự cố lần này đã gây thiệt hại cho anh, tôi cũng không thể tiếp tục công việc đó, anh lấy lại tiền và tìm cơ hội khác. Trong lời nói của mình, Dương đã khéo léo tạo cơ hội để vợ Nhất đề cập trước tới vấn đề anh đang muốn nói. Và đương nhiên anh đã đạt được mục đích lấy lại tiền của mình. Sử dụng đúng phương pháp với từng kiểu người. Xã hội này rất phức tạp, loài người nào cũng có.
Những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội còn ít kinh nghiệm sống, do đó khi nhờ người khác giúp đỡ, nhất định phải tìm hiểu tính cách của người đó. Với mỗi loại người khác nhau thì cần sử dụng những phương pháp nói chuyện khéo léo khác nhau. Người cứng nhắc, máy móc. Trong cuộc sống thường có những người rất lạnh nhạt với người khác và không bao giờ chú ý tới điều bạn nói. Tuy nhiên, có lúc bạn sẽ phải nhờ họ giúp đỡ, vậy thì phải làm như thế nào? Về mặt hình thức, cho dù đối phương có đối xử với bạn như thế nào, bạn đều có thể có cách đáp trả tương ứng. Nhưng cách nghĩ này là không đúng. Đầu tiên, bạn có việc cần nhờ họ giúp đỡ, chứ không cần bạn. Tiếp đó, sự cứng nhắc chỉ là đặc điểm tính cách của họ, chứ không phải là họ cố ý làm như vậy vì có thành kiến với bạn. Vì thế, bạn không cần phải tính toán quá nhiều, không nên sử dụng cảm nhận chủ quan của bản thân để đánh giá đối phương, nếu không sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ. Mặc dù những người cứng nhắc, lạnh lùng, không có nhiều sở thích và hứng thú, càng không thích giao tiếp với người khác, nhưng là một kiểu người sống trong xã hội, họ vẫn có điều cần phải quan tâm, chỉ là họ khiến cho người ngoài cảm thấy khó hiểu. Vì thế, khi giao tiếp với kiểu người này, bạn không thể tỏ ra lạnh nhạt, hãy nhiệt tình, tỉ mỉ quan sát hành động của họ, tìm ra điều khiến họ quan tâm từ trong lời nói và hành động. Hãy cố gắng hết sức để tìm họ hiểu họ. Một khi chủ đề trò chuyện đề cập tới vấn đề đối phương quan tâm, họ có thể sẽ thể hiện sự nhiệt tình và không tỏ ra cứng nhắc, khô khan nữa. Lúc ấy hãy nêu ra yêu cầu, bạn rất dễ được chấp nhận. Kiểu người ngạo mạn, vô lễ. Trong xã hội có rất nhiều người ngạo mạn, họ luôn cho mình là nhất, không coi ai ra gì. Giao tiếp với kiểu người này thực sự là một việc không vui, nhưng nếu bạn có việc cần thiết và buộc phải tiếp xúc với họ, vậy thì nên làm như thế nào? Có một số ý kiến cho rằng, với loại người kiểu kiêu căng ngạo mạn phải cố gắng để vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Họ càng tỏ ra kiêu căng, bạn càng phải cố ý tỏ ra không cần họ. Đương nhiên, để tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên, cách làm này dùng càng ít càng tốt. Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ và nhận ra rằng, bằng những cách thích hợp, bạn khiến người kiêu căng phải công nhận bạn, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Sau đây là một số kỹ năng có thể tham khảo. Hạn chế tối thiểu thời gian tiếp xúc. Hãy thể hiện ý kiến, thái độ và yêu cầu của mình chỉ trong một lần nói. Như vậy, đối phương sẽ không có cơ hội thể hiện sự ngạo mạn và không thể không suy nghĩ về vấn đề bạn nêu ra. Ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc. Hãy trình bày yêu cầu và vấn đề của bạn một cách ngắn gọn nhất. Khi tiếp xúc với loại người này, nhất định phải cẩn thận. Thận trọng, không nên tỏ ra quá nhiệt tình, nói năng tùy tiện. Do bạn không hiểu rõ đối phương nên nếu nói nhiều sẽ có thể đồng chạm, khiến họ không vui. Kiểu người qua loa, đại khái. Kiểu người này có phản ứng rất nhanh. Khi nhờ họ giúp đỡ, họ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định ngay, cả khi bạn chưa nói rõ ý của mình, khiến bạn nghi ngờ không biết họ có hiểu bạn không. Khi nhờ người có tính cách qua loa đại khái giúp đỡ, tốt nhất bạn nên chia nhỏ thành nhiều bước và nói từng bước một. Mỗi khi nói xong một điều, nên hỏi ý kiến của họ ngay, phải làm rõ vấn đề trước khi tiếp tục. Như vậy mới không ra hiểu nhầm, không gây ra hiểu nhầm, tránh được những rắc rối không cần thiết. Kiểu người ích kỷ, trong cuộc sống có rất là nhiều người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình. Chuyện gì họ cũng có thể đặt lợi ích của bản thân lên trước, không chịu hoặc không muốn hy sinh vì người khác đâu. Người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình nên rất chú ý tới lợi ích cá nhân, do đó họ luôn tính toán thiệt hơn. Cách tốt nhất để nhờ người ích kỷ giúp đỡ là dùng lợi ích làm động lực cho họ, khiến họ chấp nhận. Kiểu người nóng vội. Kiểu người này thường không cân nhắc trước khi làm việc gì đó. Họ có suy nghĩ đơn giản, nếu thích thì họ sẽ rất nhiệt tình. Ưu điểm của kiểu người này là không quá tính toán, thẳng thắn, nhưng nhược điểm là không biết nghĩ cho người khác. Chính vì thế mà người nóng vội dễ gây mất lòng và cũng dễ bị mất lòng. Khi người gì nói nóng vội giúp đỡ, không cần phải trình bày nhiều, có gì nói nấy là được. Nếu có mối quan hệ tốt, có việc bạn cần họ giúp, nếu làm được họ sẽ không bao giờ bàng quan. Để công việc của mình được thuận lợi, thành công, bạn phải nắm chắc được đặc điểm của đối phương. Với mỗi loại người khác nhau có những cách làm khác nhau. Kiên trì không bỏ cuộc khi chưa đạt mục đích. Phương pháp này chính là dùng hình thức tiêu cực để đạt hiệu quả tích cực. Thể hiện quyết tâm không bỏ cuộc khi chưa đạt mục đích để gây áp lực cho đối phương, gia tăng cơ hội tiếp xúc, thể hiện rõ thái độ, tình cảm và suy nghĩ của bản thân để làm ảnh hưởng tới đối phương, khiến họ chấp nhận giúp đỡ bạn. Một số người có lòng tự trọng cao, khi nhờ người khác giúp đỡ mà bị từ chối một, hai lần thì không dám đề cập đến nữa. Thực ra trong một số trường hợp nên sử dụng chiến thuật chai lì để nhận được sự giúp đỡ. Do đó khi người khác giúp đỡ, da mặt phải dày một chút, chỉ cần một tia hy vọng cũng phải cố gắng đến cùng mới có thể đạt được mục đích. Nhìn từ góc độ khác, việc chiếm lĩnh thời gian cũng là một vũ khí hữu dụng khi nhờ vả người khác.
Thời gian đối với ai cũng đều rất quý giá nên không ai muốn lãng phí. Vì thế nếu có đủ sự nhẫn lại, bạn chắc chắn sẽ làm được việc của mình. Tuy nhiên cách làm này không phải áp dụng được với mọi đối tượng, cần phải nắm vững một số điều sau. Phải có đủ kiên nhẫn. Kiên nhẫn là tiền đề và cũng là cơ sở của phương pháp chai lì. Khi xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tìm kiếm sự giúp đỡ, nếu phản ứng tiêu cực sẽ mang lại kết quả không tốt và không có lợi cho việc giải quyết vấn đề, bạn nên giữ thái độ kiên nhẫn, dùng lý trí tự khống chế mình. Chỉ có nhẫn nại mới có thể thành công, cho dù phải tốn thời gian cũng không tiếc. Chọn thời cơ hành động. Hãy sử dụng những hành động tích cực để tác động tới đối phương, khiến sự việc chuyển biến theo hướng tốt khi nhờ người khác giúp việc gì đó. Ai giỏi chọn thời cơ, người đó sẽ chiến thắng. Tận dụng quan hệ đồng hương để tạo ra thành công. Khi ở một vùng đất lạ, nghe thấy ai đó nói đến từ đồng hương, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy rất là gần gũi, thân thiết. Chính vì thế, đồng hương là một kiểu tình bạn đặc biệt. Trong môi trường xã hội phức tạp và nhiều áp lực như ngày nay, nhờ đồng hương giúp đỡ dễ hơn nhiều so với nhờ vả người xa lạ. Giữa đồng hương luôn có sự tin tưởng lẫn nhau. Ông Lưu là người huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo lời kêu gọi đi xây dựng vùng kinh tế mới, ông và bố mình chuyển đến Điện Biên và định cư luôn ở đây. Sau đó, ông Lưu không quay về Thái Bình nữa. Sau cải cách mở cửa, trải qua quá trình cố gắng, ông Lưu đã trở thành một thương gia có tiếng. Tuổi càng cao, ông càng muốn về thăm quê hương, nhưng do công việc bận rộn nên ông không có thời gian. Lúc này, chính quyền nơi quê hương ông Lưu muốn mở một xưởng gia công, cần vốn đầu tư, một cán bộ được cử đến gặp ông Lưu với hy vọng được ông giúp đỡ. Hai người là bạn, khi còn nhỏ vừa gặp nhau họ đã nói đến chuyện quê hương thay đổi như thế nào, phát triển ra sao. Việc này đã khiến ông Lưu nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp thời thơ ấu, nhớ quê nhà, nhớ ông bà và nhớ bạn cũ. Hai người đã ôm lại kỷ niệm trong suốt vài giờ đồng hồ, nhưng người cán bộ vẫn không hề nói chuyện xin góp vốn. Cuối cùng ông Lưu đã chủ động gợi ý việc giúp đỡ quê hương và chấp nhận yêu cầu đóng góp đầu tư cho quê hương mình. Từ đó có thể thấy, khi sử dụng mối quan hệ đồng hương để nhờ giúp đỡ, kỹ năng quan trọng nhất vẫn phải nắm được là chữ tình. Chú ý ngôn ngữ khi nhờ người khác giúp đỡ. Khi nhờ người khác giúp một việc gì đó, nhất định phải chú ý lời nói chừng mực. Phải biết điều gì nên nói và không nên nói. Nếu lời nói của bạn khiến đối phương không hài lòng, điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công việc. Một lần, hai sinh viên mới tốt nghiệp đến xin việc tại một siêu thị. Sau khi tìm hiểu lý lịch hai người, quản lý siêu thị tỏ ra rất hài lòng. Sau đó, một nhân viên mặc áo sơ mi trắng đã đưa họ đi làm quen với siêu thị. Ba người đến khu vực bán hàng, không khí rất ồn ào. Người mặc áo trắng giới thiệu công việc. Những người mặc áo vàng là nhân viên bán thời gian. Những người mặc áo đỏ là nhân viên chính thức. Hai người gật đầu. Lúc này một trong hai sinh viên hỏi, anh không mặc áo vàng cũng không mặc áo đỏ. Vậy anh là lãnh đạo đúng không? Người mặc áo trắng chững lại trong vài giây rồi trả lời, tôi là đầu bếp. Khi chưa hiểu rõ về tình hình, nếu tùy tiện đưa ra câu hỏi hoặc có phát ngôn không đúng sẽ gây ra sự phản cảm. Chính vì thế, khi nhờ người khác giúp đỡ, không nên nói bừa, nhất định phải chú ý lời nói. Ngoài ra còn một số điều cấm kỵ khác. Không tiết lộ chuyện riêng của người khác. Ai cũng có những chuyện không muốn nói cho người ngoài biết. Nếu bạn vô tình phát hiện ra bí mật của ai đó, đừng nói ra bởi điều đó không có lợi cho công việc của bạn. Không tiết lộ điều cơ mật. Nếu người bạn định nhờ giúp đỡ có bí mật mà bạn vô tình biết được, tuyệt đối không được tiết lộ. Nếu không, bạn sẽ không có hy vọng được giúp đỡ. Nói ít khi gặp người lạ. Khi nhờ vả người khác, không nên can thiệp vào công việc của họ. Cũng không nên nêu ý kiến bừa bãi, nhất là với những người bạn chưa hiểu rõ. Nếu lời nói của bạn giúp đỡ người khác thì không sao, nhưng nếu ý kiến của bạn khiến người khác bị tổn thất thì bạn sẽ gặp thất bại và bất lợi. Xin sự trợ giúp là một môn học bắt buộc, cho dù bạn là người như thế nào, bạn chỉ có thể tồn tại khi được người khác giúp đỡ và khi có khả năng giúp đỡ người khác. Vì thế nhất định phải nắm vững các kỹ năng khi tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi nó sẽ có tác dụng rất lớn giúp bạn thành công trong giao tiếp xã hội. Chương 17. Nghệ thuật thuyết phục. Thuyết phục chính là vận dụng kỹ năng ngôn ngữ tác động vào tâm lý của đối phương, khiến người đó thay đổi thái độ và hành vi theo hướng bạn muốn. Trong xã hội ngày nay, khi chúng ta có ý kiến khác với người khác để hoàn thành công việc hoặc để người khác công nhận và giúp đỡ, chúng ta phải học cách thuyết phục đối phương để tìm được kết quả như mong muốn. Đặt mình vào địa vị đối phương và thuyết phục bằng cả tấm lòng. Nếu muốn thuyết phục người khác về chuyện gì đó, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương, mà hãy đặt mình vào vị trí của họ. Tìm hiểu suy nghĩ của người đó rồi điều chỉnh thái độ và cách nói của mình, tìm ra điểm chung giữa hai bên, như vậy lời thuyết phục mới có sức mạnh. Nhân vật trong câu chuyện sau đây là một nhân viên bán nhà đất. Nhờ vào việc đứng trên lập trường của khách hàng để suy nghĩ vấn đề, cuối cùng ông đã thuyết phục được khách mua nhà. Dưới sự điều hành của tổng giám đốc Jack, lợi nhuận của công ty mỹ phẩm đạt tới 40 triệu đô la Mỹ một năm.
Thành tựu này khiến tổng giám đốc Jack rất hài lòng. Tuy nhiên, công ty phải đi thuê văn phòng. Do đó, ông muốn có một văn phòng riêng của mình. Lúc này, Joe Major là một người bạn cũ của Jack, là nhân viên nhà đất tới tìm Jack và gợi ý cho ông mua nhà. Jack suy nghĩ một lát rồi trả lời, đúng là năm nay tôi cũng muốn mua nhà. Tôi hy vọng mua được một căn nhà gần giống với căn này. Có thể nhìn thấy tàu bè đi lại trên sông, lại ở gần trung tâm. Ông có thể tìm giúp tôi không? Joe Major nghe thấy vậy rất vui, có tới hai căn nhà phù hợp với yêu cầu của Jack. Căn thứ nhất nằm ở tòa nhà gần công ty Jack. Căn này chính là căn nhà cũ mà Jack đang sử dụng. Nhưng đáng tiếc là căn hộ ở tòa nhà gần công ty đã có người mua rồi. Do đó, Joe Major đề nghị Jack mua lại ngôi nhà mình đang thuê làm văn phòng. Ban đầu, Jack cũng không có suy nghĩ sẽ mua lại căn nhà cũ này, bởi vì các nhân viên của ông đều chủ trương dọn đi nơi khác. Nhưng Joe đã phát hiện ra Jack vẫn lưu luyến nơi này. Ông không nói gì, Jack cũng ngừng lại, không nói gì thêm. Hai người cùng ngồi xuống và nhìn ra cửa sổ. Jack rất thích khung cảnh và mọi thứ ở nơi đây. Joe Major không hổ danh là một nhân viên ưu tú. Lúc này ông mở lời, khi anh mới tới New York, văn phòng của anh ở đâu? Anh thành lập công ty ở đâu? Jack không trả lời, hai người im lặng trong khoảng 5 phút. Cuối cùng, Jack cũng vui vẻ nói, hầu hết các nhân viên của tôi đều chủ trương dọn đi nơi khác, nhưng đây là nơi khởi đầu. Có thể nói chúng tôi đã sinh ra và lớn lên tại đây. Chúng tôi nên ở lại nơi này. Như vậy, Jack đã quyết định mua lại ngôi nhà cũ này. Đặt mình vào vị trí người khác, đứng ở góc độ đối phương để suy nghĩ vấn đề, tìm hiểu tâm lý và nhu cầu, hiểu được sự khó khăn của người đó. Cách thuyết phục này rất dễ được chấp nhận. Thuyết phục bằng ngôn ngữ ám thị. Đây là một cách thuyết phục rất đặc biệt, khéo léo, phát ra thông tin chỉ thị cho đối phương, tác động vào tâm lý của người đó, khiến họ chấp nhận ý kiến của bạn hoặc thay đổi hành động. Muốn thuyết phục người khác chấp nhận quan điểm hoặc làm theo suy nghĩ của bạn, nếu nói trực tiếp sẽ rất khó hiệu quả. Nhưng nếu có thể dùng ngôn ngữ ám thị thì sẽ rất dễ thành công. Khi thuyết phục người khác chấp nhận một việc không dễ làm, nếu đối phương từ chối, chúng ta có thể kể một câu chuyện nhỏ để thuyết phục họ. Một công ty nước ngoài ra thêm một loạt quy định mới nhằm tăng cường quản lý nhân viên và nâng cao hiệu quả công việc. Một nhân viên mới đến được giao nhiệm vụ phụ trách triển khai việc này. Người nhân viên này cho rằng mình làm việc rất chăm chỉ, nhưng công việc được giao sẽ khiến anh bị mất lòng mọi người. Nếu như vậy, công việc sau này sẽ rất khó phát triển. Tổng giám đốc đã kể cho anh nghe một câu chuyện. Một đạo diễn đi khắp nơi tìm diễn viên thích hợp cho bộ phim mới của ông ta. Một ngày ông phát hiện ra một người phù hợp, ông bèn thông báo cho người đó chuẩn bị thử vai. Người này rất vui nên đã đi cắt tóc. Khi soi gương, nhận thấy hai chiếc răng khểnh của mình không đẹp nên tiếp tục đến nha sĩ chỉnh lại răng. Sau đó, khi đi thử vai, người đạo diễn đã thất vọng nói, xin lỗi những thứ quý giá cô đã bỏ hết đi rồi, bộ phim này không cần cô nữa. Vị giám đốc dùng câu chuyện để nói lên rằng, giữ nguyên tắc, làm việc chăm chỉ, chính là phẩm chất quý giá nhất mà người nhân viên cần phải có. Sau khi nghe xong, anh đã vui vẻ nhận nhiệm vụ. Cách thuyết phục này thường mang lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt là với những người trẻ tuổi mới đi làm, có lòng tự trọng cao, không chấp nhận những lời phê bình trực tiếp. Do đó, cách thuyết phục ám thị này rất dễ áp dụng và có hiệu quả đối với họ. Do yêu cầu công việc nên cơ quan nọ tuyển dụng rất nhiều nhân viên trẻ tuổi và sắp xếp cho họ tại khu tập thể của cơ quan. Do còn trẻ nên buổi tối họ thường đi ngủ rất muộn, thậm chí còn mở nhạc hoặc to tiếng nói cười. Trong khu tập thể còn có cả một số người lớn tuổi. Do việc nghỉ ngơi bị ảnh hưởng nên họ đã báo cáo lên lãnh đạo cơ quan. Vị lãnh đạo trong một buổi trò chuyện với các nhân viên trẻ đã kể lại một câu chuyện. Có một người đã lớn tuổi và mắc bệnh khó ngủ. Trong khi đó, căn hộ phía trên là chỗ ở của một nam thanh niên hay làm ca đêm. Mỗi khi tan ca trở về già, cậu thường ngồi trên giường, cởi giày và quăng xuống sàn. Mỗi lúc như vậy, người đàn ông tầng dưới lại bị đánh thức. Ông quyết định góp ý với người thanh niên. Tối hôm đó, khi tan ca trở về, theo thói quen, ông quăng một chiếc giày xuống sàn thì chợt nhớ tới lời của người hàng xóm tầng dưới. Vì thế anh nhẹ nhàng để chiếc thứ hai xuống. Sáng hôm sau, người đàn ông tầng dưới trách anh thanh niên, cậu ném hai chiếc giày một lúc, tôi còn ngủ lại được. Cậu để lại một chiếc không ném, hại tôi phải chờ đợi cả đêm để biết cậu ném chiếc thứ hai vào lúc nào. Nghe xong câu chuyện, các nhân viên trẻ đều bật cười, nhưng họ cũng đồng thời hiểu ra hàm ý đó. Về sau, họ đã thay đổi cách sinh hoạt để không làm ảnh hưởng tới người khác. Từ hai ví dụ trên có thể thấy, việc khéo léo sử dụng ngôn ngữ ám thị sẽ mang lại hiệu quả cao trong thuyết phục, khiến người khác vui vẻ tiếp nhận ý kiến và thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Thuyết phục bằng lời nói đi đôi với hành động. Không ai muốn nghe những lời nói sáo rỗng. Chỉ có thực tế mới chứng minh cho lời nói. Nếu dùng kinh nghiệm thực tế của bản thân để thuyết phục người khác thì sẽ dễ đạt được mục đích, bởi hoàn cảnh thực tế của bạn là bằng chứng tốt nhất. Trong một thời gian
giới chủ xí nghiệp tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã áp lực khám người để tránh tình trạng công nhân ăn trộm trong nhà xưởng. Một thị trưởng thành phố sau khi lên nhậm chức đã có ý định sẽ hủy bỏ luật này. Tuy nhiên, việc này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các chủ xí nghiệp. Do đó, thị trưởng thành phố đã tới gặp ông chủ một nhà máy. Vừa gặp thị trưởng, ông chủ đã nói, thị trưởng muốn tôi bỏ luật khám người ư? Ngài không giỏi làm ăn như chúng tôi, mặc dù có luật khám người rồi mà chúng tôi vẫn bị mất đồ liên tục. Nếu bây giờ bỏ luật thì phải làm sao? Thị trưởng biết ý kiến của mình không được chấp nhận nên nói về việc làm ăn thì tôi không bằng ông, nhưng về việc quản lý người thì ông không bằng tôi. Tôi đã từng chỉ huy hàng chục nghìn quân trong cách mạng. Ông nói xem, tôi có phải là người có kinh nghiệm hay không? Đương nhiên, ngài rất có kinh nghiệm, vậy tôi cho ông một lời khuyên về vấn đề này được không? Thị trưởng nói tiếp, tôi đã từng làm công nhân ở Pháp, nhà máy ở đó to hơn ở đây nhiều. Ông chủ cũng rất hà khắc. Khi hết giờ làm, họ khám người công nhân từ đầu đến chân, không để lọt dù là một chiếc kim. Nhưng kết quả thì sao? Đồ vẫn mất như thường. Tại sao? Bởi vì giới chủ ở đó chỉ quan tâm đến mình chứ không quan tâm đến công nhân. Chỉ coi họ là công cụ kiếm tiền. Tiền lương của công nhân thấp, trong khi phải làm nhiều giờ liền nên cuộc sống của họ vô cùng khó khăn. Ông nghĩ xem họ có đồng lòng với ông chủ không? Bây giờ giải phóng rồi, chính phủ cũng quan tâm ủng hộ các ông. Chỉ cần các ông quan tâm tới lợi ích của công nhân, nâng cao chế độ đãi ngộ, coi họ như anh em, có khó khăn cùng bàn bạc để giải quyết, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ không bị mất đồ nữa, mà hiệu suất làm việc của công nhân cũng sẽ được nâng cao. Người chủ nhà máy thấy thị trưởng nói cũng có lý, nên quyết định xóa bỏ luật khám người. Kết quả người chủ phát hiện trong nhà máy không những không bị mất đồ nữa, mà hiệu suất làm việc của công nhân cũng tăng lên. Hầu hết mọi người đều tin vào thực tế, nhất là những thực tế trước mắt. Do đó, việc thuyết phục bằng lời nói đi đôi với hành động thực tế rất có hiệu quả. Tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi một chuyện khác. Những năm 80 của thế kỷ 20, TV là món đồ rất quý giá với mọi người. Có một lần, Trịnh cố gắng mua được một chiếc TV màn hình phẳng đắt giá. Ở thời đó, loại TV này rất cực hiếm. Trịnh quyết định để chiếc TV đó ở nhà bố mẹ. Con trai của Trịnh rất không vui và hỏi bố, tại sao không để TV ở nhà mình, con cũng thích xem. Trịnh hài hước nói với con trai, chúng ta còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội xem TV, thậm chí còn có thể được xem những dòng TV cao cấp khác. Thế nhưng ông bà thì không như vậy, ông bà không còn nhiều thời gian nên xem TV, chúng ta để TV ở đó cho ông bà xem trước. Một thời gian sau, Trịnh đưa con trai đi ăn tôm, đó là loại tôm rất đắt tiền nên Trịnh nhường cho con trai và nói, con ăn đi, bố không thích ăn. Lúc này cậu bé tỏ ra rất hiểu chuyện. Bố ăn đi, sau này con còn nhiều cơ hội ăn, thậm chí còn có thể ăn được tôm đẳng cấp hơn. Lời thuyết phục của Trịnh với con trai đã đi đôi với hành động thực tế, nên cậu bé dễ dàng chấp nhận và hiểu rằng mình phải luôn hiếu thảo với cha mẹ. Vậy tại sao cách thuyết phục này lại có sức mạnh lớn như vậy? Đó là vì việc nói ra kinh nghiệm thực tế của bản thân khiến đối phương xúc động. Cách thuyết phục này tốt hơn nhiều so với việc chỉ giảng giải đạo lý. Khéo léo đặt câu hỏi để thuyết phục. Thông thường khi thuyết phục đối phương, chúng ta thường thích nhấn mạnh quan điểm của mình, nhưng làm vậy sẽ khó mang lại hiệu quả tốt. Thực tế, thuyết phục là khiến đối phương chấp nhận quan điểm của mình, và điều quan trọng là chấp nhận một cách tâm phục khẩu phục. Do đó nên sử dụng cách tấn công tâm lý khi thuyết phục. Dưới đây là một số cách đặt câu hỏi nhằm tấn công tâm lý thuyết phục của đối phương. Nêu câu hỏi dẫn dắt. Hãy đưa ra câu hỏi để đối phương bắt buộc phải trả lời có hoặc có thể, từ đó dẫn dắt và đặt mục đích thuyết phục. Phương pháp này chính là cách khiến đối phương biết mình phải làm như thế nào trong khi trả lời câu hỏi. Trong thời kỳ Sa Hoàng thống trị ở Nga, người nông dân Nga vì chịu nhiều cực khổ nên trong lòng rất căm phẫn. Khi cách mạng tháng 8 giành thắng lợi, đại đa số người dân kiên quyết yêu cầu phá bỏ cung điện Sa Hoàng đã từng ở. Rất nhiều nhân viên chính phủ đã làm công tác ngăn cản, nhưng người dân vẫn không đồng ý. Cuối cùng, Lenin phải trực tiếp ra mặt thuyết phục. Lenin nói với người dân, đốt nhà cũng được, nhưng trước khi đốt, hãy để tôi nói vài câu được không? Được. Lenin hỏi, ngôi nhà Sa Hoàng ở là do ai làm ra? Chúng tôi làm ra. Lenin lại hỏi, ngôi nhà chúng ta làm ra không cho Sa Hoàng ở, nhưng cho đại diện của chúng ta ở được không? Được. Lenin lại hỏi tiếp, vậy có cần đốt ngôi nhà này nữa hay không? Người dân cảm thấy Lenin nói đúng nên đồng ý không đốt nhà nữa. Lenin đã dùng phương pháp đặt câu hỏi khiến người dân thoát khỏi tâm lý căm phẫn và từ đó bỏ ý định ban đầu. Đặt câu hỏi vì lợi ích. Khi chúng ta phải thuyết phục đối phương rằng việc mà họ làm có thể mang lại lợi ích thì phải dẫn dắt vấn đề căn cứ vào xu hướng phát triển sự việc có lợi cho mục đích thực tế, khiến cả hai bên đều giành kết quả mong đợi.
Thời Tống có một ông quan tên là Tôn Giác, vừa nhậm chức quan huyện, ông phát hiện ra rất là nhiều người dân bị nhốt vào tù do không có tiền đóng thuế. Tôn Giác rất đồng cảm với họ. Đúng lúc đó, một số địa chủ trong vùng muốn chi tiền tu sửa lại đền thờ Phật. Họ xin chỉ thị của Tôn Giác. Tôn Giác hỏi, các ông sửa đền thờ Phật để làm gì? Để có phúc. Tôn Giác nói, đền thờ chưa bị xuống cấp, mọi thứ còn tốt. Nếu dùng số tiền đó để giúp đỡ người nghèo đóng thuế, để họ không phải chịu cảnh tù đày nữa, thì sẽ càng có phúc hơn. Các hộ địa chủ thấy ông nói có lý nên đồng ý. Nhờ vậy mà rất nhiều người nghèo đã được cứu thoát khỏi cảnh nguy nan. Tôn Giác đã đặt câu hỏi dẫn dắt đánh đúng vào tâm lý cầu phúc của các địa chủ, để có được kết quả như mong muốn. Đặt câu hỏi đe dọa có thiện ý. Đe dọa cũng là một kỹ năng thường được dùng trong thuyết phục. Nhưng dùng kỹ năng này phải linh hoạt, tùy người, tùy việc và tùy lúc. Lời đe dọa thiện ý có thể khiến đối phương cảm giác lo lắng, từ đó đạt mục đích thuyết phục. Hãy xem câu chuyện sau. Một công ty tổ chức đi du lịch sau khi tham gia hoạt động ngoài trời thì quay trở về khách sạn. Khách sạn thông báo do sự cố nên các phòng họ đặt, phòng có bồn tắm, không có nước nóng. Vì chuyện này mà người phụ trách của công ty đã hẹn gặp giám đốc khách sạn. Người phụ trách nói, xin lỗi, buồn thế này rồi còn mời anh tới đây. Nhưng chúng tôi ai cũng đẫm mồ hôi không thể không tắm. Hơn nữa chúng tôi đã yêu cầu từ trước, nên chuyện này phải mời ông đến đây để giải quyết. Giám đốc nói, chuyện này tôi cũng không có cách nào khác. Người dọn phòng đã về mà quên bơm nước. Tôi đã yêu cầu mở phòng tắm tập thể, các ông có thể vào đó tắm. Chúng tôi đã có thể ở phòng tắm tập thể, nhưng chuyện này phải rõ ràng. Giá phòng 500.000 đồng một đêm là phòng có bồn tắm, nhưng bây giờ phải tắm ở phòng tập thể, chúng tôi chỉ có thể trả giá theo phòng tiêu chuẩn, phòng không có bồn tắm. Vậy không được, thế thì phải có nước nóng trong bồn tắm của chúng tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác. Anh có cách, anh nói xem có cách gì? Anh có hai cách, thứ nhất là gọi người dọn phòng quay trở lại, thứ hai là anh đun cho mỗi phòng 2 phít nước. Đương nhiên tôi sẽ phối hợp khuyên mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Kết quả giám đốc phải gọi người dọn phòng quay lại và 40 phút sau tất cả mọi người đều có nước nóng dùng. Đe dọa có thể dùng giúp tăng cường sức mạnh thuyết phục, nhưng khi vận dụng kỹ năng này, thái độ nhất định phải có thiện ý, nói rõ hậu quả để việc đe dọa không quá giới hạn, nếu không có thì sẽ không mang lại kết quả. Trong ví dụ trên, người thuyết phục đã sử dụng cách đặt câu hỏi rất khéo léo, sau khi hỏi xong còn đưa ra phương án lựa chọn cho người trả lời. Như vậy người thuyết phục sẽ nắm được thế chủ động và giành được thành công. Trình tự và bí quyết thuyết phục. Cần phải có những kỹ năng nhất định để khéo léo nói lời thuyết phục, khiến đối phương hoàn toàn chấp nhận. Ngoài những kỹ năng đã nói ở trên, khi thuyết phục người khác, chúng ta cần tuân thủ những trình tự nhất định. Trước tiên hãy xem ví dụ sau đây. Một nhà diễn thuyết nổi tiếng cùng lúc nhận được hai lời mời cộng tác. Ông không biết phải chấp nhận lời mời nào nên quyết định sẽ lựa chọn sau khi tiếp xúc với cả hai phía. Người phụ trách đơn vị thứ nhất nói, xin ông hãy nói thật hay để truyền đạt kỹ năng nói chuyện cho những người quản lý ở công ty chúng tôi. Nhưng tôi không rõ phải nghe những nội dung gì nên mong ông tự chủ động sắp xếp. Người phụ trách công ty còn lại nói như sau, mong ông cố gắng giúp chúng tôi giảng giải về kỹ năng giao tiếp cho các nhân viên quản lý, sẽ có khoảng 50 người lắng nghe ông, dự định số người tham gia hoạt động là khoảng 70 người. Bởi vì chúng tôi biết việc khéo léo ăn nói rất có lợi cho sự phát triển công việc về sau, nên mục đích chúng tôi mời ông tới là để mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của việc khéo léo sử dụng ngôn ngữ. Hy vọng ông khống chế thời gian trong khoảng 2 tiếng, nội dung diễn thuyết xoay quanh đề tài bí quyết ăn nói, chúng tôi rất mong ông giúp đỡ. Cuối cùng nhà diễn thuyết đã lựa chọn lời mời thứ hai. Trong ví dụ này, người đầu tiên nói không có sức thuyết phục, trong khi người thứ hai đã thể hiện được sự nhiệt tình. Và điều quan trọng là đối phương đã giải đáp hết mọi thắc mắc ngay khi người được thuyết phục chưa kịp đặt câu hỏi. Trình tự thuyết phục. Khi thuyết phục đối phương nhất định phải tuân theo trình tự, nói rõ từng bước để đạt hiệu quả, khiến đối phương chú ý và cảm thấy hứng thú. Để đối phương đồng ý với quan điểm của mình, đầu tiên phải thu hút sự chú ý của đối phương vào đề tài mình định nói. Sử dụng các câu nói như, chuyện là thế, anh thấy thế nào, chuyện này sẽ có ích cho chị để thu hút đối phương và khiến họ muốn nghe tiếp. Đương nhiên khi làm những việc này, bạn cũng phải chú ý tới biểu cảm của bản thân, luôn nở nụ cười chân thành, lời nói và hành động luôn thống nhất. Phải đáp ứng được những điều này thì mới có thể thuyết phục người khác, khiến họ muốn nghe ý kiến của bạn. Thể hiện rõ ràng suy nghĩ của bản thân. Năng lực diễn đạt của người diễn thuyết sẽ quyết định sự thành công của người đó. Đối phương có muốn nghe suy nghĩ và kế hoạch của bạn hay không? Điều này được quyết định bởi khả năng diễn đạt của bạn có thu hút họ không? Có thể lấy ví dụ so sánh sẽ giúp lời nói của bạn thêm phần sinh động, tạo ấn tượng sâu sắc cho người nghe. Cũng không thể bỏ qua các yếu tố như tốc độ nói, âm lượng nói to nhỏ, ngữ điệu cao thấp. Ngoài ngôn ngữ, bạn cũng phải có biểu cảm bổ trợ thích hợp.
tạo cảm xúc cho người nghe. Khi thuyết phục về một vấn đề nào đó, bạn phải tìm hiểu xem đối phương có hứng thú với việc đó hay không. Sau đó hãy đứng trên lập trường của họ và sử dụng lời nói tình cảm thu hút họ, khiến đối phương chấp nhận và có chung quan điểm với bạn. Phải nắm được tâm lý của đối phương mới có thể tạo cảm xúc khi thuyết phục. Ví dụ, họ đang nghĩ gì, họ sẽ hành động như thế nào, bây giờ họ muốn gì. Muốn thuyết phục được người khác, nhất định phải ý thức được người đóng vai chính không phải là bạn mà là đối phương. Nêu cách làm cụ thể. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi việc, hãy nói cho đối phương biết phải làm như thế nào. Bạn phải khiến họ hiểu được rằng họ nên làm gì và làm thế nào là tốt nhất. Như vậy, đối phương sẽ vui vẻ làm theo cách của bạn. Chúng ta phải tuân thủ các trình tự khi thuyết phục người khác. Chỉ có cách biểu đạt rõ ràng suy nghĩ thì đối phương mới hiểu và chấp nhận ý kiến của bạn. Bí quyết thuyết phục. Sau khi nắm được trình tự, chúng ta còn phải nắm được một số bí quyết thuyết phục. Sau đây là một số bí quyết có ích cho bạn. Nói lý bằng thực tế. Một việc càng mang tính đạo lý thì càng phải chú ý liên hệ với thực tế. Nếu không có thể sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của người nghe. Dùng thực tế để chứng minh đạo lý sẽ tránh được việc dùng từ ngữ sáo rỗng, vô nghĩa. Đi từ nhỏ đến lớn. Khi thuyết phục người khác, hãy giảng giải bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ, những điều nhỏ nhất. Hãy để đối phương nhận ra chân lý, dần dần bị thuyết phục và chấp nhận ý kiến của bạn. Tác động bằng ngôn ngữ. Hãy phát huy khả năng ngôn ngữ của bạn để khơi dậy hứng thú cho đối phương và giảng giải thật sinh động. Ngôn ngữ đẹp có thể thu hút sự chú ý của người nghe. Muốn làm được điều này, trước tiên phải có lòng tin, tin vào sức mạnh đạo lý. Tiếp đó phải chú ý rèn luyện ngôn ngữ, nâng cao kỹ năng diễn đạt. Nói đúng trọng điểm. Nói nhiều mà mông lung thì sẽ khiến cho người khác không muốn nghe. Có một số người sợ người khác không hiểu nên lặp đi lặp lại lời nói. Tuy nhiên kết quả lại đi ngược với mong đợi. Phương pháp chính xác là nhìn sự việc từ góc độ của người khác. Nói đúng trọng điểm, đồng thời lưu ý dành thời gian cho người nghe suy nghĩ và lĩnh hội. Khéo léo dùng danh ngôn. Những danh ngôn triết lý sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Việc kết hợp nói đạo lý với danh ngôn rất có sức thuyết phục và đặc biệt thu hút người nghe. Thuyết phục người khác là một việc hết sức khó khăn, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi. Khi muốn thể hiện tài năng trong công việc, bạn phải thuyết phục được người khác chấp nhận quan điểm của bạn. Điều này yêu cầu bạn phải nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ thuyết phục để hỗ trợ cho công việc và cuộc sống của bạn. Chương 18. Con người khó tránh việc mắc lỗi, cần thành khẩn khi xin lỗi. Chúng ta khó tránh khỏi việc phạm lỗi khi giao tiếp với người khác. Chỉ cần nhận ra, thành khẩn xin lỗi và thay đổi thì người khác sẽ tha thứ. Do đó, nắm vững nghệ thuật xin lỗi rất có lợi cho hoạt động xã giao. Xin lỗi, bí quyết của giao tiếp thành công. Lẽ nào biết cách xin lỗi thì có thể thành công? Nói như vậy liệu có quá lời? Thực ra, biết cách xin lỗi đương nhiên không chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại. Nhưng nếu muốn đạt được thành tựu trong sự nghiệp, bạn phải học cách xin lỗi. Lincoln là một trong những tổng thống nổi tiếng nhất của nước Mỹ khi còn là một luật sư. Lời nói của ông rất có sức mạnh, nhưng do tuổi trẻ bồng bột nên đã mắc lỗi với không ít người. Có một lần một người đã rất tức giận sau khi bị Lincoln mắng, nên muốn quyết đấu với ông. Nhờ có mọi người khuyên can cộng thêm lời xin lỗi của Lincoln nên cuộc quyết đấu được hủy bỏ. Chuyện này đã khiến Lincoln hiểu ra rằng, làm người không nên quá khoa trương, không nên chỉ biết chỉ trích phê bình người khác, nếu không sẽ phải chịu thiệt. Thế nhưng thói quen chỉ trích của Lincoln đã ăn vào máu, muốn thay đổi cũng không phải là chuyện dễ. Sau này lại xảy ra một cuộc xung đột khác trước mặt rất đông người, Lincoln đã mắng té tát một nghị sĩ, thậm chí còn khiến người này bật khóc. Sau khi mắng xong, Lincoln cảm thấy rất hối hận. Ông vừa tự trách mình vừa suy nghĩ tìm cách để xin lỗi người kia. Sau khi đấu tranh tư tưởng, Lincoln hạ quyết tâm tới xin lỗi người nghị sĩ đã bị ông mắng. Mặc dù đối phương không chấp nhận lời xin lỗi của Lincoln ngay, nhưng hành động của người đó thể hiện mâu thuẫn giữa hai người đã được gỡ bỏ. Ông đã bớt đi được một kẻ thù trên chính trường. Sau những chuyện này, Lincoln đã trưởng thành hơn, bản thân ông cũng biết, muốn tiến bước trên con đường chính trị thì ông phải có nhiều bạn bè và ít kẻ địch. Về sau này, mặc dù có những lúc xung đột với người khác, nhưng ông đều xin lỗi ngay. Thói quen này đã giúp Lincoln cải thiện các mối quan hệ, đoàn kết sức mạnh chính trị, tạo cơ sở vững chắc để trở thành tổng thống. Đối với những người bình thường, việc xin lỗi mặc dù không giúp chúng ta trở thành người thành công, nhưng nó mang lại không ít cơ hội, giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn và tránh được nhiều trở ngại trên con đường đi tới thành công. Do đó, muốn trở thành một người thực sự thành công, bạn bắt buộc phải học nghệ thuật xin lỗi. Xin lỗi phải chủ động. Khi giao tiếp, những người trẻ tuổi khó tránh khỏi việc nói sai, làm sai, thậm chí là đắc tội với người khác.
Nếu sai khi phạm lỗi, chúng ta kịp thời nhận ra và thành khẩn xin lỗi, chủ động chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ được đối phương tha thứ. Nếu bạn nhận ra lỗi sai nhưng không kịp thời xin lỗi mà chỉ tìm lý do để biện minh, kết quả không những không được tha thứ mà còn làm tổn hại tới hình tượng và nhân cách của chính mình. Vì thế không được coi nhẹ tác dụng của lời xin lỗi. Xin lỗi không chỉ là nhận lỗi mà còn là dũng cảm chịu trách nhiệm về lỗi sai của mình gây ra. Lời xin lỗi thể hiện bạn rất coi trọng các mối quan hệ và còn giúp hàn gắn, tăng cường tình cảm giữa hai bên. Chính vì vậy khi xin lỗi chúng ta nhất định phải tôn trọng các nguyên tắc sau. Thái độ nhất định phải thành khẩn. Khi chúng ta xin lỗi ai đó, ánh mắt không nên nhìn xuống, hãy ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đối phương. Như vậy người đó mới hiểu được sự chân thành của bạn. Tỏ ra bình thường, kịp thời nhận lỗi và xin lỗi là một đức tính tốt đẹp, một hành động đáng để trân trọng. Vì thế bạn không nên né tránh, cũng không nên quá khoa trương khi xin lỗi, bởi như vậy sẽ khiến người khác không những không chấp nhận lời xin lỗi của bạn, mà thậm chí còn cảm thấy bạn giả tạo. Tốc độ kịp thời. Nếu bạn không thể xin lỗi ngay sau khi phạm lỗi, thì cũng nhất định phải nhanh chóng tìm cơ hội thích hợp, thể hiện sự hối lỗi của mình. Rất nhiều người khi làm sai việc gì đó đều đưa ra nhiều lý do biện minh để tự bảo vệ mình. Cũng có những người nhất định không chịu nhận lỗi, làm như vậy hiệu quả sẽ không tốt. Khi làm sai, điều quan trọng nhất là phải nhận lỗi. Chỉ có dũng cảm nhận lỗi sai thì mới có thể khiến người khác khoan dung độ lượng bỏ qua cho bạn. Xin lỗi thế nào để có hiệu quả nhất? Phạm lỗi thì phải xin lỗi, đây là điều nên làm và nhất định phải làm cho tốt. Chỉ có nắm chắc kỹ năng xin lỗi mới dễ dàng được đối phương tha thứ. Nói xin lỗi trước. Khi bạn xin lỗi ai đó, nên diễn đạt ngắn gọn nguyên nhân, không nên giải thích nhiều, càng đơn giản càng hiệu quả. Nghiêm túc lắng nghe phản ứng của đối phương. Khi chúng ta xin lỗi, phải thể hiện bản thân rất để ý tới cảm nhận của người đối diện, cũng rất muốn nghe họ nói về suy nghĩ của họ. Khi đối phương nói xong, tuyệt đối không nên tranh luận hoặc biện hộ. Nếu đối phương vẫn còn suy nghĩ muốn nói, hãy để người đó nói hết. Bạn phải học cách nhẫn nại, bởi vì sự nhẫn nại sẽ tránh được rất nhiều việc không vui. Hạ mình một cách hợp lý. Khi chúng ta phạm lỗi, cho dù trong cuộc sống hay trong công việc, lúc xin lỗi, hãy nhớ tự phê bình mình một cách hợp lý, thừa nhận mình đã không tốt, đồng thời có thể sử dụng một số tính xấu để nói về lỗi của mình. Khi bạn nhận lỗi và tích cực thay đổi mình, bạn sẽ được tha thứ. Tự trách mình trước. Nhà hùng biện Kaneser thường dắt chó đi dạo trong công viên. Do trong công viên có ít người, hơn nữa chú chó lại rất hiền, chưa cắn ai bao giờ, nên ông không dùng dây xích hoặc rọ mõm cho chó. Một ngày, ông và chú chó của mình gặp một nhân viên bảo vệ trong công viên. Người nhân viên hỏi Kaneser, tại sao ông không rọ mõm hoặc xích chó? Lẽ nào anh không biết thế là vi phạm quy định? Tôi biết, Kaneser hạ giọng, nhưng tôi nghĩ nó sẽ không cắn ai cả. Anh nghĩ ư? Pháp luật không cần biết anh nghĩ gì, lần này tôi không truy cứu, nhưng lần sau mà tôi còn gặp tình trạng này, anh sẽ phải giải quyết vấn đề ở tòa án. Kaneser không muốn phạm luật, nhưng chú chó của ông không thích rọ mõm. Một buổi chiều ông lại đưa chó vào công viên, đột nhiên ông nhìn thấy nhân viên an ninh hôm trước đi về phía mình. Kaneser cảm thấy sự việc rất tồi tệ, ông quyết định sẽ giải thích nên mở lời trước. Thưa ông, lần này tôi lại mắc lỗi. Tuần trước ông đã cảnh cáo tôi, nhưng tôi lại đưa chó ra ngoài mà không rọ mõm cho nó. Ông hãy phạt tôi đi. Tôi biết rồi, người nhân viên an ninh nhẹ nhàng nói. Tôi biết khi không có người, chẳng ai muốn ép buộc con vật cưng của mình làm gì. Đúng là như vậy, nhưng tôi đã phạm luật, Kaneser trả lời. Thực ra thì sự việc cũng không quá nghiêm trọng, hay là thế này, chỉ cần anh cho chó chạy chơi ở chỗ vắng người, ở nơi tôi không trông thấy là được. Trong ví dụ này, để tránh bị phạt, Kaneser đã dùng cách tự trách mình trước, khiến nhân viên an ninh nọ cảm thấy ông ta được tôn trọng mà khoan dung độ lượng bỏ qua. Khi bạn mắc lỗi thì biết sẽ bị người khác chỉ trích, trước tiên hãy tự phê bình mình. Khi đối phương thấy bạn kịp thời nhận lỗi thì sẽ không trách mắng bạn nữa và sẽ lượng thứ cho bạn. Nếu có yêu cầu với đối phương, bạn có thể mở đầu bằng cách nói, xin lượng thứ cho yêu cầu của tôi. Tôi nói những lời này có thể hơi mạo muội, lời tôi nói có thể hơi quá đáng. Lúc đó, cho dù lời nói của bạn có khiến đối phương không thích, nhưng họ sẽ không vì thế mà trách cứ bạn. Nếu sử dụng lặp đi lặp lại sẽ càng hiệu quả, đối phương sẽ lắng nghe và chấp nhận yêu cầu của bạn. Lời xin lỗi phải đơn giản, chính xác. Khi giao tiếp hoặc khi kể chuyện gì đó với người khác, ngôn ngữ nhất định phải đơn giản, không nên quá phức tạp. Một người có tài ăn nói chỉ với vài câu nói đơn giản đã có thể diễn đạt rõ ràng suy nghĩ của mình. Ngôn ngữ khi xin lỗi cũng phải đơn giản, rõ ràng và chính xác. Mặc dù thể hiện thành ý bằng lời nói, nhưng lời nói nhất định phải đơn giản, không nên nói nhiều. Do bị bệnh từ nhỏ nên Lương bị tật ở chân, việc đi lại rất bất tiện, anh cảm thấy vô cùng tự ti, mặc cảm. Trong một lần quá chén, đồng nghiệp của Lương là Hoàng đã bắt chước dáng đi của anh trước mặt mọi người, việc này khiến Lương rất xấu hổ.
Ngày hôm sau khi đã tỉnh rượu, Hoàng ý thức được hành động của mình hôm qua là quá đáng, bèn tìm đến Lương và nói: "Hôm qua tôi đã sai, tôi uống quá chén nên không kiểm soát được mình, tôi đã làm tổn thương anh, thật đáng xấu hổ." Nếu Hoàng chỉ nói đến đó, có lẽ Lương sẽ lượng thứ cho anh, nhưng Hoàng lại tiếp tục nói: "Anh biết đấy, tôi chưa bao giờ kỳ thị người tàn tật, hôm qua đúng là tôi uống say, muốn mọi người vui vẻ nên đùa một chút. Nói thật, anh hàng xóm cạnh nhà tôi cũng bị tàn tật, nhưng tôi chưa bao giờ trêu anh ấy. Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, tàn tật chẳng có gì đáng lo cả, vẫn có thể nói điều muốn nói và làm điều muốn làm." Hoàng chưa nói hết, Lương đã tức giận bỏ ra ngoài, khiến Hoàng bối rối tự hỏi. Mình có lòng xin lỗi, nhưng tại sao anh ấy lại bỏ đi khi mình nói chưa xong? Càng nói nhiều càng dễ mắc lỗi, việc xin lỗi cũng không ngoại lệ. Thực tế, khi chúng ta xin lỗi là một cách để cứu vãn mối quan hệ giữa bạn và người khác. Nếu nói quá nhiều khi xin lỗi, sẽ khiến tâm trạng của đối phương càng tồi tệ hơn và lời xin lỗi sẽ mất đi ý nghĩa vốn có. Ngoài ra, khi xin lỗi, dù chúng ta nói nhiều hay ít, cũng phải nói bắt đầu từ lỗi của mình. Không nên giải thích về khuyết điểm của đối phương, nếu không sẽ gây hậu quả không tốt. Vì thế, khi xin lỗi nhất định phải nói đơn giản, rõ ràng, nói đúng trọng điểm, không nói nhiều và dài dòng. Khi xin lỗi không cần phải diễn giải nhiều, chỉ cần nói rõ bạn biết lỗi và hy vọng đối phương bỏ qua cho bạn là được. Nếu nói nhiều, sự việc sẽ trở nên phức tạp. Đương nhiên, khi xin lỗi, chúng ta phải quan sát phản ứng của đối phương, nắm chắc thời cơ để đạt hiệu quả tốt nhất. Khéo léo xin lỗi khi bị lãnh đạo chỉ trích. Có lúc chúng ta sẽ phạm lỗi trong công việc và bị lãnh đạo chỉ trích. Khi mắc lỗi, hãy thành khẩn xin lỗi lãnh đạo và hứa sẽ thay đổi, khắc phục lỗi gây ra. Như vậy mới được lãnh đạo lượng thứ và không gặp trở ngại trong công việc. Chúng ta nên biết khi bị lãnh đạo phê bình nên có sự tiếp thu và thay đổi. Hãy thử tưởng tượng sau khi tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo. Nếu cấp dưới không tiếp thu và vẫn không chịu thay đổi cách làm việc thì lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào? Họ sẽ nghĩ bạn không có thái độ hợp tác. Vì thế khi bị lãnh đạo chỉ trích hay phê bình, không nên biện hộ, tranh luận, cũng không nên có phản ứng gì. Cách tốt nhất là xin lỗi. Khi xin lỗi, bạn hãy thể hiện thành ý, tiếp thu ý kiến cấp trên, nhận trách nhiệm và nói ra suy nghĩ về việc giải quyết vấn đề. Như vậy, lãnh đạo sẽ cảm thấy bạn là người có tinh thần hợp tác và có triển vọng trong công việc. Lý thuyết có thể rất hay, nhưng vận dụng thực tế mới là điều phức tạp. Hãy dùng lời xin lỗi khiến lãnh đạo của bạn cảm động. Chỉ có hiểu nguyên nhân của lời phê bình, bạn mới có thể tìm ra phương thức ứng phó chính xác. Lời phê bình của lãnh đạo với cấp dưới chủ yếu là do nguyên nhân cấp dưới mắc lỗi trong công việc. Khi gặp tình huống này, đưa trọng điểm xin lỗi vào phương pháp giải quyết vấn đề là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, hàm nghĩa của lời phê bình có thể không đơn giản như vậy. Có lúc lời chỉ trích của lãnh đạo với cấp dưới tưởng như không có lý, nhưng thực tế lại có hàm ý thâm sâu. Ví dụ, lãnh đạo có thể mượn lời phê bình để nói với bạn không nên quá tự đại, vấn đề không nhẹ nhàng như bạn nghĩ. Hiểu rõ ý đồ này, khi xin lỗi, bạn có thể thuận theo suy nghĩ của lãnh đạo để tìm hiểu thêm về cách thức giải quyết vấn đề, đồng thời thể hiện sự khiêm tốn xin lãnh đạo góp ý cho mình. Ngoài ra, lời phê bình của lãnh đạo còn nhằm thể hiện uy tín và sự nghiêm khắc của người đó. Khi gặp tình huống này, bạn nên thể hiện thái độ tôn kính. Khi nói xin lỗi với lãnh đạo, thái độ tôn kính sẽ khiến cho đối phương thỏa mãn tâm lý, tìm kiếm sự uy nghiêm, từ đó chấp nhận lời xin lỗi của bạn. Nói tóm lại, căn cứ vào các tình huống khác nhau để đưa ra cách thức xin lỗi phù hợp. Hãy khéo léo sử dụng lời xin lỗi để khiến đối phương cảm động và biến lời chỉ trích thành động lực giúp bạn phát triển, nâng cao bản thân. Lãnh đạo biết xin lỗi càng có uy tín. Để giữ hình tượng và sự tôn nghiêm của mình, cho dù mắc lỗi, các lãnh đạo cũng rất khó nói lời xin lỗi với nhân viên. Thực tế, nếu người lãnh đạo nắm được nghệ thuật xin lỗi thì không chỉ có được mối quan hệ gần gũi với cấp dưới mà còn có lợi cho việc xây dựng uy tín, khiến cấp dưới thấy rằng bạn là người thẳng thắn, có trách nhiệm. Khi cấp dưới mắc lỗi thì đó cũng là cái sai của lãnh đạo, bởi một trong những nghĩa vụ của lãnh đạo là chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm việc. Trong tình huống này, nhận lỗi với cấp dưới sẽ có hiệu quả tốt hơn so với việc chỉ trích họ. Thời kỳ nội chiến Hoa Kỳ, vào thời điểm quan trọng thì nhà đại tá Scott thuộc quân Bắc xảy ra chuyện không hay. Vợ ông không may qua đời, ông hy vọng đơn vị phê chuẩn cho mình về nhà lo tang lễ. Đương nhiên yêu cầu này đã bị cấp trên từ chối. Scott cảm thấy tức giận, ông cho rằng đơn vị đã vi phạm nhân quyền. Vì thế ông đã đề nghị lên bộ trưởng lục quân nhưng vẫn bị từ chối. Trong tình huống đó, ông đành phải nhờ đến tổng tư lệnh Lincoln. Khi Scott đề đạt yêu cầu của mình với Lincoln, không ngờ lại bị Lincoln trách mắng. Mỗi ngày tôi có biết bao nhiêu việc phải làm, vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ này lại làm phiền tôi. Nếu anh muốn về nhà, hãy tìm bộ trưởng lục quân, chuyện này do ông ta giải quyết. Thế nhưng tôi đã bị từ chối. Tổng thống, ngài là hy vọng cuối cùng của tôi. Ông ta đã từ chối rồi, vậy anh còn đến đây tìm tôi để làm gì? Hơn nữa, tôi rất bận. Không có thời gian giải quyết những chuyện như vậy.
Câu trả lời vô tình của Lincoln đã khiến Scott mất hết hy vọng. Ông trở về doanh trại trong tâm trạng không vui và oán trách cấp trên. Sáng hôm sau, Scott nghe nói có người đến tìm mình, thì ra đó là Tổng thống Lincoln. Vừa nhìn thấy Scott, Lincoln bước tới nắm tay và nói, "Đại tá thân mến, hôm qua thực sự tôi đã không phải với anh. Bận rộn cả ngày nên tâm trạng tôi không được tốt. Và nói những lời khó nghe, mong anh bỏ qua cho tôi, bởi tôi không có lý do gì để trách mắng một người đang cống hiến hy sinh vì đất nước. Về yêu cầu được về nhà của anh, tôi đã thảo luận với Bộ trưởng Lục quân, bây giờ anh có thể thu dọn hành lý về nhà." Nhận được lời xin lỗi của Lincoln, Scott rất xúc động. Nỗi thất vọng và sự oán trách của một ngày trước bỗng dưng tiêu tan hết. Từ trước tới nay, chúng ta luôn tư duy rằng lãnh đạo không phải xin lỗi cấp dưới, cha mẹ không phải xin lỗi con cái, bởi trong mắt nhiều người, xin lỗi là biểu hiện của sự yếu kém, sự tổn hại tới uy tín của bản thân. Thực ra, xin lỗi có thể giúp bạn nhận được sự thông cảm, ủng hộ và giành được những thành tích lớn hơn. Lời xin lỗi của Lincoln không những làm tổn hại tới sự uy nghiêm của ông, mà còn khiến cho người khác thấy được ông là người thẳng thắn và khoan dung. Do đó, một người lãnh đạo biết cách quản lý nhân viên sẽ không bao giờ tiếc một câu xin lỗi. Khi câu nói này được chuyển tới cấp dưới, hiệu quả mà nó mang lại sẽ vô cùng bất ngờ. Xin lỗi cấp dưới có thể giúp lãnh đạo củng cố uy tín và nâng sức hút nhân cách. Nếu đa số lãnh đạo trên thế giới không muốn nhận lỗi với cấp dưới, mà bạn lại làm được điều này thì bạn sẽ trở thành bậc minh quân trong mắt mọi người. Bởi khi bạn thừa nhận mình có lỗi và kịp thời sửa lỗi, sức hút nhân cách của bạn sẽ khiến các nhân viên cấp dưới vui vẻ, tình nguyện làm việc cho bạn. Lời xin lỗi của lãnh đạo còn có thể mang lại cảm giác an toàn cho nhân viên cấp dưới. Ngoài ra còn có thể tạo hiệu quả tốt đẹp bất ngờ. Có một ông chủ công ty bị thất lạc một văn bản quan trọng. Mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy nên ông trách mắng thư ký của mình. Một tuần sau, ông phát hiện ra tập văn bản đó trong ngăn kéo ở nhà mình. Theo lý thì ông phải xin lỗi người thư ký, nhưng ông cảm thấy ngại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông quyết định sẽ vẫn xin lỗi thư ký. Ông nghĩ, nếu mình không nhận lỗi sai, sau này sẽ khó quản lý nhân viên cấp dưới. Đương nhiên, sau khi nhận lời xin lỗi từ ông, người thư ký cảm thấy được trân trọng nên càng nỗ lực làm việc hơn và luôn cố gắng để không phạm lỗi. Trong ví dụ trên, lời xin lỗi của ông chủ đã khiến người thư ký cảm động. Việc ông tự nhận lỗi không chỉ được nhân viên kính trọng mà còn là hành động làm gương cho mọi người, tạo ảnh hưởng tích cực trong công việc. Nếu ông chủ trong câu chuyện trên không xin lỗi người thư ký, khi sự việc lộ ra sẽ có ảnh hưởng xấu và khiến ông bị mất tín nhiệm. Ngược lại, việc ông thẳng thắn nhận lỗi để lại ấn tượng tốt đẹp. Tóm lại là một lãnh đạo phải có tâm, khoan dung và thái độ khiêm tốn, như vậy mới tạo được uy tín và được lòng nhân viên cấp dưới. Chương 19. Lời nói thật dễ nghe, khéo léo trong phê bình. Trong cuộc sống và trong công việc sẽ có những lúc chúng ta phải góp ý, thậm chí là phê bình người khác. Nhưng khi góp ý phê bình nhất định phải nắm chắc các kỹ năng, khiến lời góp ý trở nên dễ nghe để đối phương vui vẻ tiếp nhận. Thêm đường vào lời góp ý phê bình. Khi bị phê bình, con người thường có tâm lý không thoải mái, cho dù lời bạn nói giúp ích cho họ, nhưng rất khó để họ vui vẻ tiếp nhận. Vì thế khi phê bình người khác phải chú ý kỹ năng, nắm được chừng mực ngôn ngữ phê bình, khiến lời nói dễ được đối phương tiếp nhận. Vậy làm thế nào vừa đạt mục đích phê bình lại không làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương? Việc này yêu cầu chúng ta phải nắm được một số kỹ năng. Lời nói thật chưa chắc đã khó nghe. Lời nói thật có tác dụng khó có thể thay thế trong việc gây dựng mối quan hệ chân thành giữa con người. Một người đối xử chân thành với người khác thì sẽ nói những lời thật lòng với người đó. Lời nói thật có thể giúp cho mọi người khắc phục lỗi sai và đi đúng hướng. Thông thường thì lời nói thật là khó nghe, đó là tình cảm chi phối lý trí khiến mọi người khó tiếp nhận lời nói thật. Anh Lân là nhân viên bán hàng của một công ty, cả ngày anh bán hàng bên ngoài, nói đến khản cả tiếng mà không có kết quả gì. Anh cảm thấy mình không thích hợp với công việc này nên rất chán nản và muốn bỏ việc. Sau khi về đến công ty, anh lập tức tìm quản lý và nộp đơn từ chức. Người quản lý xem xong mỉm cười nói với anh, anh rất chăm chỉ làm việc, cũng rất tích cực, anh làm rất tốt, nhất định sẽ có thành tích. Chỉ là anh vẫn còn thiếu ngôn ngữ khi giao tiếp với mọi người. Anh nói chưa thuyết phục, hơn nữa biểu cảm khuôn mặt rất cứng nhắc. Nếu khắc phục được những điểm này, nhất định anh sẽ có thành tích tốt, tin tôi đi, hãy cố lên. Anh Lân nghe thấy thế rất cảm động, hạ quyết tâm nhất định sẽ làm tốt. Anh vui vẻ nhận lại đơn từ chức và cống hiến hết mình cho công việc. Nếu muốn có được hiệu quả tốt, để lại lời nói thật không phải là lời nói khó nghe khi giao tiếp với người khác. Bạn cần phải có một số kỹ năng, lời nói không thỏa đáng không những mang lại hậu quả xấu mà còn có thể gây ra mâu thuẫn. Hành động thận trọng. Thực tế, lời góp ý xuất phát từ nguyên nhân muốn tốt cho người khác, do đó phải hành động thận trọng để đối phương hiểu ý tốt của bạn. Không nên qua loa, đại khái. Thái độ khi nói thì phải chân thành, ngôn ngữ không nên quá hoa mỹ. Thời cơ thích hợp.
Hoàn cảnh và thời cơ thích hợp là hai nhân tố quan trọng giúp lời nói thật trở nên dễ nghe. Ví dụ khi đồng nghiệp hoặc cấp dưới của bạn đã cố gắng hết sức để làm việc nhưng vẫn không thể làm tốt, gây ảnh hưởng tới bạn. Khi đó tốt nhất không nên góp ý nếu bạn nói câu sau thời điểm không thích hợp. Nếu lúc đầu chỉ làm thế này thì đã không khiến mọi việc trở nên tồi tệ, thì sẽ gây cho đối phương tâm lý phản cảm và chống đối, ảnh hưởng xấu tới công việc. Nếu lúc đó bạn chỉ nói những câu an ủi, chị vất vả rồi, chị đã rất cố gắng nhưng chuyện này thực sự khó, sau đó mới nhắc đến nguyên nhân thất bại và đưa ra lời góp ý, như vậy đối phương sẽ dễ tiếp nhận. Bạn nên đưa ra lời góp ý cho đối phương khi không có mặt người thứ ba để bảo vệ lòng tự trọng của họ và đạt hiệu quả tốt hơn. Không nên so sánh. Nhân tố quan trọng thứ ba khiến lời góp ý không khó nghe là không so sánh việc nọ với việc kia, người này với người kia, bởi so sánh như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Trong cơ quan, một vị lãnh đạo nói với thư ký Lan, cô xem, người ta cũng cùng họ với cô, nhưng rất lễ độ, làm việc chăm chỉ cẩn thận, chưa bao giờ khiến tôi phải bận tâm. Cô tuy có học vấn cao, nhưng vẫn phải học tập người ta nhiều để làm việc tốt hơn. Lòng tự trọng của Lan đã bị tổn thương, cô thậm chí còn muốn xin thôi việc. Thực ra vị lãnh đạo không hề có ý muốn sa thải cô mà chỉ góp ý để cô cố gắng hơn. Nhưng lời nói không khéo léo đã để lại hiệu quả ngược lại. Nguyên tắc nói hàm ý. Khi người khác phạm lỗi, có lúc không cần phải phê bình trực tiếp mà nên khéo léo sử dụng phương pháp so sánh. Lấy ví dụ để nhắc nhở khiến đối phương ý thức được mình sai ở đâu. Thời kỳ nội chiến Hoa Kỳ, một sĩ quan trong khi báo cáo về tình hình quân địch với Lincoln để thoái thác trách nhiệm đã cố tình nói quá sự thật về đối phương. Đúng lúc này có một nghị sĩ hỏi Lincoln về lực lượng đối phương. Lincoln bèn nói, trong khoảng 120 vạn đến 160 vạn. Nghị sĩ rất thắc mắc và đặt câu hỏi, có thật nhiều như thế không? Lincoln nói, vừa rồi vị tướng quân đây báo cáo lực lượng địch nhiều gấp 3-4 lần chúng ta. Chúng ta có 40 vạn quân, vậy số lượng quân địch chẳng phải trong khoảng 120 vạn đến 160 vạn hay sao? Nghe Lincoln giải thích, vị tướng quân đã cúi đầu nhận sai. Nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai. Ai cũng có lúc phạm lỗi và cũng đều phải trải qua việc bị người khác phê bình, góp ý, nhưng không ai thích cảm giác này. Vì thế khi bị mắc lỗi, nhất định không nên chỉ trích hoặc mắng mỏ nặng, khiến cho đối phương khó chấp nhận và không đạt mục đích khuyên răn. Cách tốt nhất là sử dụng ngôn ngữ ôn hòa, giàu cảm xúc, khiến đối phương tự nhận thấy lỗi sai của mình. Một buổi sáng, giám đốc bộ phận bán hàng gặp thư ký và nói, báo cáo hôm qua của cô làm rất tốt, tôi thích nó. Người thư ký nghe vậy rất ngạc nhiên, lúc này giám đốc mới bình thản tiếp lời, nhưng nếu không có lỗi chính tả thì sẽ càng hoàn hảo hơn, sau này khi đánh máy hãy lưu ý hơn. Cách góp ý khéo léo của vị giám đốc đã được cô nhân viên vui vẻ tiếp nhận, lòng tự trọng của đối phương cũng không bị tổn thương. Phê bình phải chú ý hoàn cảnh. Lời phê bình nào cũng có lý do chính đáng, nhưng nếu chọn địa điểm và thời gian không thích hợp, sẽ mang lại hiệu quả không tốt. Các chuyên gia tâm lý học đã chứng minh không ai muốn để lộ nhược điểm hoặc chuyện cá nhân nơi đông người. Vì thế khi giao tiếp, chuyện không thực sự cần thiết thì nên tránh góp ý phê bình khiến người khác xấu hổ trước đông người. Nên nhẹ nhàng khéo léo chỉ là lỗi sai của đối phương để không gây áp lực cho họ. Cần phải chú ý thời gian, địa điểm, mục đích phê bình là để đối phương nhận ra lỗi sai. Do đó nên tránh làm tổn thương với lòng tự trọng của họ. Khẩu khí uyển chuyển. Nếu bị người khác trực tiếp chỉ ra lỗi sai và phê bình, ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái và khó chấp nhận. Nhưng nếu khẩu khí của người phê bình ôn hòa, uyển chuyển, thì sẽ để được người phê bình chấp nhận. Vì thế, khi góp ý cho ai đó, nên nói khéo léo để giữ lòng tự trọng cho đối phương và đạt mục đích phê bình. Trên chuyến xe buýt có rất đông người. Khi xe dừng ở một trạm chờ, một phụ nữ mang thai bước lên, cô đứng rất là khó khăn. Lúc này một bà già quyết định nhường chỗ cho cô. Cô gái ngồi xuống và không quên nói lời cảm ơn với bà. Lúc này bà lão làm ra dáng vẻ như đang lắng nghe và hỏi cô gái đang mang thai. Cháu vừa nói gì, tai bà nghe không rõ. Cháu nói lại đi. Cô gái ngẩng đầu lên và trả lời, cháu có nói gì đâu ạ. Bà lão cười và đáp, bà cứ tưởng cháu nói cảm ơn bà. Trên xe có tiếng cười, cô gái đỏ mặt và nói nhỏ, cảm ơn bà. Bà lão trả lời to, không có gì. Đó là điều nên làm. Trong ví dụ này, bà lão đã khéo léo dùng lời nói chỉ ra lỗi sai nhưng vẫn giữ thể diện cho đối phương. Mặc dù được góp ý có đôi chút khó chịu, nhưng cách làm này tốt hơn nhiều so với việc phê bình thẳng thắn. Dùng lời khen thay cho lời phê bình. Khi còn trẻ, Franklin không giỏi giao tiếp, nhưng sau này ông đã trở thành một nhà ngoại giao giỏi, là đại sứ của Mỹ tại Pháp. Bí quyết thành công của ông là tôi không nói xấu người khác, chỉ nói những điều tốt về mọi người. Chuyên gia tâm lý Smith cũng đã chứng minh các loài động vật khi được thưởng vì những hành động đúng thì sẽ học tập nhanh hơn, hiệu quả hơn việc bị phạt vì những hành động sai.
Nguyên tắc này cũng đúng khi áp dụng với con người. Sau khi chỉ trích, hãy khen thật lòng, ca ngợi ưu điểm của người khác. Công nhận thành tích của họ, như vậy kết quả có được sẽ tốt hơn nhiều so với việc phê bình thẳng thắn. Hãy xem những kết quả khác nhau trong hai chuyện sau. Ví dụ một, cuối tuần, Vân bận rộn do dọn dẹp nhà cửa. Chồng cô do một vài rắc rối trong công việc nên tâm trạng không được tốt. Vân cũng không yêu cầu chồng phải giúp làm việc nhà. Thế nhưng khi rửa ấm chén, Vân không cẩn thận làm vỡ ấm trà của chồng. Trong khi một ngày trước đó, cô vừa làm vỡ một cái cốc. Chiếc ấm này của một người bạn mang từ Nhật về tặng chồng cô. Anh rất quý chiếc ấm, bình thường chỉ dám ngắm, mãi tới gần đây mới mang ra dùng. Thật không ngờ lại bị vỡ. Chồng Vân thay đổi sắc mặt. Trong mấy ngày qua, Vân cũng luôn cố gắng nhìn chồng do tâm trạng anh không vui. Nên khi thấy chồng tức giận, cô cũng không kìm nén được, hai người to tiếng với nhau. Chồng Vân đập vỡ bình nước. Vân khóc và nói to, đập đi, anh đập hết đi. Lúc đó chồng cô cũng mất lý trí, thuận tay ném luôn cả chiếc tivi mới mua. Nếu lúc ấy giữa vợ chồng có một người nhượng bộ, thì sự việc đã không trở nên phức tạp như vậy. Ví dụ 2, do yêu cầu công việc nên Trịnh thường phải tới bưu điện giao dịch và tiếp xúc với một cô nhân viên. Do công việc bận rộn nên cô nhân viên thường tỏ ra lạnh lùng, khó chịu. Trịnh nghĩ, làm thế nào mới có thể góp ý cho cô ấy? Sau đó anh đã rỉ ra một cách. 2 tháng sau, khi lại phải đến giao dịch tại bưu điện, anh đã mỉm cười và nói với cô nhân viên. Thái độ phục vụ của cô rất tốt, cô vẫn luôn giữ được bình tĩnh, ngay cả với những khách hàng phiền hà nhất. Cô nhân viên nghe thấy vậy chỉ mỉm cười mà không phát biểu gì thêm. Vài ngày sau, Trịnh lại đến bưu điện. Vừa bước vào, cô nhân viên đã cười tươi với anh. Cô còn lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách hay và chủ động cho anh mượn về đọc. Thiết nghĩ nếu Trịnh cũng tỏ thái độ bất mãn như Vân ở ví dụ 1, thì không những gây ảnh hưởng xấu tới cảm xúc của bản thân, mà còn làm hỏng việc của mình. Trịnh đã dùng lời khen thay thế cho lời trách móc để mang lại hiệu quả tốt đẹp hơn. Từ đó có thể thấy, lời khen dễ làm thay đổi con người hơn lời phê bình. Chúng ta hãy tìm hiểu về người khác. Đừng chỉ biết phê bình hay trách mắng, hãy nghĩ tới những ưu điểm của đối phương và khen ngợi họ. Khi góp ý hay phê bình ai đó, hãy khéo léo sử dụng cách thức và phương pháp thích hợp để họ tự nhận ra lỗi sai của mình và vui vẻ tiếp nhận ý kiến đóng góp. Kỹ năng phê bình vừa đấm vừa xoa. Khi chúng ta phê bình ai đó, khen ngợi ưu điểm của họ sau khi chỉ trích, như vậy sẽ không khiến đối phương nảy sinh tư tưởng chống đối và vui vẻ tiếp nhận ý kiến. Cách này sẽ được gọi là vừa đấm vừa xoa. Mọi người có thể đã nghe câu chuyện này. Thời cổ đại, người Tây thường dùng roi da đánh vào mông con lừa để bắt nó kéo cối xay. Nhưng áp dụng cách này trong một thời gian dài thì sẽ không được, bởi sẽ đến lúc nó không chịu kéo nữa. Do đó, những người thông minh đã nghĩ ra một cách hay. Họ buộc củ cà rốt vào đầu một chiếc gậy để trước mặt con lừa. Con lừa thấy củ cà rốt đó sẽ không ngừng đi theo về phía trước và đương nhiên nó sẽ tiếp tục công việc kéo cối xay. Các nhà tâm lý học đã chứng minh lời phê bình mặc dù có lý nhưng sẽ không dễ được chấp nhận. Người bị phê bình sợ nhất là bị tổn thương lòng tự trọng. MC Kinney đã từng dùng phương pháp vừa đấm vừa xoa khi tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 1986. Khi đó, một nhân vật quan trọng trong đảng Cộng Hòa đã giúp đỡ MC Kinney viết diễn văn tranh cử. Người đó cho rằng mình viết hay nên đã đọc to cho MC Kinney nghe. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, MC Kinney lại cảm thấy có một số quan điểm chưa thỏa đáng có thể gây ra tranh cãi. Không nên đưa vào bài diễn văn, MC Kinney nói bài diễn văn này không thích hợp với hoàn cảnh xã hội đặc biệt. Một số quan điểm có thể mang lại ảnh hưởng không tốt. Người viết diễn văn nghe lời chê của ông xong cảm thấy thất vọng và bất mãn. Lúc này, MC Kinney nói tiếp, đương nhiên từ ngữ trong bài diễn văn của anh rất hay. Trong một số trường hợp khác, bài diễn văn này hoàn toàn thích hợp. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng anh sẽ sửa lại nó theo góp ý của tôi. Sau đó, hãy đưa bản nháp cho tôi xem trước được không? Người đó nghe xong lập tức cảm thấy vui vẻ hơn. Sau khi chỉ ra điểm chưa tốt trong bài diễn văn, nhận thấy người viết đã bỏ ra không ít tâm sức, nên MC Kinney đã khen ngợi từ ngữ và khẳng định bài viết hoàn toàn phù hợp trong các trường hợp khác. Cách làm này đã khiến người viết diễn văn vui vẻ tiếp nhận ý kiến, tích cực hoàn thành chỉnh sửa bài viết. Trong cuộc sống và trong công việc, cách làm này cũng rất hữu dụng. Để đối phương có thể thoải mái tiếp nhận ý kiến, thì sau khi phê bình hãy khen ngợi điểm tốt của họ. Giống như một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ đã từng nói, cho dù bạn phê bình điều gì, cũng phải tìm ra điểm tốt của đối phương để khen ngợi. Phê bình trước hay sau, đều phải làm như vậy. Đây chính là chiến lược hamburger. Lựa chọn cách thức phê bình phù hợp với từng người. Khi chúng ta phát hiện và chỉ ra lỗi sai của người khác, thực tế cũng có thể là quan điểm của bạn và người đó khác nhau. Sẽ xuất hiện một số vấn đề, việc phê bình sẽ ảnh hưởng đến công việc của người khác.
Vì vậy, khi lựa chọn cách thức phê bình, cần phải cân nhắc tới hoàn cảnh cụ thể của đối phương bị phê bình, xác định độ tuổi. Cùng một vấn đề nhưng với những người ở độ tuổi khác nhau thì sẽ có cách thức phê bình góp ý khác nhau. Điều này yêu cầu người phê bình trước tiên phải xác định độ tuổi của đối phương. Đối với những người nhiều tuổi, chủ yếu sử dụng ngôn ngữ thảo luận, trao đổi ý kiến. Đối với những người cùng độ tuổi, có thể tự do trao đổi. Đối với người ít tuổi hơn, có thể sử dụng ngôn ngữ gay gắt để khiến người đó nhận thức sâu sắc vấn đề. Đồng thời khi phê bình phải chú ý cách xưng hô. Tóm lại, những người ở độ tuổi khác nhau có đặc điểm khác nhau, yêu cầu của họ cũng không giống nhau. Vì vậy, lựa chọn cách thức góp ý phê bình cần phải phù hợp với từng người, nghề nghiệp, cấp bậc khác nhau. Nghề nào cũng có những đặc điểm riêng. Trong cùng một ngành nghề, những người có cấp bậc khác nhau, làm công việc khác nhau cũng không giống nhau. Yêu cầu với người đã chuyên nghiệp và mới được học việc cũng khác nhau. Lời phê bình cũng không thể giống nhau. Khi phê bình, người có chức vụ lãnh đạo và nhân viên bình thường cũng không nên dùng một cách thức. Nói tóm lại, đối với những người chuyên nghiệp hoặc có cấp bậc tương đối cao, yêu cầu cũng cao hơn, sự phê bình cũng phải nghiêm khắc hơn. Quân và Lâm cùng làm việc trong một công ty. Quân vào làm trước Lâm 2 năm. Trong quá trình làm việc, hai người cùng mắc một lỗi như nhau, nhưng người quản lý lại phê bình Quân. Trong khi chỉ nhắc nhở Lâm và động viên anh không cần quá lo lắng, Quân cảm thấy không phục, bèn nêu ý kiến với quản lý. Quản lý giải thích rằng anh mắc lỗi này là điều khó chấp nhận. Lỗi của anh không phải do không hiểu vấn đề, mà là do thái độ làm việc. Anh có kỹ thuật tốt, do đó yêu cầu với anh đương nhiên phải khắt khe hơn. Xác định mức độ học vấn, trình độ. Kinh nghiệm trình độ của các nhân viên là khác nhau, do đó phải sử dụng nghệ thuật ngôn ngữ khác nhau khi phê bình. Với những người có học vấn và trình độ cao, chỉ cần nói rõ ràng đúng trọng tâm là họ có thể lĩnh hội được, không nên nói nhiều. Ngược lại, với những người có học vấn và trình độ thấp hơn thì cần phải phân tích, nói rõ mặt lợi và hại. Có thể thấy với những người có học vấn và trình độ khác nhau, trạng thái tâm lý của họ khi tiếp nhận lời phê bình cũng rất khác nhau. Vậy phải sử dụng nghệ thuật ngôn ngữ như thế nào để họ vui vẻ chấp nhận phê bình và không bị tổn thương lòng tự trọng? Đây chính là một nghệ thuật. Xác định trạng thái tâm lý. Tâm lý là một khái niệm rộng, nhưng chủ yếu là nói đến khí chất, tính cách, hứng thú với công việc và năng lực tự điều chỉnh bản thân của con người. Người phê bình trước tiên phải xác định rõ trạng thái tâm lý của đối phương, nếu không sẽ khó có được thành công. Theo phân loại của các nhà tâm lý học, khí chất con người được chia thành 4 loại, gồm người sôi nổi, người linh hoạt, người điềm tĩnh và người ưu tú. Người phê bình nên căn cứ vào đặc điểm khác nhau của từng loại để quyết định sử dụng cách thức phê bình phù hợp. Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung chia tính cách con người thành 2 loại, người hướng ngoại và người hướng nội. Người hướng ngoại cởi mở, hoạt bát, giao tiếp tốt. Người hướng nội trầm tư, ít nói, làm việc thận trọng. Với người hướng ngoại có thể góp ý trực tiếp, nói rõ lợi hại. Nhưng với người hướng nội thì phải nói ý khéo léo. Còn với những người trung tính giữa hai kiểu người này thì phải căn cứ theo tình hình thực tế để tùy cơ ứng biến. Thông thường những người có hứng thú trong công việc, đa số đều hy vọng nhận lại lời góp ý của người khác. Còn những người không hứng thú trong công việc thì không như vậy. Khi phê bình góp ý với những người khó sửa đổi, phải sử dụng thêm một số hình thức kỷ luật nhất định. Có thể thấy phê bình không phải việc đơn giản mà là một môn nghệ thuật ngôn ngữ phức tạp. Chỉ có linh hoạt vận dụng, phê bình đúng cách với đúng người thì mới có thể để lại hiệu quả, nếu không sẽ có tác dụng ngược lại. Chương 20. Nghệ thuật an ủi làm ấm lòng người khác. An ủi chính là dùng lời nói vui vẻ, đầy hy vọng và sự đồng cảm để động viên, cổ vũ những người đau khổ do bệnh tật hoặc mất niềm tin khi gặp thất bại, khiến họ tìm thấy sức mạnh tích cực trong cuộc sống. Lời an ủi chân thành sẽ khiến đối phương cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn. Do đó, an ủi là một việc làm rất quan trọng trong hoạt động giao tiếp của con người, giúp con người trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Lời an ủi mang lại sự ấm áp. Sống trong xã hội, chúng ta có bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp, còn có cả những mối quan hệ khác nữa. Chia sẻ niềm vui của mình hoặc cùng vui với người khác sẽ khiến cho cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, khi gặp phải chuyện buồn cũng vậy. Sau khi chia sẻ với người khác, nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi một nửa. Vì vậy, khi bạn gặp phải những chuyện không vui, nhất định phải chủ động an ủi, khiến đối phương được giải tỏa và cảm thấy ấm lòng. An ủi là sợi dây liên kết trong giao tiếp. Lời an ủi có thể khiến con người có sức mạnh mạnh tinh thần, dũng cảm đối mặt với khó khăn. John đến tuổi nhập ngũ, anh được phân vào lực lượng hải quân lục chiến, nơi gian khổ nhất. Anh rất là lo lắng. Ông ngoại thấy John không vui nên an ủi anh. Ông nói, cháu không nên lo lắng nhiều. Mặc dù trong lực lượng hải quân lục chiến sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn, nhưng nếu được phân vào vị trí tốt thì cũng không có vấn đề gì cả. John nói, vậy nếu không được phân vào vị trí tốt thì sao?
Ông ngoại trả lời, trong vị trí không tốt đó lại có những sự lựa chọn tốt, chỉ cần cháu có thể bình an trở về thì sẽ không có gì phải lo lắng cả. Thế nếu cháu không thể bình an trở về thì sao? Nếu như vậy thì cháu không còn nữa, cháu không phải lo lắng, ngược lại người đau khổ sẽ là ông. Kẻ tóc bạc đưa tiễn kẻ tóc xanh, đó là chuyện chẳng vui vẻ gì. John nghe lời an ủi của ông, trong lòng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, không còn sợ điều gì nữa. Ông ngoại John là người rất giỏi an ủi người khác, mặc dù ông không trực tiếp dùng lời. Cháu không cần lo lắng, cháu đừng sợ, nhưng lời phân tích của ông đã giúp John thấy rằng vấn đề không đáng sợ như tưởng tượng. Từng bước, John đã được an ủi và có thêm hy vọng. An ủi cần kỹ năng ngôn ngữ, muốn thành công, bạn phải nắm các kỹ năng an ủi này. Tìm hiểu nguyên nhân khiến đối phương buồn phiền. Khi an ủi người khác, trước tiên phải hiểu rõ nguyên nhân khiến họ buồn phiền. Trước khi làm rõ nguyên nhân, an ủi chỉ là phép lịch sự giao tiếp. Lời nói hầu hết là lời khách sáo. Muốn an ủi đúng cách và có hiệu quả thì phải hiểu nguyên nhân. Lắng nghe để an ủi. Hầu hết mọi người khi gặp khó khăn đều có hai cách phản ứng. Cách thứ nhất là giữ mọi chuyện trong lòng, tự mình tìm cách giải quyết. Đây không phải là cách làm hay. Cách thứ hai là thổ lộ với người khác, là một người bạn. Bạn phải chọn địa điểm và thời gian thích hợp, tạo cơ hội để họ nói ra nỗi lòng. Muốn an ủi thành công, trước tiên bạn phải là một người biết lắng nghe. Chỉ có lắng nghe bạn mới hiểu rõ căn nguyên nguồn gốc sự việc. Việc bạn lắng nghe sẽ khiến tâm trạng căng thẳng của đối phương trở nên nhẹ nhõm, được an ủi. Trong quá trình lắng nghe, bạn phải tỏ ra thái độ chân thành. Người được an ủi sẽ cảm thấy tin tưởng bạn và cảm nhận được sự ấm áp. Trong quá trình lắng nghe, nếu đối phương chủ động hỏi ý kiến, bạn có thể trả lời, nhưng nhất định phải đơn giản, đúng nội dung. An ủi bằng lời nói có sức thuyết phục nhất. Chuyện gì cũng có lúc thất bại. Khi người khác buồn phiền và thất bại, bạn có thể an ủi từ chính những chuyện khiến người đó buồn phiền. Một ngày, Scotter đang đi bộ trên cầu thì nhìn thấy một thanh niên định nhảy xuống sông. Ông bèn ngăn lại và hỏi, cháu có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Cháu thất tình, vậy cháu nên cảm ơn Thượng Đế, tại sao? Ông an ủi, cô ấy đã mất đi một người yêu thương mình, còn cháu chỉ mất đi một người không yêu cháu. Người thanh niên nghe vậy mỉm cười và quay trở về nhà. Lời nói của ông đã khiến cho thanh niên hiểu cô gái đó không yêu anh. Dù anh có mất đi thì cũng không làm cho cô ấy phải buồn. Cách an ủi này đã nhanh chóng gỡ bỏ áp lực tâm lý cho người thanh niên. Khi an ủi người khác, chúng ta nhất định phải nói lời tích cực, khích lệ đối phương nghĩ tới một phương án tốt hơn. Tuyệt đối không nên nói lời tiêu cực, như vậy sẽ khiến đối phương càng buồn phiền. Vương làm bài thi đại học không tốt, cả nhà đều lo lắng. Bản thân cậu cũng rất buồn. Một bạn học an ủi Vương, cậu đừng lo xa. Xã hội bây giờ xem trọng năng lực, thi trượt đại học không có nghĩa là cậu kém cỏi. Như anh hàng xóm nhà tớ, mặc dù không đậu đại học nhưng có sự nghiệp riêng rất tốt. Vương nghe vậy trong lòng càng bấn loạn, thậm chí còn to tiếng với bạn. Lúc này một người bạn học khác của Vương là Mai tới thăm và khuyên, cậu đừng quá buồn, lần này thi không tốt, có thể cậu chưa phát huy hết mình. Nếu cậu không đỗ có thể ôm thi thêm một năm, sang năm thi lại nhất định không có vấn đề gì, đừng buồn vì chuyện này nữa. Nghe xong Vương cảm thấy học ôm thêm một năm cũng không phải ý kiến tồi, vì vậy đã vui vẻ hơn. Khi người khác gặp khó khăn, chúng ta không chỉ an ủi khích lệ họ về mặt tinh thần, mà còn nên có hành động giúp đỡ đối phương. Một người mẹ đơn thân gặp tai nạn và bị thương, hàng xóm của cô đều tới bệnh viện thăm. Có nhiều người còn tình nguyện giúp đỡ cô đưa đón con đi học và cho con ăn. Có người thì tình nguyện lái xe đưa cô đi bệnh viện để kiểm tra. Người mẹ rất xúc động nói, chân của tôi bị gãy. Không biết cuộc sống trong thời gian tới phải làm như thế nào. May mà có sự giúp đỡ của mọi người, tôi mới có thể yên tâm dưỡng bệnh. Khi người khác gặp khó khăn, bạn nên giúp đỡ họ. Như vậy bạn sẽ nhận được tín nhiệm và xây dựng được tình cảm tốt đẹp với mọi người xung quanh. Khi chúng ta an ủi người khác, cần thể hiện sự chân thành. Khi trò chuyện hoặc an ủi người khác, cần sử dụng một số phương pháp nhất định. Nếu một người có trái tim chân thành nhưng không biết cách thể hiện, thì người khác cũng không thể cảm nhận được sự chân thành ấy. Thể hiện sự chân thành cũng cần có phương pháp, như vậy mới có thể khiến người khác hiểu được tâm ý của bạn. Nhìn thẳng, khi trò chuyện giao tiếp với người khác không nên nhìn đi chỗ khác. Hãy để người đối diện thấy ánh mắt bạn đang nhìn họ và họ sẽ tin tưởng bạn hơn. Hành động tự nhiên. Những hành động tự nhiên sẽ thể hiện sự vô tư, khiến đối phương tin tưởng bạn. Mỉm cười chân thành, nụ cười như ánh nắng, hãy để đối phương cảm nhận được sự ấm áp và chịu tỏa ra từ lời nói của bạn. Nụ cười thể hiện sự chân thành sẽ chuyển thành ý và tấm lòng của bạn đến đối phương. Khen chân thành, những lời khen thật lòng sẽ khiến người khác tự tin. Nó là một phương thuốc hữu hiệu giúp bạn thể hiện lòng chân thành.
dám thừa nhận khuyết điểm của mình. Không có ai là hoàn hảo. Một người che giấu khuyết điểm sẽ khiến cho người khác nghi ngờ lòng chân thành. Hãy thừa nhận khuyết điểm của mình một cách thỏa đáng để mọi người thấy bạn là người thật lòng, tự nhiên và đáng tin cậy. Vì vậy, khi giao tiếp hoặc an ủi người khác, sự chân thành quan trọng hơn kỹ năng. Thậm chí còn có thể nói, chân thành chính là sự tôn trọng đáng quý giá nhất dành cho mọi người trên thế gian. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Xã hội hiện đại, từ xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ giao lưu đến hợp tác, không việc gì không cần tài ăn nói. Khéo ăn nói giống như sở hữu loại dầu bôi trơn và đảm bảo các mối quan hệ của bạn vận hành trơn tru. Không khéo ăn nói, gặp chuyện nhỏ mắc trở ngại, gặp chuyện lớn vấp thất bại. Làm thế nào để nói năng trôi chảy? Làm thế nào để nói lời đi vào lòng người? Trong những dịp khác nhau với những người khác nhau, ở những tình huống không giống nhau, có cuốn sách này gợi ý, tôi tin chắc chắn bạn sẽ trở thành người khéo ăn nói.